chương 1700 linh một chuyến đi này không phải là vô ích. Xuất lời, chân đường thừa phong điểm một chút, hóa thành một đạo tàn ảnh bay vút về phía đường Tuấn. Anh dùng lực lượng vừa vứt tốt, khống chế ở trình độ mới vào cảnh giới nguyên đan viên mãn. Dù sao thật vất vả mới có một người đánh nhau với anh, nhưng phải chơi nhiều hơn một hồi. Đại trưởng lão ở một bên trên mặt một trận xấu hổ. Anh chính là yêu chủ cường đại nhất vạn yêu chi xâm không thể rụt rè một chút sao. Nhìn đệ tử thiên huyền tông trước mắt không nói hai lời liền ra tay, đường tuấn khẽ cao mày. Hỏi Lưu Trường Vân, đệ tử Thiên Huyền Tông các anh đều hiếu đấu như vậy sao? Lưu Trường Vân cười khổ lắc đầu, làm Thiên Huyền Tông tứ trưởng lão, anh cũng không biết trước mắt nhị hàng này là ai. Nhưng ta thích, Đường Tuấn cười nhạt, thân hình khẽ động, cả người xông về phía Lưu Trường Vân. Sau khi lấy thân phận, tiền bối, từ chỗ Lưu Trường Vân chiếm được hơn 200 khối nguyên thạch, thương thế của anh cũng đã chữa trị không sai biệt lắm, thực lực cơ bản khôi phục. Hơn nữa không biết vì sao, cường độ thân thể của anh thậm chí so với lúc trước càng thêm cường đại, vừa lúc cũng muốn thử một lần lực lượng thân thể mình đạt tới trình độ nào. Có chút ý tứ, gia hỏa rất tự tin mà, nhìn thấy đường Tuấn không chút sợ hãi, ngược lại cũng giống như anh, chỉ vận dụng sức mạnh thân thể, lộ thừa phong nhếch miệng cười. Audio điện tử võ tấn bền anh chính là yêu chủ vạn yêu chi sâm, thân thể sớm đã đạt tới cường độ của người tu hành nguyên anh cảnh. Cho dù chỉ vận dụng ba phần lực lượng, cũng phải vượt qua cảnh giới nguyên đan viên mãn rất nhiều. Bông bông, tốc độ của hai người đều cực nhanh, trong nháy mắt va chạm vào một chỗ. Mây bốn phía nổ tung, hóa thành từng đám mây, dư ba kinh khí khuếch tán ra ngoài, đồng thời một tiếng sấm dầu đột nhiên nổ tung. Hai người đồng thời lui về phía sau bảy tám bước, thoạt nhìn tựa hồ thế lực ngang nhau lộ thừa phong dừng lại thân hình cảm thụ được từng đợt cảm giác tê giải từ cánh tay truyền tới trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc thực lực không tệ nha lộ thừa phong nhìn đường tuấn khen ngợi có thể và vận dụng ba lực thành công anh đánh thành ngang tay loại thực lực này đặt ở bên ngoài đã coi như là cao thủ rồi khó trách dám đến khiêu chiến thiên huyền tông trên mặt bất giác lộ ra ý cười ánh mắt lộ thừa phong nhìn đường tuấn phảng phất nhìn một món đồ chơi tuyệt hảo thực lực càng mạnh vậy mình có thể chơi lâu hơn. Chuyến đi này không phải là vô ích. Khó trách thiên huyền tông có thể trở thành hành tinh thiên mang đệ nhất đại tông, tùy tiện một đệ tử đều có loại thực lực này, cư nhiên có thể ngăn trở một phần hai mươi lực lượng của ta, luận lực lượng thuần túy, thực lực của người này sợ là so với tứ trưởng lão còn mạnh hơn. Đường Tuấn nhìn lộ thừa phong, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Không nghĩ tới tùy tiện một đệ tử thiên huyền tông đều lợi hại như vậy, thiên huyền tông tông chủ và vạn yêu chi xâm yêu chủ chẳng phải là mạnh hơn sao. Lại đến, lộ thừa phong gầm nhẹ. Hôm nay cùng cũng có thể đánh vui. chương 1702, năm thành lực lượng. Bông bông bông. Trong nháy mắt, hai người lại lần nữa giao thủ. Hai người toàn thân các bộ vị không ngừng va chạm, không ngờ phát ra tiếng sấm dầu. Đây là thân thể lôi âm. Thần Long đại trưởng lão nhìn hai người giao thủ giữa sân, sắc mặt đột nhiên biến đổi thân thể lôi âm, đó là dấu hiệu đem thân thể tu luyện tới cảnh giới cực cao. Yêu thú có được ưu thế thiên nhiên, có thể tu luyện ra thân thể lôi âm còn nói được, nhưng một nhân tộc, vậy thì có chút dọa người. Ngay sau đó, thần long đại trưởng lão sắc mặt lần thứ hai biến đổi, kinh ngạc nhìn khí tức thừa phong giữa sân cường đại hơn trước không ít, lầm bẩm nói, bốn lực thành công. Lộ thừa phong lúc này đã vận dụng bốn lực thành công. Mặc dù chỉ là gia tăng một thành, nhưng dưới tình huống hai người thế lực ngang nhau, nhiều một phần lực đều là ưu thế áp đảo, thậm chí tạo thành tranh lệch nghiền ép. Yêu chủ quá xúc động, không phải nói chỉ đánh thành trọng thương sao. Thần Long có chút tức giận, cứ tiếp tục như vậy không cẩn thận liền đánh chết người, anh còn thẩm vấn cái dám. Bông! Hai người lại va chạm. Thần Long nhìn tình huống giữa sân, giật mình, làm sao có thể. Giữa sân, đường Tuấn thế nhưng nhận được một kích của lộ thừa phong, nhìn biểu tình của anh, tựa hồ không phải rất cố gắng ha 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 được lộ thừa phong sửng sốt chợt mừng như điên đối phương tựa hồ so với anh tưởng tượng còn cường đại hơn nhưng như vậy càng tốt giao thủ trong sân tiếp tục khí chàng hai người động thủ càng ngày càng cường đại từ xa có thể nghe thấy tiếng va chạm đè nén trầm thấp mà thần long lại càng ngày càng kinh hãi năm thành lực lượng sáu thành lực lượng chín thành lực lượng nhìn hai người giao thủ giữa sân sắc mặt thần long kịch liệt biến hóa Lộ thừa phong không ngừng tăng lên lực lượng ra tay của mình, loại lực lượng khủng bố thuộc về yêu thú cơ hồ không hề giữ lại mà nở rộ ra, mỗi một quyền tựa hồ đều có thể đánh bạo không khí. Một quyền kia nếu đánh vào người mình, ít nhất cũng là trọng thương. Thần Long trong lòng nghĩ đến, tên kia chẳng lẽ cũng là yêu thú, nhìn lộ thừa phong mỗi một quyền và đối phương va chạm, đối phương ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi, thần Long trong lòng không khỏi hiện ra một ý niệm trong đầu. Bông! mười thành lực lượng theo lộ thừa phong và đường tuấn lại một lần nữa giao thủ thần long khiếp sợ hô ra một câu đường thừa phong vận dụng mười thành lực lượng thế nhưng đều không bắt được đối phương có thể để cho ta toàn lực xuất thủ anh đích xác rất mạnh lộ thừa phong nhìn đường tuấn trên mặt là biểu tình vô và thỏa mãn đồng thời trong lòng cũng âm thầm giật mình ngay cả con trai anh thiếu yêu chủ lộ quảng nguyên của vạn yêu chi sâm cũng không thể tiếp nhận mười thành lực lượng của anh mà đường tuấn trước mắt lại làm được chương 1703, đáng tiếc anh quá yếu. Đáng tiếc anh quá yếu. Ai ngờ lộ thừa phong vừa nói xong, đường Tuấn lại nhẹ nhàng nói một câu. Anh mới vận dụng một phần tư lực lượng mà thôi, huống chi anh là tới gặp thiên huyền tông tông chủ và vị vạn yêu chi xâm yêu chủ kia, làm sao có thể bị một đệ tử bình thường ngăn cản. Lộ thừa phong nghe vậy, trên mặt thô cạch nhịn không được lộ ra một tia tức giận. Nhưng ngay sau đó, chút tức giận này của anh đã bị một quyền đánh tan. Lực lượng của anh ngừng tăng lên, nhưng lực lượng của Đường Tuấn lại tăng lên lần nữa, phảng phất như không ngừng nghỉ. Một quyền đánh ra, lực lượng cường đại tựa hồ xé rách không gian, phát ra thanh âm kinh khủng quỷ khóc sói. Lộ Thừa Phong chỉ đỡ một lát, sau đó liền bay ngược ra ngoài. Một nửa sức mạnh, một quyền này, Đường Tuấn vận dụng một nửa lực lượng. Đau đớn kịch liệt truyền đến, Lộ Thừa Phong nổi giận, trở thành yêu chủ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người có thể đả thương anh nhưng anh lúc này chỉ vận dụng lực lượng thân thể, phối hợp với chân nguyên bàng bạc trong cơ thể mới là toàn bộ thực lực của anh. Đang định điều động chân nguyên phản kích, Đường Tuấn lại xuất hiện trước mặt anh. Một quyền, không chút khách khí đập xuống. A! À, Lộ Thừa Phong kêu đau một tiếng, thân thể đau đớn còn tốt, nhưng một quyền kia của Đường Tuấn vừa vặn đánh vào nút kinh mạch nơi chân nguyên anh vận chuyển, đánh tan chân nguyên anh thật vất vả mới nhắc tới. Cái loại cảm giác này khó chịu đến mức làm cho anh cơ hồ muốn hộp máu bông bông bông, không cho lộ thừa phong thời gian phản ứng, nắm đấm đường tuấn như mưa rơi xuống. Mỗi một quyền đều vừa vặn đánh tan chân nguyên lộ thừa phong ngưng tụ. Cái này, cái này, thần long đại trưởng lão nhìn một màn này, cơ hồ không thể tin được. Đánh vạn yêu chi xâm yêu chủ, loại chuyện này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra ai sẽ tin tưởng. Anh bỗng nhiên nhớ tới lời lộ thừa phong nói lúc trước, trên mặt lộ ra cười khổ. Đây đâu phải là nắm tay ngứa, rõ ràng là ngứa ra thiếu đánh a à, lộ thừa phong hét lớn một tiếng từ trong quyền ảnh đường tuấn chạy ra từng ngụm từng ngụm thở dốc ánh mắt hoảng sợ nhìn đối phương lúc này lộ thừa phong làm sao còn có một đời yêu chủ toàn thân cao thấp đều là vết bầm tím và xương đỏ khóe miệng còn treo vết máu thoạt nhìn thập phần chật vật có thể ngăn chờ ta lâu như vậy xem ra anh ở trong đệ tử thiên huyền tông hẳn là không tệ đáng tiếc vẫn còn quá yếu chắp tay sau lưng, đường Tuấn lắc đầu với lộ thừa phong, không có ý định tiếp tục truy kích. Đối phó một đệ tử thiên huyền tông, còn không đáng để anh dùng quá nhiều thời gian. Lộ thừa phong trong lòng xấu hổ phẫn nộ lẫn lộn, nếu không phải lúc này chính anh che giấu thân phận, tuyệt đối sẽ đem đường Tuấn trở thành chuyên môn đến khiêu khích anh. chương 1704 là phát hiện ở Long Huyết Quốc. Anh hôm nay tới, chính là dự định đáp thiên huyền tông truyền tống trận rời đi. Bởi vì danh ngạch có hạn, anh chỉ có thể bày ra lực lượng đủ cường đại để cho đối phương cúi đầu. Nếu đã đánh bại một đệ tử, vậy thì không thể dừng tay. Hơn nữa, nếu như có cơ hội mà nói, anh cũng muốn kiến thức một chút thiên huyền tông và vạn yêu chi xâm tối cường giả, giả bạch y và lộ thừa phong. Vừa rồi tên kia thực lực không tệ, ở thiên huyền tông hẳn là không phải hạng người vô danh, hẳn là hỏi tên. Đường Tuấn bỗng nhiên nghĩ đến. Nghe Đường Tuấn nói, thần long trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì dám nói lộ thừa phong yếu, đây chỉ sợ vẫn là người đầu tiên đi. Ở nhiều quốc gia, danh tiếng của vạn yêu chi chủ lộ thừa phong có thể ngăn chặn tiểu hài tử khóc đêm. Nhưng vừa nghĩ đến tất cả những thứ này lộ thừa phong tự chịu, thần long cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, nói anh là có chút yếu. Dù sao danh dự của hai đại tông cũng không thể mất. Nếu để cho đối phương biết yêu chủ của vạn yêu chi sâm bị người ta đánh một trận như vậy, vậy về sau vạn yêu chi sâm chẳng phải là danh dự quét sạch sao? Nếu đã như vậy, vậy làm phiền đại trưởng lão dẫn ta đi quen biết cao thủ Quý tông một chút đi. Cấp bậc như vừa rồi, coi như xong, Đường Tuấn khoát tay áo. Khóe miệng Thần Long giật giật. Loại cấp bậc vừa rồi, cho dù ta muốn kêu, cũng gọi không được. Toàn bộ hành tinh Thiên Mang có hay không một cái tát hay không đều chưa biết. Vậy làm ơn đi, chúng ta tông môn đang tiến hành tỉ thí, ta dẫn anh đi gặp tông chủ chúng ta. Thần Long lúc này cũng biết mình không ngăn cản được Đường Tuấn chỉ có thể mang theo anh tiến vào Thiên Huyền Tông. Đường Tuấn gật gật đầu, đi theo phía sau Thần Long. Lưu Trường Vân, anh tìm đến tên này từ đâu vậy? Trên đường đi, Thần Long dùng bí thuật chuyên môn của Thiên Huyền Tông truyền âm hỏi Lưu Trường Vân. Ngay cả tên gia hỏa ngay cả Lộ Thừa Phong cũng có thể đánh bại, tuyệt đối không phải là người vô danh. Lưu Trường Vân suy nghĩ một hồi, đồng dạng truyền âm nói, là phát hiện ở Long Huyết Quốc. Tiếp theo lưu trường vân đem chuyện của đường tuấn nói ngắn gọn hiển nhiên anh cũng đã điều tra đường tuấn cho nên biết rất toàn diện nghe xong sắc mặt thần long hơi đổi ánh mắt nhìn về phía đường tuấn không khỏi mang theo cảnh giác và một tia địch ý nói như vậy lai lịch của anh cũng không rõ ràng lắm rất có thể không phải người của long huyết quốc thậm chí không phải người tu hành hành tinh thiên mang thần long sắc mặt âm trầm lưu trường vân ngẩn ra nhưng khi anh nghĩ đến đường Tuấn Đích sắc giống như xuất hiện từ hư không, lại không biết nên giải thích như thế nào. nếu như anh thật sự là người ngoài vực vực, đại trưởng lão tính toán làm như thế nào? Lưu Trường Vân hỏi. không phải tộc ta, tâm tất dị. khi dùng hết tất cả thủ đoạn chém giết, thần long trầm giọng nói. khi thần long mang theo mấy người tiến vào thiên huyền tông thời điểm, lộ thừa phong đã trở lại núi thiên huyền. anh đã trở về bộ dáng ban đầu, vết thương trên người đều đã khôi phục lại vẻ mặt buồn bực. Phía dưới, Lộ Quảng Nguyên và Dạ Thiên Niệm chiến đấu còn đang tiếp tục. Lộ Thừa Phong rời đi cũng không bao lâu, lúc này hai người đã so sánh hơn 900 chiêu, các loại công pháp và bí thuật tầng tầng lớp lớp, khiến cho rất nhiều đệ tử phía dưới từng đợt thét chói tai. Có chuyện gì vậy, tại sao chỉ có một mình anh trở về, người ngoài kia xử lý như thế nào? Nhìn thấy Lộ Thừa Phong trở về, Dạ Bạch Y nhịn không được hỏi chương 1705, coi như là đi. Không có gì, lộ thừa phong ánh mắt né tránh, thấp giọng nói ta đánh anh một trận, tiểu giáo huấn một chút, hiện tại thần long đang và anh thương lượng. Ừm, dạ bạch y gật đầu. Tuy rằng cảm thấy lộ thừa phong có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Anh như thế nào cũng không nghĩ tới trên hành tinh thiên mang còn có có thể bạo đả lộ thừa phong cường đại tồn tại. Lúc này, đám người phía dưới phát ra một mảnh thán phục, thì ra giả dạ thiên niệm và lộ quảng nguyên tỉ thí đến một ngàn chiêu. Đại sư huynh thật lợi hại, đây đều là một ngàn chiêu rồi, chân nguyên cư nhiên còn dư thừa như vậy. Có đệ tử thiên huyền tông thán phục nói, thiếu yêu chủ của vạn yêu chi xâm thực lực cũng không tệ, lần này chỉ sợ sẽ kết thúc bằng tay. Một chút thực lực như vậy cư nhiên đấu một ngàn chiêu, không sợ cười chết người sao. Đúng lúc này, một đạo thanh âm truyền vào. Mọi người thảo luận ngẩn ra, Chật vẻ mặt tức giận quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện là một nam tử trung niên, khóe miệng còn lộ ra nụ cười châm chọc. Đường tiền bối, xin quản tốt người hầu của anh. Lưu Trường Vân nhìn thoáng qua Thủy Ma, ngữ khí lãnh đạm nói. Vừa rồi người vừa nói chuyện chính là Thủy Ma. Anh kính đường tuấn, nhưng đối với người hầu của anh lại không để vào mắt. Huống chi đường tuấn rất có thể còn là người tu hành ngoài vực, càng làm cho thái độ của anh trở nên lạnh lẽo hơn một chút những đệ tử khác trợn mắt nhìn chằm chằm thủy ma, nếu không phải cố kỵ đại trưởng lão và tứ trưởng lão ở một bên, bọn họ đã động thủ. Thần Long cũng nhíu nhíu mày, nhìn về phía đường Tuấn. Hạ nhân như ta nói chuyện đích xác có chút đường đột. Đường Tuấn giải thích, Lưu Trường Vân và Thần Long sắc mặt hơi chậm lại, nhưng câu nói tiếp theo của đường Tuấn làm cho trên mặt bọn họ nhất thời bao trùm một tầng hàn xương. Nhưng anh nói cũng không sai, hai đệ tử này đích xác quá kém cỏi, chút tu vi này còn có thể đánh được một ngàn chiêu, không khỏi quá nhỏ làm lớn chuyện. Còn không bằng vị đệ tử vừa rồi của đại trưởng lão đâu. Thần Long ngẩn ra, nói không nên lời. So với vị yêu chủ lộ thừa phong này, giả dạ thiên niệm và lộ quả nguyên đích xác không tính là cái gì. Những đệ tử khác lại tức giận, đây quả thực là đang khiêu khích. Khẩu khí thật lớn. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một âm thanh không vui. Hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người thiên huyền tông, chính là giả thiên niệm và lộ quảng nguyên. Đại sư Huynh, thiếu yêu chủ, mọi người cung kính nói. Hướng về phía mọi người gật gật đầu, dạ thiên niệm lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía đường Tuấn và Thủy Ma, lạnh lùng nói anh chính là muốn khiêu chiến người của thiên huyền tông ta đi. Vừa rồi anh cũng nghe được có người xông vào thiên huyền tông tin tức, chỉ là không có để ở trong lòng. Coi như là đi, đường Tuấn nói nếu anh đã nói chúng ta đấu một ngàn chiêu là chuyện nhỏ làm lớn vô ích công phu, vậy anh cũng dám đi ra tỉ thí với ta một hồi. Dạ thiên niệm nói, nếu anh thắng, ta liền không so đo anh mạo phạm thiên huyền tông ta lúc trước. Audio điện tử võ tấn bền chương 1706, huyền vũ phong sát Lộ nguyên quân thực sự không có lý do gì để từ chối yêu cầu này. Anh ta đương nhiên có thể cảm nhận được cảnh giới của người trước mặt, cảnh giới nguyên đan viên mãn có trình độ tu luyện rất tốt nhưng muốn đánh bại giả tư nhiên không thể đơn giản như vậy ngay cả loại chuyện này anh ta cũng không đảm bảo được giả tư nhiên nói nếu thua cậu phải quỳ trước cửa thiên huyền tông trước mặt toàn thể học trò thiên huyền tông xin lỗi tôi đường tuấn nói được thần long ở bên cạnh khi nghe thấy lời này ra đầu như muốn nổ tung tên này có thể đánh bại lộ thừa phùng hai tiểu bối các người dám nhận lời thách đấu nghĩ đến đây thần long liếc nhìn mấy người chuẩn bị động thủ, trong lòng khẽ động, các người phải nhanh chóng thông báo cho tông chủ và yêu chủ đại nhân. Ra tay đi, nếu tôi ra tay trước, cậu sẽ không có cơ hội. Giả dạ tư nhiên nghiêng người, thanh trường kiếm trong tay ra thế phòng thủ. Không hổ danh là thiếu tông chủ của chúng ta, chính là khí quyển. Chờ thiếu chủ xuất chiêu, anh cho rằng tên đó có thể chống lại bao nhiêu chiêu. Xì, có thể chịu được 5 chiêu cũng không tệ, anh cho rằng mọi người đều là lộ nguyên quân sao lộ nguyên quân vòng tay trước ngực ngang hông treo một thanh đao viên nguyệt loan trông thư thái thản nhiên nhẹ nhàng nói nhanh lên giả tư nhiên lát nữa chúng ta sẽ quyết định người thắng cuộc giả tư nhiên gật đầu nhìn đường tuấn ra tay đi đường tuấn lắc đầu nói nhỏ so với vị học trò vừa rồi anh quá yếu mặc dù không hiểu tại sao vị này được mệnh danh là người mạnh nhất trong đám học trò của thiên huyền tông lại yếu hơn người vừa rồi nhưng dù sao thì anh cũng lười đánh đến cùng, nên chỉ cần một đấm mà thôi. Anh thôi động một ít chân nguyên và tung ra một đấm. Chỉ sử dụng một phần năm sức mạnh của mình, không có bất kỳ kỹ xảo thần thông nào. Nếu sử dụng thần thông, Đường Tuấn có cảm giác sẽ đánh chết gã trước mặt. Nhiều học trò xem thường kêu lên, tên này bị điên à. Lộ Nguyên Quân cũng lắc đầu, xem ra anh ta chỉ là kẻ biết khoe khoang. Chỉ có sắc mặt của giả dạ tư nhiên dần trở nên nghiêm túc một cảm giác cực kỳ nguy hiểm trào dâng từ tận đáy lòng cảm giác này chỉ có trong cơ thể cha của mình và yêu chủ mới cảm nhận được phù 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 không chút do dự nguyên khí toàn thân giả tư niên dâng trào phát ra âm thanh như thủy triều trong tay cầm một thanh trường kiếm quét ngang thanh kiếm dường như bao quanh anh ta một hình ảnh hư ảo xuất hiện phía sau giả tư niên thân hình rùa và đuôi rắn giống như thần thú huyền vũ trong truyền thuyết huyền vũ phong sát lộ nguyên quân nheo mắt nhận ra chiêu này đây là kiếm vi chi thuật mạnh nhất của giả tư niên, là con át chủ bài thực sự. Cũng phải nhờ vào huyền vũ phong sát này mà giả tư niên có thể thắng anh thêm vài ván, nhưng di chứng của việc sử dụng huyền vũ phong sát không hề nhẹ, trong tình huống bình thường, giả tư niên sẽ không tùy tiện sử dụng. Sử dụng nó vào lúc này thì chứng tỏ trước mắt phải rất nguy cấp. Đường Tuấn chế nhạo, kỹ thuật phòng thủ tốt, nhưng tiếc là vẫn chưa đủ. Trường 1707 là tôi bị đánh đến mơ hồ sao bùm bùm. Hai tiếng động trầm thấp liên tiếp vang lên. Leng keng. Dưới cái nhìn của mọi người, thanh trường kiếm trong tay giả tư niên phát ra một tiếng giòn tan, sau đó nó vỡ ra thành mười mấy mảnh sắt và rơi xuống đất. Khi những người xung quanh nhìn thấy, bọn họ gần như đồng loạt mở miệng, không thể tin được. Sau khi đập vỡ thanh trường kiếm, cú đấm của đường Tuấn tiếp tục hướng về phía trước, gần như không dừng lại. Sắc mặt của lỗ nguyên quân đột nhiên biến đổi, thân hình biến dạng, biến thành một con hươu đen. Thân thể con hươu đen phát ra ánh sáng u ám, hai cái gạc trên đầu lộ ra hơi thở sắc bén. Đây là bản thể của anh ta, dưới bản thể, sức mạnh của anh ta có thể tăng lên khoảng 30%. Anh ta muốn ngăn cản đường Tuấn. Nhưng trước khi lộ nguyên quân có thể di chuyển, nắm đấm của đường Tuấn đã dừng lại trước chán của giả tư nhiên. Những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt của giả tư niên, cơ thể anh ta khẽ run lên một cú đấm đã phá tan huyền vũ phong sát. Giả dạ tư nhiên chưa bao giờ nghĩ rằng một cú đấm lại có thể có sức mạnh như vậy. Giả dạ tư nhiên chua chát nói, tôi thua rồi. Nghĩ đến những gì đường Tuấn nói trước đó, giả dạ tư nhiên và lộ nguyên quân nhìn nhau, đồng thời nở một nụ cười gượng gạo, hai người đánh nhau ngàn chiêu cũng không phân biệt thắng bại. Mà đường Tuấn đã đánh bại anh ta chỉ bằng một cú đấm, há không phải là chuyện bé xé ra to sao. Các học trò xung quanh ngẩn ra một lúc, không ai dám nói thêm lộ nguyên quân trở lại hình người thở dài nói cậu ở chỗ này chờ tôi đi tìm cha tôi nói xong anh ta biến thành một cái bóng đen và đi về phía điểm cao nhất của thiên huyền phong lộ thừa phùng vốn dĩ đã chán nản không có hứng thú với cuộc thi của các môn phái khác nhau anh ấy kéo dạ bạch ý ngồi trên bục của đỉnh thiên huyền uống rượu nói chuyện không nhìn thấy tình huống của cuộc thi ở dưới đỉnh thiên huyền để tránh tâm trạng phiền muộn Lộ thừa phùng nhìn về phía bầu trời xa xôi đột nhiên hỏi, dạ bạch ý, anh cho rằng huyết mạch địa cầu vẫn còn chứ? Không biết tại sao vừa rồi khi đấu với đường Tuấn, anh ta cảm giác huyết mạch đối phương rất quen thuộc. Dạ bạch ý, khẽ nhíu mày, nói cho dù là như vậy, có thể có bao nhiêu phần đây? Dưới tầng phong ấn đó, ngay cả thiên mang tinh của tôi cũng bị ảnh hưởng, chứ đừng nói đến trái đất. Nhiều năm như vậy mà địa nguyên châu không hề động đậy, chẳng phải là minh chứng tốt nhất sao? Lộ Thừa Phùng nghe xong liền thở dài, trong lòng thầm nói, là tôi bị đánh đến mơ hồ sao? Đúng lúc này, từ xa truyền đến một giọng nói, đại trưởng lão Thần Long xuất hiện ở trước mặt hai người nói, tông chủ, đã xảy ra chuyện. Giả dạ Bạch Ý nghiêm nghị nói, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Tư Niên và Nguyên Quân phân thắng bại rồi sao? Chương 1708, mời cha ra tay. Một giọng nói vang lên, lộ nguyên quân xuất hiện trên đài cao với vẻ mặt hoảng sợ cha đã xảy ra chuyện có người đến huyền tông gây rối. vừa mới đánh bại tư niên lộ thừa phùng và diệp bạch y đồng thời đứng lên vẻ mặt sửng sốt nói cái gì lộ thừa phùng nói hôm nay là ngày gì mà có nhiều người đến gây rối trong thiên huyền tông nguyên quân bây giờ chúng ta đi qua đó cha muốn nhìn xem ai dám làm cản ở thiên huyền tông bạch y lát nữa cha sẽ ra tay vì đằng nào cha cũng muốn thư giãn gân cốt đánh một trận để loại bỏ những phiền muộn trong lòng, chẳng lẽ tất cả con trai đều giống ông sao? Lộ thừa phùng không để ý rằng thần long ở bên cạnh vẫn tiếp tục chớp mắt nhìn ông ta. Bạch y gật đầu nói, ừm, um. thần long, ông cũng đi cùng đi. Nói với thần long, bạch y dẫn đầu vài người rời đi, lộ thừa phùng có vẻ háo hức rất muốn thử. Hai, trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng trưởng lão thần long cũng không nói gì. Cót ca cót két, nắm đấm của lộ thừa phùng không ngừng siết chặt khóe miệng mang theo ý cười cuối cùng anh ta cũng định nhướng mày chẳng mấy chốc đã có vài người đến chỗ các học trò thi đấu lộ thừa phùng hét lên đầy hơi thở kẻ nào dám gây chuyện trong thiên huyền tông đứng ra đây cho tôi Đường tuấn từ trong đám người chậm rãi xoay người nở nụ cười rạng rỡ nói là tôi giọng nói của lộ thừa phùng tắc nghẽn trong cổ học là cậu sau khi nghe lộ thừa phùng nói xong Đường Tuấn rõ ràng đã sửng sốt một chút, người này quen anh sao? Tông chủ, yêu chủ, các học trò của Thiên Huyền Tông và Vạn Yêu Chi Sâm ở xung quanh cung kính cúi chào hai người. Cha, anh ta chính là người đánh bại giả tư niên. Lúc này, Lộ Nguyên Quân nói với Lộ Thừa Phùng, trước khi quyết đấu còn đã hứa với anh ta, nếu anh ta đánh thắng giả tư niên, thì anh ta có thể thách đấu với cha. Anh ta khẽ khom người, vẻ mặt nghiêm nghị, mời cha ra tay. Chuyện này, chuyện này, vẻ mặt lộ thừa phùng nhăn nhó, đột nhiên trong đầu ông ta hiện lên mấy chữ ông trời trêu người. Vất vả lắm mới thoát khỏi cuộc chiến tàn bạo với tên này, cũng coi như không mất hết mặt mũi. Đánh không lại, ông ta cũng không thể tìm cách trốn đi à? Không ngờ tới bản thân đang yên lành ở trong nhà mình thì bị tai bay vạ gió, con trai ông ta vậy mà lại thay mặt chấp thuận thách đấu đơn phương của người kia. Chương 1709 anh chàng này còn chưa xuất ra toàn lực chỉ có một mình thần long thở dài trong lòng, thật sự là giống với câu nói đó. đã là họa thì không thể nào tránh được. thừa phùng, ông sao vậy? dạ bạch ý nhịn không được hỏi. từ nãy đến giờ ông ta đã cảm thấy lộ thừa phùng có gì đó là lạ. không, không có. lộ thừa phùng khoát tay liên liệ. vậy thì ông bắt đầu đi. dạ bạch ý từ tốn nói một câu, lại nhìn đường tuấn rồi nói, có thể đánh bại tư niên, chứng tỏ thực lực của cậu không tệ nhưng nếu cậu chỉ dựa vào chuyện này mà đã không xem uy nghiêm của thiên huyền tông tôi ra gì vậy cũng quá ngây thơ rồi người lát nữa đánh nhau với cậu chính là yêu chủ của vạn yêu chi sâm là một trong những người tu luyện lớn mạnh nhất trên hành tinh này cậu không thắng được cũng là chuyện bình thường thôi cho nên trong lúc quyết đấu nếu đụng phải chiêu thức mà cậu không ứng phó được vậy cứ xin dừng đấu không có gì là mất mặt cả dạ bạch ý lại không chú ý tới ông ta nói một câu vẻ mặt lộ thừa phùng lại đỏ hơn một chút, giống như là đang vô cùng xấu hổ. Được, đường Tuấn gật đầu một cái, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Cuối cùng cũng có cơ hội tận mắt nhìn thấy thực lực của người được mệnh danh là lớn mạnh nhất đại lục này. Lộ yêu chủ, xin mời, đường Tuấn nói với lộ thừa phùng. Lộ thừa phùng hung giữ chừng mắt nhìn lỗ nguyên quân một lúc, rồi nhắm mắt yên lặng rằng co với đường Tuấn. Gần hai phút sau ông ta vẫn không có ý định ra tay. Cha, Lộ thừa phùng, lộ nguyên quân và giả bạch ý cùng lúc gọi một tiếng. Nếu lộ yêu chủ không muốn ra tay trước, vậy tôi xin đắc tội. Đường Tuấn thấy lộ thừa phùng vẫn thờ ơ như cũ, có chút không vui nói. Anh tới đây không phải để lãng phí thời gian với ông ta. Trước mắt anh vẫn không nhìn ra được cấp độ tu luyện của lộ thừa phùng là gì, chứng tỏ tu vi của đối phương ít nhất đang ở cảnh giới nguyên anh, cũng đủ để anh dốc toàn lực để đối phó. Vừa dứt lời, trên người đường tuấn toát ra một luồng chân khí khổng lồ, chân nguyên vận chuyển với tốc độ nhanh chưa từng có, phát ra âm thanh nặng nề của chỉ thủy ngân. Hơi thở này quá mạnh, còn mạnh hơn nhiều so với lúc nãy anh ta quyết đấu với mình. Bên ngoài sân đấu, giả tư niên thều thảo nói, vốn dĩ để thua trong tay đường tuấn khiến anh ta có chút không cam tâm, bây giờ anh ta mới biết, vừa nãy đối phương đã nể tình mà nương tay với anh ta rồi. Thì ra trước đó anh chàng này còn chưa xuất ra toàn lực. Lộ thừa phùng âm thầm cười khổ, lần đầu tiên trong đời ông ta cảm thấy bản thân bị đả kích đến mức không còn lại chút gì. Nhưng lúc này không phải lúc ông ta có thể suy nghĩ vẩn vơ, hơi thở của đường Tuấn làm ông ta cảm thấy có hơi nguy hiểm. Âm âm, chương 1710, thần thông, mở hỗn độn. Mới mở đầu đã dùng hình thái bản thể để chiến đấu, xem ra lộ thừa phùng cũng cảm giác được đối thủ của ông ta rất mạnh. Dạ bạch ý gật đầu nói, lộ thừa phùng dùng hình thái bản thể để chiến đấu thực lực sẽ cao gấp mấy lần so với dùng thân thể con người lại phối hợp chân nguyên sung túc vậy mà khiến ông ta cũng cảm thấy hơi kinh sợ khóe miệng thần long đại trưởng lão giật một cái trong lòng thầm nghĩ nếu như không vận dụng hình thái bản thể e rằng yêu chủ đại nhân sẽ bị đánh bay trong vòng một chiêu không nên coi thường tôi lộ thừa phùng gầm nhẹ một tiếng móng vuốt đạp mạnh vào không khí thân hình như mũi tên lao ra ngoài dọc theo không gian mà ông ta lướt qua xuất hiện vài ngọn lửa màu đen. Nhìn những ngọn lửa kia, trong mắt lộ nguyên quân toát ra vẻ hâm mộ. Hai, chỉ sợ thừa phùng chính là con hưu lửa đen duy nhất còn sót lại trên đại lục này. Trong lòng dạ bạch ý thở dài, hưu lửa đen chân chính toàn thân sẽ được bao bọc bởi ngọn lửa màu đen quỷ dị. Máu huyết càng tinh khiết, ngọn lửa đen kia càng đậm màu. Mà lộ thừa phùng thì chỉ có dưới bốn chân và trong miệng là có lửa đen, khác xa so với hưu lửa đen thật sự, nhưng vẫn miễn cưỡng được xem là hưu lửa đen. Nhưng trên người lỗ nguyên quân hoàn toàn không có một chút lửa đen nào hết. Bỗng nhiên, sắc mặt dạ bạch ý khẽ thay đổi, trên ngực cảm thấy từng đợt nóng rực. Đây là, dạ bạch ý sửng sốt, vẻ mặt không dám tin nhìn về phía đường Tuấn. Rất mạnh, nhưng mà tôi cũng không yếu. Nhìn thấy tư thế của lộ thừa phùng, hai mắt đường Tuấn tỏa sáng. Bàn tay anh đánh ra, tất cả chân nguyên bốn phía giường như đồng loạt biến thành sóng biển, một trường này vừa ra, không khí xung quanh cũng bị đè ép siết chặt lại. Âm âm, thần thông, mở hỗn độn. Âm một tiếng, hình bóng của hai người đột nhiên đụng mạnh vào nhau. Năng lượng kinh khủng và ngọn lửa màu đen nhanh chóng bao quanh hai người, tạo thành một cái vòi rồng hai màu đen trắng. Lui, dạ bạch ý khẽ quát một tiếng, tay nhanh chóng đánh ra một một luồng pháp quyết, ngăn lại dư chấn từ cuộc chiến của hai người kia không để những người khác bị ảnh hưởng đến vẻ mặt của mấy học trò khác hoảng sợ nhìn một màn trước mắt bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng có người có thể đánh nhau với lộ thừa phùng trong trạng thái hình thú tới mức độ này bùm bùm lửa đen và năng lượng khổng lồ dần dần tản đi hình bóng của hai người hiện ra giữa sàn quyết đấu một tay đường tuấn nắm lấy một cái sừng trên đầu của hưu lửa đen môi nhếch lên một đường máu đỏ lặng lẽ chảy xuôi theo khóe miệng cuối cùng thì anh vẫn chưa đạt đến trình độ của cảnh giới Nguyên Anh. Âm một tiếng, con hươu lửa đen trên sân đấu lại biến thành hình dáng của lộ thừa phùng. Chỉ là lúc này sắc mặt của lộ thừa phùng lại tái nhợt không chút máu. chương 1711, lời này của tông chủ có ý gì? Nhìn thấy tình trạng của lộ thừa phùng, trong lòng dạ bạch ý thở dài một hơi, phất tay một cái, một luồng chân nguyên lập tức chui vào cơ thể ông ta. Sắc mặt lộ thừa phùng mới đỡ hơn đôi chút. Được rồi, thách đấu đến đây kết thúc dạ bạch ý nói ông ta nhìn đường tuấn nói anh bạn tu đạo này cậu tìm tới thiên huyền tông của tôi chắc chắn là có chuyện gì đó đúng không chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện một lúc được chứ đường tuấn gật đầu một cái dạ bạch ý dẫn đường đường tuấn đi theo phía sau hai người họ nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người hai cha con lộ thừa phùng và lộ nguyên quân cũng cách một khoảng khá xa lừng thửng đi theo hai người cha không phải vừa rồi vẫn chưa phân thắng bại sao. Tiếp tục đánh nữa, tên kia nhất định không phải đối thủ của cha. Lộ Nguyên Quân không hiểu truy hỏi. Anh ta không hiểu, người cha luôn luôn hiếu chiến của mình tại sao lần này lại dễ dàng dừng tay như vậy. Bốp, Lộ Thừa Phùng tát một phát lên trán của Lộ Nguyên Quân, hùng hùng hổ hổ mắng, mày ước gì ông đây chết sớm một chút có phải không? Lộ Nguyên Quân sửng sốt, bỗng nhiên, anh ta lại nhìn thấy cánh tay đang rủ xuống dưới tay áo của lộ thừa phùng chỉ thấy trên cánh tay kia phủ đầy những vết cắt nhỏ giống như vết nứt xuất hiện trên đồ gốm khi bị va đập mạnh từ trong miệng vết nứt kia vẫn còn đang dỉ máu không ngừng con cho rằng vừa rồi cha đang chiếm thế thượng phong à một trưởng của tên kia xém chút nữa đã đánh nát hình người của cha nếu không phải cuối cùng cậu ta thu liếm sức mạnh của mình bây giờ có lẽ cha đã chết mất rồi trong lúc nói chuyện ánh mắt của lộ thừa phùng vẫn còn lộ ra vẻ e ngại sâu sắc. Trên một đài cao của thiên huyền đỉnh, dạ bạch ý vuốt vuốt hạt châu trong lòng bàn tay. Hạt châu kia có màu vàng nhạt, mặt ngoài mượt mà bóng loáng, đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Anh bạn tu đạo này có lẽ không phải người tu hành bản địa ở thiên mang tinh, phải không? Sau một hồi trầm mặc, dạ bạch ý đột nhiên hỏi. Dầm dầm, lời này vừa nói xong. Nhóm trưởng lão của Thiên Huyền Tông đứng đầu là Đại trưởng lão Thần Long lập tức vây quanh Đường Tuấn, vẻ mặt bọn chúng giống như đang phải đối mặt với đối thủ sống còn. Trong mắt Đường Tuấn khẽ híp lại, nói: "Lời này của tông chủ có ý gì?" Dạ Bạch Ý chỉ vào hạt châu ông ta đang cầm trong tay, nói: "Dòng máu của cậu và địa nguyên châu này sinh cộng hưởng, có phải cậu đến từ trái đất không?" Trong lòng Đường Tuấn vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi, năng lượng chân nguyên trong cơ thể phát huy đến đỉnh điểm chuẩn bị tùy thời tùy lúc ra tay. Địa Nguyên Châu sáng lên, cuối cùng cũng sáng lên, chương 1712 tôi chỉ tin tưởng bản thân mình. Cuối cùng chuyện này là như thế nào? Đường Tuấn truy hỏi. Dạ Bạch Ý cũng không trả lời, ngược lại nói, trước tiên cậu hãy nhỏ một giọt máu lên trên địa Nguyên Châu, chúng ta kiểm tra trình độ tinh khiết trong dòng máu của cậu một chút. Đường Tuấn liếc mắt nhìn dạ Bạch Ý một cái, trích một giọt máu nhỏ lên bề mặt địa Nguyên Châu. Lập tức, địa nguyên châu vốn dĩ đang nhạt màu lại phát sáng rực rỡ. Dạ bạch ý và lộ thừa phùng khẩn trương nhìn chầm chầm địa nguyên châu, trong mắt họ không giấu nổi vẻ chờ mong vô hạn. Năm sáu phút sau, ánh sáng trên địa nguyên châu dần dần yếu đi, cuối cùng lại biến mất không thấy đâu nữa. Chuyện này, dạ bạch ý và lộ thừa phùng đều vô cùng kinh ngạc, nỗi thất vọng tràn khắp đáy mắt hai người họ. Không hề có dấu vết của dòng máu thần thánh, dạ bạch ý cười khổ, nụ cười kia tràn đầy bất đắc dĩ và mất mát cơ thể lộ thừa phùng run rẩy gần như muốn ngã xuống ngay lập tức cha dòng máu thần thánh là gì lộ nguyên quân truy hỏi lộ thừa phùng liếc mắt nhìn đường tuấn từ từ nói dòng máu thần thánh chính là dòng máu mạnh nhất ở trái đất chỉ có người trái đất mang dòng máu thần thánh chân chính mới có thể khống chế món bảo vật địa nguyên châu kia trước đây thiên mang tinh chúng ta chính là bộ đội tiên phong của trái đất cùng các cường giả của đại thế giới ở trung tâm ngân hà chiến đấu. Sau khi trái đất bị phong ấn, thiên mang tinh của chúng ta cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở chỗ này. Vốn dĩ tôi cho rằng cậu có thể đến được thiên mang tinh thì ít nhất cũng sẽ sở hữu một chút dòng máu thần thánh, không ngờ rằng ngay cả một chút cũng không có. Lộ Nguyên Quân thấp giọng nói: "Cha, dòng máu thần thánh thật sự quan trọng đến như vậy sao? Con cảm thấy anh ta thật sự rất mạnh mẽ." Lộ Thừa Phùng lắc đầu, nói: "Đương nhiên quan trọng. Trước kia địa nguyên châu chính là bảo vật dùng để đo lường độ tinh khiết trong dòng máu thần thánh của người trái đất, huyết mạch càng tinh khiết thì tài năng càng cao, có thể dễ dàng đột phá nguyên anh, hóa thần, thậm chí càng về sau càng dễ đột phá được cảnh giới. Bây giờ tuy cậu ta rất lớn mạnh, nhưng nếu đem ra so sánh với cái đám kiêu ngạo mắt để trên đầu của đại thế giới ở trung tâm ngân hà thì chẳng là gì cả. Hơn nữa không có dòng máu thần thánh cũng không thể nào lãnh đạo trái đất. Có lẽ đây chính là ý trời. Lộ thừa phùng ngẩng đầu, thở dài. Lộ nguyên quân khẽ giật mình, bỗng nhiên có chút thấu hiểu và thông cảm đối với đường Tuấn. Anh ta cũng bởi vì dòng máu không đủ thuần tịnh, nên không được xem là hưu lửa đen chân chính, cũng vì chuyện này mà rất nhiều người cho rằng anh ta không xứng làm chủ nhân của vạn yêu chi sâm. Tôi không tin cái gọi là ý trời đó, tôi chỉ tin tưởng bản thân mình, âm thanh kiên định của đường Tuấn vang lên rõ ràng trong không khí trầm mặc đến khó thở. Tôi tới tìm mọi người, không phải là vì địa nguyên châu hay bất kỳ bảo vật gì ở đây cả, tôi chỉ muốn tìm cách rời khỏi Thiên Mang Tinh thôi. Cho dù là dòng máu thần thánh gì đó tôi cũng không quan tâm. Trái đất có thể phục hưng được hay không, không phải hoàn toàn dựa vào dòng máu thần thánh gì đó. Dạ Bạch Ý và Lộ Thừa Phùng khẽ giật mình, sau đó bất chợt lắc đầu, nói cậu vẫn còn quá ngây thơ. Chờ đến khi cậu nhìn thấy cái đám kiêu ngạo cuồng vọng kia của đại thế giới ở trung tâm ngân hà thì cậu sẽ biết được tầm quan trọng của dòng máu thần thánh. Ngay từ khi sinh ra bọn họ đã là Nguyên Anh, Hóa Thần, Tiên Thiên, cậu làm sao đấu lại họ chứ? Ha, nếu cậu đã không có dòng máu thần thánh, vậy nói mấy chuyện này cũng không có lợi ích gì. Nhưng mà nếu như cậu muốn rời khỏi Thiên Mang Tinh của chúng tôi, thì chúng tôi có thể giúp cậu. Hai ngày nữa, chúng tôi sẽ lợi dụng thủy chiều đêm của trời đất để mở ra truyền tống trận, cậu hãy quay lại. Chương 1713, đại sư huynh, thiếu yêu chủ, đừng quên chúng tôi. Nói xong giả dạ bạch ý phất phất tay áo, hình như ông ta hơi mệt mỏi. tràn đầy chờ mong và hy vọng, phút chốc lại thất vọng ê chề, cảm giác này thật sự khiến người ta vô cùng khó chịu. Đường Tuấn gật đầu, trong lòng anh cũng không có bao nhiêu khó chịu. Giả dạ tư nhiên đưa đường Tuấn đến chỗ ở tạm thời của anh tại Thiên Mang Tinh, chỉ còn các vị cao tầng trong Thiên Huyền Tông, Lộ Thừa Phùng và giả dạ bạch ý ở lại. Tông chủ, nhất định phải là dòng máu thần thánh chân chính sao. Tư chất của cậu ta rất tốt, coi như là người sở hữu dòng máu thần thánh thật sự so sánh với cậu ta, e là cũng không hơn kém nhau bao nhiêu. Thần Long nhịn không được nói. Bọn họ thật sự cảm thấy đáng tiếc thay cho Đường Tuấn. Dạ bạch ý thở dài, trong mắt thần sắc nhớ nhung, nói các người có biết chủ nhân thật sự của dòng máu thần thánh sẽ sở hữu tư chất nghịch thiên như thế nào không? Dừng một chút, dạ bạch ý đưa mắt nhìn lướt qua đám người một chút, nói căn cứ vào những gì tổ tiên ghi chép lại, người tu luyện sở hữu dòng máu thần thánh, sau khi trưởng thành sẽ đạt đến cảnh giới nguyên anh, tùy tiện tu luyện một chút cũng có thể dễ dàng đột phá hóa thần, hơn nữa bọn họ gần như không gặp phải bất cứ bình cảnh sao nào trong quá trình tu luyện. Sao bình cảnh có nghĩa là khi tu luyện đến một cấp bậc nhất định nào đó thì sẽ không thể tăng tiến được nữa. Lời này vừa nói xong, đám người thần long lập tức ngơ ngẩn. Loại thiên phú này thật sự là thứ mà loài người có thể có được sao? Bây giờ các người còn cảm thấy tư chất của cậu ta tốt hơn chủ nhân thật sự của dòng máu thần thánh không?" Dạ Bạch Ý hỏi. Không một ai trả lời. Những người ở đây gần như đều có thể nhìn ra hiện tại Đường Tuấn chỉ mới đạt tới kỳ viên mãn của cảnh giới Nguyên Đan, nếu đem so sánh với chủ nhân dòng máu thần thánh thật sự thì quả là khác xa một trời một vực. Hai ngày sau, bên trong vùng đất bí mật của Thiên Huyền Tông. Dưới chân là một trận pháp truyền tống, chỉ là so với tiên lộ của trái đất thì nhỏ hơn rất nhiều. Phù văn được chạm khắc cũng không phức tạp như vậy. đích đến của trận pháp truyền tống này là trung tâm của thế giới hoang dã, là một trong vô số các thế giới nhỏ. Tinh vực bảo bình của chúng ta cũng chỉ là một trong vô số tinh vực của thế giới hoang dã mà thôi. Lần này các người rời khỏi đây, mục đích chủ yếu là tự rèn luyện bản thân, nếu các người có thể đột phá cảnh giới hóa thần, phải trở về một chuyến để hỗ trợ mọi người sửa chữa truyền tống trận. Việc thứ hai đó là tìm kiếm người thật sự sở hữu dòng máu thần thánh. Đường Tuấn, giả tư nhiên và lỗ nguyên quân, ba người cùng đứng trong truyền tống trận, giả bạch ý tỉ mỉ căn dặn mọi chuyện với họ. Đường đường, mặc kệ cậu có thể đạt được thành tựu hóa thần hay không, thì cậu cũng phải nhớ trở về, đừng quên bản thân cậu chính là người của thiên mang tinh. Đừng quên thiên huyền tông, cũng đừng quên vạn yêu chi sâm. Đại sư huynh, thiếu yêu chủ, đừng quên chúng tôi. Bên ngoài trận pháp, một đám người của thiên huyền tông và vạn yêu chi sâm hai mắt đẫm lệ, ngay cả lộ thừa phùng đường đường là yêu chủ xương bá lâu nay, cũng phải đỏ mắt rơi lệ. Hai người giả tư nhiên và lộ nguyên quân nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng mím chặt đôi môi, không nói một lời. chương 1714, nguyên khí trời đất nồng nặc quá. Nguyên khí xung quanh đột nhiên mãnh liệt trào dâng, nguyên khí thủy triều ban đêm đã tới, đã đến lúc bọn họ phải rời đi. Từng mảnh từng mảnh phù văn được dán trên truyền tống trận lần lượt sáng lên, từng chút bao phủ xung quanh ba người ánh sáng kia kéo dài khoảng chừng 2 phút, sau khi ánh sáng tan biến, ba người kia cũng đã biến mất. Trung tâm truyền tống trận vang lên vài âm thanh soạt soạt, bên ngoài nhanh chóng xuất hiện các vết nứt dạn to nhỏ khác nhau. Truyền tống trận đã hư, không thể dùng được nữa. Tông chủ, ông nhìn kìa, lưỡng giới bi. Đúng lúc này, thần long vô tình nhìn qua một vị trí khác của truyền tống trận, thần sắc trên mặt vô cùng kinh hãi. Vốn dĩ nơi đó là nơi đặt lưỡng giới bi đã vỡ tan tành, nhưng bây giờ, lưỡng giới bi đã hoàn toàn biến mất. Lộ Thừa Phùng và Giả dạ Bạch Ý đồng thời nhíu mày, mặt lộ vẻ không hiểu. Lưỡng giới bi chỉ dùng để canh giữ không gian phong bạo trong truyền tống trận, sau khi lưỡng giới bi vỡ vụn ngay cả tác dụng duy nhất này cũng không còn nữa, bởi vậy, từ sau khi nó vỡ vụn đã dứt khoát ném đến bên cạnh truyền tống trận, xem như kỷ niệm. Chỉ là không ngờ rằng lưỡng giới bi lại bị mất rồi. Chẳng lẽ là bị trận pháp truyền tống vừa rồi cuốn vào? dạ bạch ý thấp giọng nói lộ thừa phùng gật gật đầu nói cũng có thể nhưng mà may là lưỡng giới bi cũng không quý giá gì tấm bia đá này ngoại trừ nặng nề ra thì không có đặc điểm gì cả nói đến đây dạ bạch ý cũng tự diễu cười một tiếng vốn dĩ hai người cũng xem lưỡng giới bi vỡ vụn như thứ quý giá sau khi đột phá cảnh giới nguyên anh cũng cố gắng thu thập kết quả lưỡng giới bi thực sự quá nặng nề pháp lực mà hai người có thể rời ngọn núi cao mấy trăm mét thế mà ngay cả việc khiến lưỡng giới bi xê dịch một chút cũng không được, càng đừng nói đến chuyện xem nó như pháp bảo chống lại kẻ thù, e là còn chưa thôi động được nó, bản thân đã bị lưỡng giới bi đè chết trước rồi. Lộ thừa phùng đã từng nói đùa rằng, nếu có thể làm lưỡng giới bi động đậy, dùng để nện vào người khác cũng không tệ. Đối với điều này, dạ bạch ý chỉ cười cười thôi. Đến được cảnh giới Nguyên Anh, đã có thể dùng anh khí để luyện chế bản mệnh pháp bảo cho mình, Pháp bảo luyện chế ra như thế muốn làm gì thì làm, có thể kiểm soát 100%, ai lại đi lấy thứ như lưỡng giới bi này để nện vào người khác chứ. Đi thôi, nếu như mạch chính địa cầu đã xuất hiện, vậy dòng máu thần thánh rất nhanh cũng sẽ xuất hiện, chúng ta nhất định phải bắt đầu chuẩn bị." Giả dạ Bạch Ý trầm giọng nói. Mặc dù chuyện Đường Tuấn không phải dòng máu thần thánh khiến bọn họ có chút thất vọng, nhưng cũng mang đến hy vọng cho bọn họ. Rừ rừ. Màn đêm buông xuống, trong man hoang bát ngát mênh mông những cây cổ thụ to lớn mấy trăm mét đứng vững giữa trời đất đổ xuống những cái bóng đen dày đặc sâu trong man hoang xa xa truyền đến tiếng gào rú của thú hoang phịch phịch mấy bóng người bỗng nhiên đáp xuống đất như thiên thạch tạo thành một đám bụi mù khi bụi mù tan đi một giọng nói hùng hùng hổ hổ từ truyền ra từ bên trong cái này là truyền tống trận rách nát gì vậy đụng tôi toàn thân đau mỏi cha cũng không nhắc nhở chúng ta trước Bốn bóng người chậm chậm đi ra từ trong bụi mù, chính là bốn người gồm chủ tớ nhà đường Tuấn, còn có lộ nguyên quân và giả dạ tư nhiên. Nguyên khí trời đất nồng nặc quá, đường Tuấn hít sâu một hơi, sắc mặt thay đổi, chương 1715, một tên có tầm nhìn hạn hẹp. Nguyên khí trời đất ở thiên mang tinh gần như gấp hai lần trái đất, mà nguyên khí trời đất ở thế giới man hoang bọn họ vừa mới đến rất nồng nặc, cao gần gấp năm lần so với thiên mang tinh. Nơi này mới là nơi thích hợp để tu luyện. Lộ nguyên quân nheo mắt lại. Thế giới man hoang, mặc dù chỉ là một trong số hàng ngàn thế giới nhỏ, nhưng có thể được gọi là thế giới nhỏ, cũng nhất định phải có cao thủ cảnh giới hóa thần chấn giữ. Cảnh giới nguyên anh ở thế giới man hoang chỉ có thể miễn cưỡng được cho là cao thủ. Trong thế giới man hoang có ít nhất vài chục thế lực có cấp bậc như Thiên Huyền Tông và Vạn Yêu Chi Sâm. Người anh bạn đường, e là chúng ta phải chia nhau ra rồi. Đúng lúc này, giả tư nhiên bỗng nhiên mở miệng nói. Lộ Nguyên Quân nghe vậy khẽ giật mình, ánh mắt chấn động một cái, có chút không đành lòng, quay mặt qua chỗ khác. Giả dạ tư nhiên nói, thiên huyền tông của tôi và vạn yêu chi sâm có quan hệ tốt với mấy môn phái ở thế giới man hoang, bọn tôi dự định đến đó gia nhập. Thuận tiện tìm kiếm dòng máu thần thánh, đây cũng sự sắp xếp của cha tôi. Ừm, đường tuấn khẽ gật đầu. Man hoang nguy hiểm, đường đạo hữu tự chú ý an toàn. Đây là bản đồ sao mà thiên mang tinh của tôi cất giữ rất kỹ chuẩn bị cho anh một phần. Giả dạ Tư Nhiên lấy ra một cuộn giấy cổ cho đưa Đường Tuấn, phía trên vẽ những địa danh và tuyến đường dày đặc. "Chú ý an toàn, nếu như gặp phải chuyện không giải quyết được, có thể tới Vạn Đạo tông tìm bọn tôi. Còn nữa, đừng nói cho những người khác biết anh đến từ trái đất." Cuối cùng, Lộ Nguyên Quân nhắc nhở vài câu. "Đường Tuấn, cảm ơn nhiều." Miệng của Giả dạ Tư Nhiên hé ra, nhưng không nói thêm gì nữa. Không lâu sau, Giả Tư Niên và Lộ Nguyên Quân rời khỏi đó. Nguyên Quân, vừa rồi anh không nên nói cho anh ta biết chúng ta muốn đến Vạn Đạo Tông. Cũng không phải anh không biết năm đó sau khi chiến đấu thua trận, mạch chính địa cầu đã trở thành đối tượng mà vô số người tìm kiếm từ rất lâu, chính là vì muốn lấy được kho báu do các đại năng của trái đất đã để lại từ trên người bọn họ. Nếu như đến lúc đó anh ta thật sự đến Vạn Đạo Tông tìm chúng ta, chúng ta giúp hay là không giúp? Giả Tư Niên thở dài, nói, với thiên phú thiên phú của chúng ta, gia nhập vạn đạo tông, cũng chỉ là học trò cốt lõi ngay cả chân truyền cũng không phải, không có nhiều địa vị, thực sự không cần thiết vì một người tu hành của trái đất không phải là dòng máu thần thánh mà mạo hiểm đâu. Lộ Nguyên Quân khẽ giật mình, cũng không giải thích gì nhiều. Trong lòng có chút khó chịu, năm đó, mạch chính địa cầu hùng mạnh cỡ nào, bây giờ những đại năng kia đều đi đâu cả rồi. Nhìn Lộ Nguyên Quân và Giả Tư Niên rời đi, Thủy Thanh Lam cười nhạo một tiếng, nói, một tên có tầm nhìn hạn hẹp. Được rồi, Đường Tuấn ngăn không cho Thủy Thanh Lam nói tiếp nữa. Ghi chép lại cuộn giấy cổ chứa tinh đồ, trong lòng của Đường Tuấn có chút nặng nề. Sự rộng lớn và mạnh mẽ của thế giới man hoang hơi nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Diện tích lớn chừng vài ngàn cái trái đất, đi lại giữa các thành phố lớn đều phải dựa vào truyền tống trận. Trong thế giới man hoang các tông môn san sát nhau, tổng thể chia làm 3 cấp bậc gồm thế lực siêu cấp, thế lực cấp 1 và thế lực cấp 2. Thế lực siêu cấp là môn phái thế gia có được đại năng cảnh giới hóa thần. Còn thế lực cấp 1 là môn phái thế gia có được cảnh giới nguyên anh biên phong. Còn về thế lực cấp 2 cũng nhất định phải có được ít nhất một vị cảnh giới nguyên anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1716, đây là cái gì? Chủ nhân, trong số rất nhiều những thế giới nhỏ, thế giới man hoang này chỉ có thể xem là bậc trung. Một vài thế giới thực lực lớn mạnh thậm chí có sự tồn tại mạnh mẽ của hóa thần điên phong và bán bộ hợp thể. Thủy Thanh Lam giải thích. Đi thôi, dựa vào ghi chép trong tinh đồ, thành phố gần đây nhất chính là Man Uyên Thành. Đường Tuấn cất cuộn giấy cổ đi, cơ thể anh bay lên, đi về phía của Man Uyên Thành. Trọng lực ở thế giới man hoang gấp 10 lần so với trái đất, vì thế làm giảm mạnh tốc độ phi hành của hai người. Đường Tuấn đoán chừng, chỉ có người đạt tới cảnh giới nguyên đan viên mãn mới có thể ngự không phi hành, nếu không chỉ có thể ngoan ngoãn đi bộ vừa phi hành tâm thần của đường tuấn vừa kiểm tra nguyên đan trong cơ thể tu vi của anh càng ngày càng sâu theo đó nguyên đan càng ngày càng hoàn thiện mà trên nguyên đan khắc vẽ ba đường vân đó là tam văn thần thông của anh đan phá thành anh mà thần thông và công pháp của nguyên đan kỳ tu tập càng cao cấp hơn trong tương lai cơ hội bước vào nguyên anh kỳ lại càng lớn nguyên anh có khả năng phát huy thực lực cũng sẽ càng lớn hơn Bây giờ Tam Văn thần thông của Đường Tuấn đều đã đạt tới cảnh giới tiểu thừa viên mãn, khoảng cách với đại thừa chỉ còn một bước nữa thôi. Dựa theo những điều Thủy Thanh Lam đã nói, chỉ cần luyện một đường thần thông đến tình trạng tiểu thừa viên mãn thì sẽ có thể phá đan thành anh, nhưng bây giờ Tam Văn thần thông của mình đều đã tiểu thừa viên mãn rồi. Đường Tuấn khẽ nhíu mày, trong lòng không hiểu. Sau khi nói câu hỏi này với Thủy Thanh Lam, Thủy Thanh Lam cũng lắc đầu, không thể giải thích được tại sao lại như vậy. Chủ nhân Tôi nghe nói có một số nguyên đan tương đối đặc biệt, số lượng thần thông cần phải ngưng luyện cũng sẽ không giống nhau. Nghe nói một số đứa con trời ở thế giới lớn của trung tâm ngân hà thậm chí có thể vẽ 8 đường hoặc là 9 đường thần thông tiểu thừa viên mãn trên nguyên đan. Chủ nhân có thể thử xem sao, nói không chừng vẽ thêm vài đường thần thông thì có thể đột phá rồi. Thủy Thanh Lam nói có chút không chịu trách nhiệm. Trong lòng của Đường Tuấn khẽ dao động, mặc dù cảm thấy Thủy Thanh Lam không phải rất đáng tin cậy nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy trước thôi. Nhưng mà trong quá trình này cần rất nhiều nguyên khí, chỉ dựa vào tu luyện của bản thân mình thì không biết phải đến năm nào tháng nào mới được chứ. Trong lòng Đường Tuấn thầm nghĩ, đây là cái gì? Đúng ngay lúc này, tâm thần của Đường Tuấn đột nhiên phát hiện, bên cạnh nguyên đan tròn căng, lại có một cái bia đá có phong cách cổ xưa. Nguyên đan xoay tròn chậm chậm, bia đá cũng theo đó mà xoay tròn. Mơ hồ có thể nhìn thấy, bia đá đã vỡ vụn thành hai nửa từng tia từng sợi đan khí từ trong nguyên đan rót từng chút một vào bia đá, dường như đang phục hồi. Đây là lưỡng giới bi, khi suy nghĩ của đường Tuấn chạm đến bia cổ, một cái tên tự động hiện lên trong đầu anh. Một loại cảm giác vô cùng nặng nề từ trên lưỡng giới bi truyền đến. Thứ này vào đây khi nào vậy? Đường Tuấn cười khổ, nếu không phải lần này xem xét nguyên đan, anh cũng không phát hiện. Nhưng mà thứ này nặng quá, đúng lúc trong tay cũng không có vũ khí thuận tay, lấy nó để nện vào người khác cũng không tệ. Đường Tuấn suy nghĩ, anh có một cảm giác, có lẽ tảng lưỡng giới bi vỡ vụn này có thể cho anh một bất ngờ không tưởng tượng được. Sư muội, anh áp chế kim quang mãng, em nhanh chóng về tông môn cầu cứu. Hi hi, hôm nay hai người các người ai cũng đừng hòng đi. Dám xông vào động phủ của tôi trộm đồ, thật sự là tìm chết. Trường 1717, tôi chỉ là một tán tu. Kim quang mãng, Bọn tao đã trả quả hư linh lại cho mày rồi, cây ăn quả hư linh cũng bình yên không tổn hại gì. Mày thật sự muốn tiếp tục ra tay sao? Thanh Đan Tông của tao cũng là thế lực cấp 2, trong môn có vài vị cảnh giới nguyên anh chấn giữ. Mày thật sự muốn trở thành kẻ thù của Thanh Đan Tông bọn tao sao? Tôi không thể trêu vào Thanh Đan Tông, nhưng tôi nuốt các người, liệu có ai biết được đây? Thế giới man hoang, có ngày nào mà không có một số lượng lớn người tu hành chết đi? Đường Tuấn và Thủy Thanh Lam đang đi trên đường. Chợt nghe một cuộc nói chuyện truyền đến. Khi đến gần để xem thì phát hiện ở phía dưới có một cặp nam nữ trẻ tuổi bị một con chăn khổng lồ toàn thân lóe lên ánh sáng màu vàng quấn lấy. Trên người của cặp nam nữ trẻ tuổi đều có vết thương, hơi thở yếu ớt, nhưng vẫn có thể cảm ứng ra được tu vi của người thanh niên trẻ tuổi có lẽ là ở cảnh giới Nguyên Đan viên mãn, còn cô gái trẻ tuổi chỉ có cảnh giới Nguyên Đan trung kỳ. Khi Đường Tuấn xuất hiện trước mặt hai người và một con chăn, bọn họ đồng thời sững sờ người thanh niên trẻ tuổi vội vàng la lớn vị đạo hữu này tại hạ là cổ dương của thanh đan tông xin đạo hữu hãy cứu mạng cút đi cái đuôi to như thùng nước của kim quang mãng vung về phía đường tuấn nếu như có thêm một tu sĩ cảnh giới nguyên đan viên mãn vậy thì đừng nói bắt giữ hai người cổ dương sự việc bạo lộ ra thanh đan tông sẽ điều động cường giả xuống tay với nó bởi vậy nó nhất định phải nhân cơ hội đường tuấn vẫn chưa lấy lại tinh thần giết chết đối phương mà xem ra kế sách của Kim Quang Mãng rất không tồi, đường Tuấn giống như bị dọa cho ngốc rồi vậy. Dường như không nhìn thấy một cái đuôi đang vung tới. Sư huynh, cái tên này không bị dọa cho ngốc rồi đấy chứ. Cô gái trẻ tuổi bị Kim Quang Mãng quấn lấy thất thanh nói. Âm ầm ầm bỗng nhiên, những âm thanh như tiếng sấm vang lên. Đây là cái gì, Kim Quang Mãng ngẩng đầu, nhìn một vùng bóng dâm trên đỉnh đầu, ngơ ngác nói. Âm một tiếng, thậm chí kim quang mãng làm hành động phản ứng cũng không kịp, thì đã bị cái bóng kia đè lên hơn phân nửa cơ thể, lập tức đứt ra. Một tảng bia đá chừng 200 mét đè lên gần 2 phần 3 cơ thể từ phần đuôi trở lên của kim quang mãng. Cơ thể bị cắt ngang một phần lớn như thế, hơi thở của kim quang mãng lập tức suy yếu tới cực điểm. Nó thu lại pháp lực còn thừa, vô cùng hoảng sợ chỉ muốn chạy trốn, nhưng một luồng hơi thở hủy diệt mang theo chân áp tất cả truyền ra từ phần đuôi bị tổn hại của nó, chôn vùi toàn bộ cơ hội sống trong cơ thể của nó. Thì ra lưỡng giới bị dùng như vậy à? Đường Tuấn nhìn tảng bia đá kia, trên mặt lộ ra nụ cười. Tảng bia đá có được quá hời này, uy lực của nó có chút nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Kim Quang Mãng vừa chết, hai nam nữ trẻ tuổi kia cũng được giải thoát. Nói ra thì kỳ lạ, uy lực của lưỡng giới bị mạnh mẽ như vậy thế mà không làm tổn thương đến bọn họ. Đường Tuấn tâm niệm vừa động, thu lưỡng giới bi lại. Vị đạo hữu này, cảm ơn đã ra tay giúp đỡ." Cổ Dương chắp tay với Đường Tuấn, trong mắt ngoại trừ cảm kích ra, còn có chút hít e ngại. Pháp bảo của đạo hữu thật là lợi hại, không biết xuất thân từ tông môn nào vậy?" Cổ Dương hỏi. Đường Tuấn nói, "Tôi chỉ là một tán tu." Chương 1718, đạo hữu đang định đi đến Màn Uyên thành Hà. Bây giờ anh cũng biết thân phận đến từ trái đất của mình không thể bại lộ, nếu không rất nhanh sẽ gặp phải kẻ thù lớn mạnh. Cổ Dương cũng không nghĩ nhiều. Chủ nhân, đây là thứ mà Kim Quang Mãng để lại. Lúc này, Thủy Thanh Lam tìm kiếm dưới thân của Kim Quang Mãng một hồi, đưa một cái cây ăn quả và hai quả cây cho Đường Tuấn. Cây ăn quả chỉ cao bằng cánh tay, thân và cành của cây ăn quả trong suốt, có thể nhìn thấy nhựa cây màu xanh tươi đang chảy chậm chậm bên trong. Đường Tuấn cầm lấy cây ăn quả và quả cây, quan sát tỉ mỉ. Anh có thể cảm nhận được sự phi thường của cây ăn quả dường như khiến anh nhạy cảm với không gian hơn. Chủ nhân, đây là cây ăn quả hư linh và quả hư linh, cây ăn quả hư linh trưởng thành, có thể giúp đỡ người tu hành cảm mộ một chút không gian chi đạo. Cây ăn quả hư linh này còn cả trăm năm nữa mới trưởng thành. Thủy Thanh Lam giải thích, ánh mắt cũng có chút nóng. Không gian chi đạo, đây chính là thứ mà đại năng hóa thần mới có thể lĩnh ngộ được. Cho dù cây ăn quả hư linh này vẫn chưa trưởng thành, nhưng cũng là một bảo bối khó lường đó là do bọn tôi phát hiện cô gái trẻ tuổi bên cạnh cổ dương gấp gáp nói cô phát hiện không có chủ nhân của tôi lúc này các người đã chôn thân trong bụng con chăn rồi còn dám đòi cây ăn quả hư linh giọng nói lạnh lùng của thủy thanh lam vang lên thiên tài địa bảo người có năng lực mới có được đây là định luật vị đạo hữu này nói không sai tiểu trinh em đừng ăn nói lung tung cổ dương dạy dỗ đồng thời xin lỗi đường tuấn sư muội của tôi tùy hứng đã quen đạo hữu đừng trách cứ. Đường Tuấn gật gật đầu, suy nghĩ một chút, đưa hai quả hư linh cho cổ dương, nói có lẽ hai người có chỗ cần dùng hai quả cây này, nên tặng cho anh vậy. Cổ dương sừng sốt một hồi, cuối cùng nhận lấy n tình của đạo Hiếu cổ dương không dám quên. Chúng tôi quả thật có chỗ cần dùng hai quả hư linh này. Giả mù sa mưa, vốn dĩ là của bọn tôi, tiểu trinh ở bên cạnh nhích miệng, nói thầm. Cổ dương cảm thấy ngại ngùng, hỏi đạo hữu đang định đi đến man uyên thành à đường tuấn gật gật đầu vậy chúng ta đi cùng nhau đi đúng lúc thầy của tôi đang ở man uyên thành làm việc đến lúc đó giới thiệu cho đạo hữu anh quen biết cổ dương nói đường tuấn suy nghĩ một hồi rồi đồng ý vừa hay anh cũng đến đây lần đầu cần phải có người dẫn đường hai ngày sau man uyên thành trên tường thành cổ xưa nặng nề nhuộm màu máu đỏ có mười mấy binh sĩ cầm thương dài đang đứng ở cổng thành kiểm tra người ra vào. Đồng thời, muốn đi vào Man Uyên Thành, còn cần phải giao nộp một số nguyên thạch nhất định. Mấy người các người, mỗi người 10 viên nguyên thạch hạ phẩm. Cây thương dài của binh lính canh giữ cổng thành chặn ngang, ngăn cản một nhóm bốn người. Trường 1719 chẳng lẽ nó còn quan trọng hơn tính mạng của chúng ta. Binh sĩ Trần Lộc nhếch miệng, cười nhạt nói tôi nào dám chứ. Hai vị là học trò của Đan Dương Tùng đại nhân của Thanh Đan Tông, tôi cũng không dám nhắm vào các người. Nhưng mà mấy ngày nay người tu hành từ nơi khác đến rất nhiều, chúng tôi phải tăng thêm cường độ kiểm tra. Tôi thấy hai người bên cạnh của cô rất đáng nghi ngờ, cần phải điều tra một phen. Lúc nói chuyện, Trần Lộc mang theo ánh mắt uy hiếp nhìn về phía Đường Tuấn và Thủy Thanh Lam, ý cảnh cáo vô cùng rõ ràng. Được rồi, 10 viên thì 10 viên vậy." Cổ Dương nói một câu lấy 40 viên nguyên thạch từ trong nhẫn không gian ra đưa cho Trần Lộc. Vẻ mặt Trần Lộc đắc ý, như vậy còn tạm được. Lúc này mới để bọn họ đi vào. Đi vào trong thành, trên gương mặt của Ngô Tiểu Trinh hiện đầy vẻ tức giận, nhíu mày nhìn về phía Đường Tuấn và Thủy Thanh Lam, sư huynh, tại sao lại nộp thay bọn họ? Mỗi tháng chúng ta cũng không được chia bao nhiêu nguyên thạch. Hơn nữa, nếu như không phải vì hai người này, cái tên Trần Lộc kia cũng tìm không được cớ để dọa dẫm chúng ta. Cổ Dương có chút không vui nhìn Ngô Tiểu Trinh, nói: "Sư muội, chỉ là mấy viên nguyên thạch mà thôi, chẳng lẽ nó còn quan trọng hơn tính mạng của chúng ta?" "Vâng, vâng, vâng." Ngô Tiểu Trinh biết sư huynh mình lại muốn nhắc đến ơn cứu mạng của Đường Tuấn lúc nãy, cô ta nhanh chóng ngắt lời, giọng điệu tràn đầy không kiên nhẫn, nói thầm: "Bọn họ còn lấy cây ăn quả hư linh của chúng ta nữa mà." Thấy Ngô Tiểu Trinh còn canh cánh trong lòng chuyện của cây ăn quả hư linh, Cổ Dương lắc đầu, không thể làm gì với người sư muội này của mình. "Cho Đường Tuấn một ánh mắt xin lỗi, Cổ Dương mới lên tiếng, "Đường đạo hữu, bây giờ chúng ta đi gặp thầy của tôi. Lần này anh đã cứu hai người bọn tôi, trên dưới Thanh Đan Tông nhất định sẽ trả ơn." Đường Tuấn khẽ gật đầu, đi cả đoạn đường này, anh cũng biết Thanh Đan Tông có thế lực như thế nào. Cổ Dương và Ngô Tiểu Trinh là học trò của Đan Dương Tùng tông chủ của Thanh Đan Tông. Thanh Đan Tông tiếng tăm truyền xa với thuật luyện đan và y thuật, một thân tu vi của Đan Dương Tùng đạt đến nguyên anh sơ kỳ điên phong y thuật vô cùng tài giỏi, được người ta gọi là bàn tay thần kỳ hồi sinh. Ở thế giới này y đạo sẽ phát triển đến trình độ như thế nào vậy? Trong lòng Đường Tuấn tò mò, cho nên trên đường đi Ngô Tiểu Trinh không ngừng châm chọc khiêu khích anh, nhưng Đường Tuấn đều không để tâm. Anh muốn xem thử y đạo phát triển như thế nào trong thế giới của người tu hành. Có lẽ bây giờ thầy đang ở nhà họ Triệu xem bệnh cho vị thiên tài nhỏ kia. Cổ Dương nói, nhà họ Triệu là thế gia được xếp trong top 3 của Man Uyên Thành. Về thực lực, mạnh hơn Thanh Đan Tông một chút, trong tộc có 3 vị cường giả cảnh giới Nguyên Anh trở lên. Một Man Uyên Thành đã có thực lực như thế này, vậy toàn bộ thế giới Man Hoang. Đường Tuấn âm thầm kinh hãi, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng về sự lớn mạnh của thế giới Man Hoang. Còn lớn mạnh hơn cả những ghi chép ở Thiên Huyền Tông. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, những ghi chép ở Thiên Huyền Tông không biết đã bao nhiêu năm không đổi mới rồi những hiểu biết về thế giới man hoang có lẽ vẫn dừng lại ở rất lâu trước đây. Hy vọng lần này hai người đó đến vạn đạo tông mọi chuyện đều thuận lợi. Trong lòng đường Tuấn thầm nghĩ. Không lâu sau, mấy người bọn họ đã đi tới phủ đệ của nhà họ triệu. Gác cổng quả thật quen biết cổ dương và ngô tiểu trinh, cũng không cần thông báo, thì để hai người họ đi vào. Lát nữa sau khi vào trong, hai người các anh đừng nói gì cả, nếu như va chạm với nhân vật lớn nào đó của nhà họ triệu, cũng đừng trách bọn tôi không nhắc nhở các anh. Ngô Tiểu Trinh có chút khinh thường nhắc nhở, chương 1720, anh chúng độc rồi. Thanh đàn tông tiếng tăm truyền xa với y thuật, mặc dù số người ít ỏi, nhưng mỗi một người đều vô cùng nổi tiếng. Ngày bình thường những người tiếp xúc đều là các học trò của tông môn thế gia lớn, hầu hết học trò của thanh đàn tông đều vô cùng cao ngạo, xem thường nhất chính là loại tán tu như Đường Tuấn. Mà Ngô Tiểu Trinh là học trò mạch chính của tông chủ, vì vậy mà càng kiêu ngạo tới cực điểm. Sắc mặt của Đường Tuấn nghiêm nghị, có chút nghiêm túc. Từ khi anh đi vào phủ đệ này của nhà họ Triệu, anh có thể cảm ứng được những ánh mắt như có như không đảo qua từ trên người mình. Trong một cái sân của nhà họ Triệu, một ông lão tinh thần khỏe khoắn, tóc màu trắng bạc đang đứng ở một bên, đôi mắt híp lại, ngón tay ấn xuống trong không trung, một sợi chân nguyên từ đầu ngón tay tràn ra, tựa như sợi dây nhỏ thăm dò vào trong cơ thể của một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nhìn chỉ chừng 30 tuổi, vẻ ngoài thanh tú, giữa chân mày lộ ra một sự kiên nghị, trong mơ hồ có thể nhìn thấy trên mặt của anh ta có một sợi khí đen đang chuyển động không ngừng. Thầy Đan Dương Tùng, không biết vết thương của tôi thế nào. Ông có nắm chắc có thể chữa khỏi không? Người trẻ tuổi mỉm cười hỏi. Ông lão kia chính là Đan Dương Tùng tông chủ của Thanh Đan Tông, người có y thật tài giỏi nhất trong mười mấy thành phố xung quanh đây. Lông mày trắng như tuyết của Đan Dương Tùng nhúc nhích một chút, nói Thanh Sơn, độc trong cơ thể của cậu đã ăn sâu bén dễ rồi. Cho dù tôi có vận dụng bí thuật, e là cũng không thể nào loại trừ sạch sẽ được. Nó sẽ có ảnh hưởng gì?" Ngơ ngác một chút, người trẻ tuổi hỏi. Đan Dương Tùng gật đầu nói, "Sẽ có một chút ảnh hưởng, khí độc đã xâm nhập vào nguyên đan. Sau này cậu muốn ngưng luyện nguyên đan xong vân trở lên, e là rất khó khăn. Nếu như cưỡng ép ngưng kết, khí độc sẽ làm nổ nguyên đan, nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì mất mạng. Khi đó, tôi cũng thể nào xoay chuyển trời đất được." Chỉ có thể ngưng kết xong văn sao? Sắc mặt của người trẻ tuổi bỗng nhiên lạnh xuống. Anh ta là thiên tài nhỏ của nhà họ Triệu, một viên nguyên đan đạt đến trình độ siêu phẩm, mục tiêu là ngưng tụ nguyên đan có tam văn trở lên. Nhưng bây giờ lại vì khí độc, chỉ có thể ngưng tụ xong văn. Sau hôm đó thành tích của nguyên anh thực lực ít nhất sẽ chênh lệch gấp 10 lần. Đều là do ả đàn bà đê tiện của Độc tông kia. Trong lòng người trẻ tuổi thầm nghĩ. Thầy ơi, thầy ơi. Bỗng nhiên hai giọng nói vang lên ở cửa sân. Đan Dương Tùng quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy hai đứa học trò của mình và hai người đàn ông xa lạ. Thanh Sơn Sư Huynh, Cổ Dương và Ngô Tiểu Trinh khẽ gật đầu với người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi Triệu Thanh Sơn, ừ, một tiếng, sau đó quay người muốn rời khỏi đó. Chuyện anh ta bị thương không muốn có quá nhiều người biết. Anh chúng độc rồi, đúng ngay lúc này, một giọng nói thản nhiên vang lên từ phía sau. Triệu Thanh Sơn bỗng nhiên quay người lại, một đôi mắt bắn ra hai tia sáng đe dọa mà nhìn người đang nói chuyện kia anh nói cái gì một luồng áp lực vô hình tỏa ra từ trên người anh ta bây giờ anh ta sắp có xong văn thần thông viên mãn chỉ cần anh muốn bước vào cảnh giới nguyên anh thì bất cứ lúc nào cũng có thể dưới luồng áp lực này thậm chí có thể đè chết tươi một người tu hành cảnh giới nguyên đan viên mãn nhưng người đối diện kia vẫn thờ ơ audio điện tử võ tấn bền chương 1721 tôi nói tôi chỉ nhìn một chút thì nhìn ra được. Đường Tuấn nhìn chằm chằm Triệu Thanh Sơn, vô cùng bình tĩnh nói, anh chúng độc từ nửa tháng trước, có lẽ là một loại khói độc. Lúc này, khói độc đã đâm sâu vào trong nguyên đan của anh. Vào lúc trời sáng, bao huyệt vị gồm thạch quan, thương khúc và khí hải sẽ ẩn ẩn đau. Tôi nói không sai chứ. Anh đang nói linh tinh gì thế, Triệu Sư Huynh là thế hệ trẻ tuổi sắp ngưng kết xong Văn Nguyên Đan đứng vị trí thứ hai của Man Nguyên Thành, thực lực hơn người, sao có thể trúng độc được. Chỉ là cơ thể anh ấy có chút không thoải mái, tìm thầy đến để điều trị cơ thể thôi. Đường Tuấn vừa mới dứt lời, một tiểu trinh đã không nhịn được mà mở miệng nói. Khinh thường nhìn thoáng qua đường Tuấn, cô ta nói tiếp, cho dù có, cũng không tới phiên anh thể hiện. Cổ Dương cũng nhíu nhíu mày, nói, đường đạo hiểu, lời không thể nói lung tung cổ dương tiểu trinh các con ra ngoài trước đi lúc này đan dương tùng nói với hai đứa học trò cổ dương ngây người nhanh chóng giải thích nói thầy đường đạo hữu chỉ là nhất thời nói sai thầy tuyệt đối đừng ra tay còn về ngô tiểu trinh thì lạnh lùng nhìn đường tuấn vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác biết rồi các con ra ngoài trước đi đan dương tùng dùng một loại giọng điệu không thể nghi ngờ nói với hai người họ cổ dương một tiểu trinh đành phải tạm thời rời đi. Cuối cùng thì cậu là ai? Tin tức tôi trúng độc ngay cả nhà họ Triệu của tôi cũng không có mấy ai biết, tại sao cậu biết được? Triệu Thanh Sơn trầm giọng nói. Anh ta là thiên tài của nhà họ Triệu, đại diện cho sức mạnh chiến đấu mạnh nhất một đời của nhà họ Triệu. Nếu như chuyện anh ta bị trúng độc lan truyền ra ngoài, sau đó không biết bao nhiêu người sẽ có ý đồ. Bởi vậy chuyện này được giữ kín rất nghiêm ngặt, chỉ có mấy tộc lão của nhà họ Triệu và Đan Dương Tùng biết được. Tôi nói tôi chỉ nhìn một chút thì nhìn ra được, ông tin không? Đường Tuấn thản nhiên nói. Liên thiên, nhìn một chút là có thể nói ra việc hết chúng độc khi nào, và có những triệu chứng gì, Đan Dương Tùng tôi tự nhận mình cũng không có bản lĩnh này, chỉ dựa vào cậu. Đan Dương Tùng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh dần. Người tu hành sau khi đi vào cảnh giới nguyên đan, tinh khí thần của toàn thân đều ngưng tụ trong một viên nguyên đan, ngoại trừ khí tức mơ hồ để lộ ra của người tu hành có thể suy đoán được cảnh giới tu hành, dường như rất khó để nhìn ra những mặt khác. Cho nên Đan Dương Tùng mới nói Đường Tuấn, Liên Thiên. Đường Tuấn lại lắc đầu, trong lòng có chút thất vọng. Vốn dĩ anh cho rằng cái gọi là thanh đan tông tất nhiên y thuật sẽ khiến người khác kinh ngạc, nhưng không ngờ lại bình thường như thế, nếu không phải dựa vào tu vi cao thâm và tầm nhìn, so sánh về cảnh giới y thuật, đan dương tùng trước mặt còn không bằng thẩm dũng. Nhưng mà cũng khó trách, nguyên khí trời đất dồi dào tuổi thọ trung bình đều có thể đạt tới trăm tuổi trở lên về cơ bản không có bệnh nặng gì ở trong một hoàn cảnh như vậy có ai bằng lòng lãng phí sức lực để đi nghiên cứu y thuật đâu đó là do bản lĩnh của ông không tốt ông nhìn cho kỹ đây bàn tay năm ngón của đường tuấn khẽ vồ năm đường nguyên khí nhỏ như cây kim trong nháy mắt chui vào cơ thể của triệu thanh sơn chui vào mấy huyệt vị quan trọng ở đỉnh đầu bụng dưới và hai tay của anh ta dừng tay Đan Dương Tùng thấy thế, gầm thét một tiếng. Một trường đánh về phía Đường Tuấn, nguyên khí mãnh liệt, mang theo sức mạnh biên cuồng. Một trường này, Đan Dương Tùng đã dùng tới sức mạnh của cảnh giới nguyên anh. Triệu Thanh Sơn là bệnh nhân của ông ta, còn là thiên tài của nhà họ Triệu, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thanh Đan Tông cũng phải gánh vác trách nhiệm. Chương 1722 Y học cổ truyền. Cảnh giới tu vi của Thủy Thanh Lam đã đạt đến cảnh giới nguyên anh trung kỳ từ lâu. Còn Đan Dương Tùng chỉ có sơ kỳ, tranh lệch một cảnh giới nhỏ, Đan Dương Tùng nào phải là đối thủ của Thủy Thanh Lam? Cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, Đan Dương Tùng thất thanh nói. Mặc dù Man Uyên Thành cũng có cảnh giới Nguyên Anh, nhưng cơ bản đều là sơ kỳ. Người tu hành có cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, chỉ có một người. Ngay trong nháy mắt khi Đan Dương Tùng thất thần, Đường Tuấn đã thu hồi pháp lực. Được rồi, Đường Tuấn nói. Phụt phụt phụt. Đường Tuấn nói xong câu này, theo đó trên người của Triệu Thanh Sơn bỗng nhiên tuôn ra từng đợt sương mù màu xanh. Sương mù màu xanh tràn ngập ra, trong nháy mắt cây cối xung quanh đều khô héo. Độc mạn đà la, đan dương tùng cả kinh nói. Khói độc dần dần tan đi, lộ ra bóng dáng của Triệu Thanh Sơn. Lúc này, sắc mặt của Triệu Thanh Sơn cũng trở lại bình thường, hơn nữa trong mơ hồ khí tức càng thêm viên mãn như ý, bất ngờ đột phá cấp độ nguyên đan song văn. Bộp, cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong cơ thể, Triệu Thanh Sơn chắp tay, vẻ mặt cung kính, cúi người hành lễ với Đường Tuấn. Cảm ơn cậu đã ra tay, Triệu Thanh Sơn nói. Độc mạn đà la quấy nhiễu anh ta hơn nửa tháng, thậm chí hao tốn nhiều tiền mời đan dương tùng ra tay, kết quả cũng không được như ý muốn, thậm chí có thể sẽ để lại di chứng, ảnh hưởng đến tu luyện trong tương lai. Thật sự không ngờ rằng, đường Tuấn vừa ra tay thì đã hoàn toàn chỉ tận gốc độc mạn đà la. Vừa nghĩ tới trước đó anh ta còn hiểu lầm đường Tuấn, trong lòng càng thêm xấu hổ. Đường Tuấn khoát áo, nhìn về phía Đan Dương Tùng, bây giờ còn cảm thấy liên thiên không. Mặt già của Đan Dương Tùng đỏ ửng, trong giọng nói còn mang theo vẻ không thể tin được, nói: "Đây là y thuật gì vậy?" Thời tuổi trẻ ông ta du lịch hơn phân nửa thế giới man hoang, từng nhìn thấy vô số kỳ nhân dị sĩ, trong số đó người có y thuật tài giỏi cũng không ít, nhưng có thể làm được như Đường Tuấn thế này, dường như không có mấy ai. Mà những người đó có ai không phải là đại sư có tiếng tăm lừng lẫy của man hoang thành, ngay cả người tu hành cảnh giới hóa thần cũng phải dùng lễ độ của người cùng thế hệ để cư xử. Chẳng lẽ là học trò của đại sư ẩn thế nào đó ở man hoang thành sao? Nhìn thoáng qua Thủy Thanh Lam đứng bên cạnh đường Tuấn, suy nghĩ này của ông ta càng chắc chắn hơn. Y học cổ truyền, đường Tuấn nói. Đan Dương Tùng nhăn mày lại, ông ta nghe nói tên tuổi của rất nhiều đại sư ở man hoang thành. Nhưng chưa từng nghe nói đại sư y thuật tu tập y học cổ truyền nhưng dù là vậy, Đan Dương Tùng cũng không dám khinh thường nữa, thu hồi tâm tư coi thường trước đó. Thưa ngài, đây là một viên nguyên thạch trung phẩm, coi như là thù lao cậu chữa bệnh cho tôi lần này. Triệu Thanh Sơn do dự một chút, lấy ra một viên nguyên thạch. Nguyên thạch óng ánh sáng long lanh, ẩn chứa trong đó là nguyên khí vô cùng dày đặc, tinh thuần hơn nguyên thạch hạ phẩm mười mấy lần. Chương 1723, mở nhà thiên nhai. Sắc mặt của Đan Dương Tùng hơi thay đổi, không ngờ rằng Triệu Thanh Sơn lại nỡ lấy ra một viên nguyên thạch trung phẩm, phải biết một viên nguyên thạch trung phẩm tương đương với một ngàn viên nguyên thạch hạ phẩm, có tiền mà không mua được, ở Man Uyên Thành cũng coi là vật tương đối quý giá. Nhưng mà suy nghĩ một chút, Đan Dương Tùng lập tức hiểu rõ. Chắc hẳn Triệu Thanh Sơn cũng nhìn chúng bối cảnh phía sau đường Tuấn, cho nên muốn nhờ vào đó mà kết bạn chứ gì. Phải biết mặc dù nhà họ Triệu ở Man Uyên Thành cũng coi như không tệ, nhưng so sánh với bối cảnh của đường Tuấn, thì tranh lệch không phải một chút xíu thôi đâu. Đường Tuấn nhận lấy nguyên thạch, đúng lúc anh cũng cần nguyên khí khổng lồ để ngưng luyện thần thông mới. Bên ngoài sân, Cổ Dương và Ngô Tiểu Trinh đang chờ đợi. Ngô Tiểu Trinh nhìn vào sân, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, nói lần này xem anh ta xử lý như thế nào. Triệu Thanh Sơn là thiên tài hiếm có ở Man Uyên Thành, phía sau còn có một trong ba thế gia là nhà họ Triệu. Anh ta dám nói xấu Triệu Thanh Sơn như thế, cũng như xem thường toàn bộ nhà họ Triệu một tán tu nho nhỏ, không có ai chống lưng, làm sao gánh nổi áp lực của nhà họ triệu. Cổ Dương nói, sư muội, vừa nãy em không nên nói như vậy. Cho dù Đường Tuấn nói sai, cũng có thầy ở đó. Hơn nữa, nói thế nào, Đường Tuấn cũng có ơn tình cứu mạng đối với chúng ta. Ơn tình cứu mạng, trong mắt của Ngô Tiểu Trinh tuôn ra sự lạnh lùng, nói, sư huynh, anh quá ngây thơ rồi. Anh không cảm thấy khi anh ta xuất hiện rất trùng hợp sao. Đúng vào lúc chúng ta tìm được quả hư linh và đang đối đầu với Kim Quang Mãng. Sư muội, ý của em là? Cổ Dương hơi cau mày. Ngô Tiểu Trinh nói, em thấy tất cả những chuyện này đều là sự tính toán của anh ta. Biết chúng ta đang tìm Kim Quang Mãng, anh ta đã theo dõi chúng ta, chờ khi chúng ta đánh nhau với Kim Quang Mãng, anh ta lại xuất hiện. Như vậy không chỉ có thể có được tình bạn bè với Thanh Đan Tông của chúng ta, còn có thể có được cây ăn quả hư linh. Sư huynh anh không nên bị anh ta lừa gạt tất cả những chuyện này là âm mưu của anh ta hai quả hư linh chính để che đậy tâm trí của anh chuyện này chuyện này không thể nào đâu cổ dương ngơ ngẩn ây sư huynh anh cứ nghe em đi loại người này không đáng để anh hao tốn thời gian kết bạn có hai quả hư linh này dựa vào những quan hệ của thầy giúp anh đổi lấy phương pháp tu luyện song văn đến lúc đó anh chính là tông chủ của thanh đan tông chỉ có loại người như triệu thanh sơn mới có thể có tư cách kết bạn với anh Ngô Tiểu Trinh nói, chuyện này, được thôi, cổ dương suy nghĩ, trong lòng cũng dần dần sinh ra nghi ngờ. Ngài đường, mấy ngày nay cậu ở nhà thiên nhai của nhà họ triệu tôi nghỉ ngơi, hai ngày nữa nhà họ triệu của tôi sẽ tổ chức một buổi đấu giá ở Man Uyên Thành, tôi đại diện cho nhà họ triệu mời cậu tham gia. Lúc này, trong sân truyền ra giọng nói của Triệu Thanh Sơn. Mở nhà thiên nhai, Ngô Tiểu Trinh ngạc nhiên nói. Nhà Thiên Nhai là nơi được nhà họ Triệu đặc biệt sử dụng để chiêu đãi các khách quý trong thành phố. Đối với nhà họ Triệu, chỉ có hai loại người có thể được gọi là quý. Một người là tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh và người còn lại có lai lịch rất mạnh. Tôi không nghe lầm chứ, mở nhà Thiên Nhai cho cái tên họ Đường. Ngô Tiểu Trinh phẫn nộ, bọn họ bởi vì có thầy Đan Dương Tùng mới có tư cách vào nhà Thiên Nhai, thằng nhóc kia dựa vào đâu? Chương 1724 con không làm. Quay đầu lại, Ngô Tiểu Trinh vừa thấy Đường Tuấn đi ra khỏi sân. Triệu Thanh Sơn đi cùng anh, nói chuyện và cười đùa với Đường Tuấn, như thể họ là một đôi bạn đã lâu không gặp. Người thầy của cô ta, Đan Dương Tùng, bị lạnh lùng bỏ rơi ở bên cạnh, nở một nụ cười xa xăm. Đây là chuyện gì thế này? Ngô Tiểu Trinh nhíu mày, trong mắt Triệu Thanh Sơn, sư phụ của anh ta không thể so sánh với một tên ăn nói lung tung, lấy lòng mọi người lè thiên hạ sao. Thưa thầy, Ngô Tiểu Trinh bước tới, nhìn đường tuấn bằng ánh mắt khó hiểu đáng tiếc đường tuấn làm ngơ với cô ta coi cô ta như không hề tồn tại sự khinh nhờn này khiến trái tim ngô tiểu trinh như muốn bốc hỏa ngô tiểu trinh mở miệng muốn nói chuyện nhưng bị đan dương tùng cắt ngang tiểu trinh xin lỗi ngài đường đi ngô tiểu trinh choáng váng không thể tin được những gì mình nghe thấy tên này không phải là nói lung tung về bệnh tình của triệu thanh sơn anh ta nên bị trừng phạt mới đúng tại sao lại phải xin lỗi anh ta y thuật của ngài đường thật đáng kinh ngạc, ngay cả thầy cũng xấu hổ. Con nên bị trừng phạt vì những lời nói thô lỗ vừa rồi của mình với anh ấy. Đan Dương Tùng gay gắt nói. Sau khi nhìn thấy y thuật của đường Tuấn, có thể đoán được bối cảnh vững chắc sau lưng anh ta, Đan Dương Tùng đầu tiên chọn cách cúi đầu. Trong số hàng chục thành chỉ gần thành mãn nguyên, thanh đan tông quả thật có chút tiếng nói, nhưng so với man hoang thành, thanh đan tông chỉ giống như vùng quê nghèo. Ở đó có những nhân vật lớn, một câu của bọn họ cũng có thể quét sạch cả một thành phố chứ đừng nói là một thanh đan tông nhỏ bé đan dương tùng không dám đánh cược nếu ông ta thua cược nền tảng hàng ngàn năm của thanh đan tông sẽ bị phá hủy vì vậy việc khiến ngô tiểu trinh cúi đầu xin lỗi đã trở thành cách để ông ta và thanh đan tông thỏa hiệp với đường tuấn ngô tiểu trinh không hiểu suy nghĩ của đan dương tùng trong mắt cô ta đường tuấn chỉ là một y sư nhỏ bình thường anh không có sức mạnh cũng không có lai lịch lại còn lừa gạt trái hư linh của anh trai mình rõ ràng là một thứ đồ ăn hại không ra gì còn cô ta thân là học trò cao thủ của thanh đan tông công chúa nhỏ trong mắt vô số người tại sao lại phải xin lỗi một tên như vậy cô ta đã làm gì sai con không làm thưa thầy con nói đúng cho dù con vu khống anh ta thì sao anh ta không phải từ linh đan cũng không phải sư huynh thanh sơn con làm gì phải xin lỗi sư phụ người đừng bị anh ta lừa gạt Ngô Tiểu Trinh mím chặt môi, trực tiếp nhìn chằm chằm Đan Dương Tùng, không có chút ý tứ cúi đầu. Tiểu Trinh, xin lỗi đi, có một số người thanh đan tông của chúng ta không chọc vào nổi. Đan Dương Tùng chua xót nói. Ngô Tiểu Trinh nghe xong lắc đầu, trong mắt dần dần hiện lên một tiêu oán hận. Con, nhìn vẻ mặt của Ngô Tiểu Trinh, ánh mắt của Đan Dương Tùng dần dần trở nên lạnh lẽo. Ông ta tự trách mình vì cưng chiều Ngô Tiểu Trinh quá nhiều. Nếu vì một học trò như vậy mà tương lai của Thanh Đan Tông bị hủy hoại, thì ông ta thả rằng không có người học trò này. chương 1725, có cơ hội đột phá thôi. Trong lòng cô ta lúc này vẫn không hối hận, có điều chỉ là càng ngày càng oán hận Đường Tuấn, ánh mắt nhìn Đường Tuấn dần dần trở nên lạnh lùng sắc bén, nắm đấm vô thức siết chặt, trong lòng có một ý nghĩ là tên này, lừa gạt sư phụ, hãm hại sư huynh. Ừ, Đường Tuấn gật đầu và đỡ cổ dương đứng dậy. Triệu Thanh Sơn tựa như không nhìn thấy tất cả những điều này. Đường Tuấn và Thanh Đan Tông đều không có gì đặc biệt quan trọng đối với anh ta, chỉ có ngưng kết tam văn nguyên đan và đánh bại từ Linh Anh mới là quan trọng nhất. Đương nhiên, nếu có thể chiếm được hào cảm của học trò đắc lực, đường Tuấn này, anh cũng không ngại. Ngày đó, đường Tuấn và Thủy Thanh Lam nhìn hướng về mặt hồ. Anh ta vòng hai tay sau lưng, vẻ mặt bình thản, trong đáy mắt mơ hồ có thể nhìn thấy sóng biển dâng trào. dao rạt rào giạt. Rào giạt đột nhiên một con cá nhảy lên hồ, rồi hai con, mười con, rồi một trăm con. Cuối cùng, có vô số con cá nhảy khỏi hồ nước khổng lồ, sau đó lại rơi xuống hồ, lại nhảy lên, lặp đi lặp lại như không biết mệt mỏi. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt của Triệu Thanh Sơn. Giờ đây, anh ta cuối cùng cũng chắc chắn rằng song văn thần thông viên mãn của mình đã hoàn thành. Thanh Sơn, con đúng là thiên tài của nhà họ Triệu, là tượng trưng cho điềm lành một giọng nói vang lên sau lưng Triệu Thanh Sơn. Triệu Thanh Sơn xoay người, hơi cúi đầu đối với người mới tới, nói ông nội, ông xuất quan rồi. Nếu người trong mãn huyền thành nghe thấy những lời này, chắc chắn họ sẽ đoán được thân phận của người đó. Triệu Địch Lâm, người mạnh nhất trong gia tộc họ Triệu hiện nay, đã đạt đến đỉnh cao trong cảnh giới Nguyên Anh sơ cấp. Triệu Địch Lâm mặc một chiếc áo choàng màu trắng bạc sắt một thanh trường kiếm trên lưng, khí chất tiên phong đạo cốt. Bước về phía trước, Đi tới trước mặt Triệu Thanh Sơn, ông ta mới ngoài 40, ai có thể tưởng tượng được rằng ông ta là người cao tuổi nhất trong thế hệ hiện tại của nhà họ Triệu, đồng thời cũng là người mạnh nhất. Yên lặng, Triệu Địch Lâm nhẹ nhàng hét lên. Tất cả những con cá đang nhảy nhót trong hồ bỗng nhiên ngừng chuyển động, từ trong hồ, mặt hồ như bị một loại ma lực nào đó chặn lại, hệt như một bức tranh vẽ. Sau hai nhịp thở, con cá lại rơi xuống hồ. "Ông ơi, ông đột phá rồi à?" Triệu Thanh Sơn nhìn cảnh này vô cùng kinh ngạc. Triệu Địch Lâm cười nhẹ, có cơ hội đột phá thôi. Đó là một sự may mắn, nhưng sự tự tin và vững vàng mà Triệu Địch Lâm vô tình thể hiện là rất rõ ràng. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, sắc mặt Triệu Thanh Sơn trở nên vui vẻ hơn, sau 100 năm trong gia tộc họ Triệu của chúng ta, cuối cùng cũng có một cường giả khác ở cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ. Triệu Địch Lâm gật đầu, lập tức hỏi, Đan Dương Tùng quả thật có thể giải độc mạn đà la trong cơ thể con? xem ra y thuật của ông ta đã tiến bộ rất nhiều, cũng đáng để nhà họ triệu kết giao bạn bè. Triệu Thanh Sơn nói, ông nội, chất độc mạn đà la trong cơ thể con không phải do đan dương tùng giải. Sau đó, Triệu Thanh Sơn kể chuyện đường tuấn giải chất độc mạn đà la cho anh ta, bao gồm cả chuyện Thủy Thanh Lam. Audio điện tử võ tấn bền Trường 1726 năm văn trở lên Một tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ đi làm nô lệ Sắc mặt Triệu Địch Lâm hơi thay đổi, ông ta nghiêm nghị nói, xem ra lai lịch của Đường Tuấn này không đơn giản. Có thể không phải học trò đại năng, nhưng có khả năng cậu ta đến từ một trong những thế lực cấp 1, nếu như con có thể kết bạn thì kết, còn không cũng không nên trở mặt. Còn về phần thái độ của Thanh Đan Tông, hoàn toàn không quan trọng. Giữa việc đắc tội với một thế lực lớn và bảo vệ một cái học trò tùy hứng làm bậy, Đan Dương Tùng sẽ biết phải lựa chọn như thế nào. Triệu Thanh Sơn gật đầu. Tiếp theo con có thể an tâm luyện thành ba văn nguyên đan, phấn đấu vượt qua từ Linh Anh càng sớm càng tốt. Triệu Địch Lâm nói, ông nội, đây là nửa tấm bản đồ con lấy được từ trong tay của nhóc con độc tông kia. Con đoán nó có thể có quan hệ đến kho báu còn sót lại của một vị tiền bối. Triệu Thanh Sơn bỗng nhiên lấy ra nửa tấm bản đồ. Triệu Địch Lâm lấy lại, nhìn thoáng qua, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, con người hơi co lại, thất thanh nói, trên bản đồ này ghi lại chính là nơi đạo sĩ Trung Thanh Thành Tiên đạo sĩ trung thanh đó không phải vị bán bộ đại năng cách đây hai năm về trước sao triệu thanh sơn hoảng sợ nói bán bộ đại thánh điều này chỉ tồn tại ở trong một số thế lực có xếp hạng nằm trên cao hoặc những thế lực siêu việt mà điều thật sự làm triệu thanh sơn khiếp sợ là một số ghi chép về đạo sĩ trung thanh xuất thân bí ẩn không thuộc về bất kỳ thế lực nào dựa vào cảnh giới bán bộ đại năng đã chiến đấu tới cùng với đại năng chân chính mà không thua cuộc Triệu địch lâm gật đầu thật mạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bản đồ, nói có người từng đoán rằng đạo sĩ Trung Thanh rất có khả năng đã luyện được năm văn nguyên đan trở lên, cuối cùng đạt được nguyên anh, cho nên mới có thể chiến đấu vượt cảnh. Nếu nhà họ triệu chúng ta có thể thừa kế được đạo sĩ Trung Thanh, không đến ngàn năm, chúng ta đã có thể trở thành thế gia số một số hai thế giới man hoang. Năm văn trở lên, hơi thở của triệu Thanh Sơn lập tức dồn dập nhà họ triệu có bối cảnh hàng nghìn năm, cũng chỉ có duy nhất một phương pháp luyện ra ba văn nguyên đan. Còn những phương thức cấp bậc năm văn, chỉ những thế lực siêu Việt mới có khả năng có được. Nhà thiên nhai, trong phòng của đường Tuấn. Trong tay đường Tuấn nắm viên nguyên thạch trung phẩm kia, điều chỉnh hơi thở. Chờ khi tinh khí thần đạt đến đỉnh điểm, ý nghĩ trong lòng anh hành động, nguyên lực nồng đậm trong nguyên thạch biến đổi thành một dòng chui vào khắp cơ thể anh, sau đó hòa tan vào trong huyệt đạo. Anh đang tu luyện cái thứ tư của đạo thần thông. Ngay khi biết thần thông nguyên đan có càng nhiều văn, tương lai trở thành nguyên anh sẽ càng mạnh, mà hơn hết bây giờ nguyên đan của anh vẫn không có dấu hiệu bị phá vỡ, Đường Tuấn bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Nếu so sánh thì nguyên đan giống như một quả trứng gà, còn thần thông lại là vết đao trên vỏ trứng, chỉ khi vết đao đã tích lũy đến một trình độ nhất định, nguyên đan mới có thể phá rách, ngưng kết nguyên anh. Chương 1727, tôi muốn giết chết tên họ Đường kia ít nhất có thể đạt được 7 vết văn thần thông trở lên. Cảm nhận tình trạng của Nguyên Đan, bản thân Đường Tuấn đã khái quát được suy đoán và mong muốn của mình. Dựa theo lời nói của Thủy Thanh Lam, ở trung ương thế giới Ngân Hà thậm chí một số ít cậu ấm cô chiêu có thể luyện thành 8 văn, có thể xuất hiện 9 văn Nguyên Đan. Đường Tuấn cũng không nghĩ đến việc tiến tới một bước kia, anh chỉ muốn nhanh chóng đạt được cảnh giới Nguyên Anh, xử lý những cục diện khó khăn trong tương lai của địa cầu. Với người khác, việc tu luyện thần thông có lẽ rất khó, nhưng mình là người có được 99 ký tự cổ xưa, thần thông với mình mà nói chỉ là chuyện còn con. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là có được đầy đủ nguyên lực. Đường Tuấn nghĩ thầm trong lòng. 99 ký tự cổ xưa, gần như đã bao quát hết tất cả căn bản của thần thông. Bây giờ việc đường Tuấn cần làm, chính là đem những điều thần thông căn bản này kết hợp một lần nữa, tạo thành thần thông mới. Đường Tuấn tự nghĩ ra thần thông, sự hiểu biết đối thần thông đã sớm đạt đến cảnh giới nguyên anh, bây giờ hiểu biết thêm thần thông khác, gần như là làm ít hưởng nhiều. Một nửa tâm trí đắm chìm vào trong 99 ký tự cổ xưa kia, một nửa còn lại lôi kéo nguyên lực ở trong cơ thể di chuyển, một loại cảm giác hiểu ra dần dần hiện lên trong lòng. Đồng thời, bên trong tử phủ của Đan Điền, phía trên Nguyên Đan, một dấu vết nhàn nhạt, nhạt dần dần xuất hiện. Thanh Đan Tông, chỗ ở của Ngô Tiểu Trinh. Phịch phịch sau khi Ngô Tiểu Trinh đem cái ghế cuối cùng trong phòng đập đến nát như, trong lòng vẫn không có hả giận một chút nào. Tôi muốn giết chết tên họ đường kia, giọng nói của Ngô Tiểu Trinh mang theo sát khí lạnh như băng. Sư muội muội đừng hành động thiếu suy nghĩ, chuyện này cứ cho qua như vậy đi, thầy cũng đã nói rồi, ngài đường có thể là người của man hoang thành. Là người mà thanh đan tông không thể trêu chọc được, cổ dương đứng ở cửa, nhìn Ngô Tiểu Trinh, bất đắc dĩ thở dài mà nói. Sư huynh, anh đừng có cản trở, tôi nuốt không được cục tức này. Anh ta sỉ nhục anh, không những thế còn xem thường y thuật của thầy, dẫm bẹp mặt mũi hai đời của thanh đan tông chúng ta, chuyện này tôi nhịn không được. Ngô Tiểu Trinh tức giận nói. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ cổ dương phải khom lưng trước mặt đường Tuấn xin lỗi, Ngô Tiểu Trinh có suy nghĩ muốn hung hăng đạp đường Tuấn dưới chân. Đột nhiên, ánh mắt cô ta sáng lên, trên miệng dần dần xuất hiện một nụ cười, nụ cười từ từ mở rộng, Trông có vẻ có chút điên cuồng và đáng sợ, lẩm bẩm nói, Thanh Đan Tông chúng ta đúng là không thể động vào anh ta, nhưng điều này cũng không có nghĩa là Mãn Nguyên Thành không có. Hai ngày sau, bên trong phòng đấu giá nhà Hải Các của nhà họ Triệu. Một bên Triệu Thanh Sơn dẫn theo Đường Tuấn đi trên hành lang của nhà Hải Các, một bên giới thiệu, ngài Đường tiên sinh, nhà Hải Các này là phòng đấu giá lớn nhất của Mãn Nguyên Thành, tuy rằng so ra kém Man Hoang Thành, nhưng cũng có nét đặc sắc riêng cậu đến từ Man Hoang Thành xa xôi, có thể tham quan một chút. Nếu một lát nữa ở trong hội đấu giá, ngài đường có quan tâm đến món hàng nào, sau khi lấy được, tôi có thể làm chủ, miễn phí tiền thuê của ngài đường. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Chương 1728 Đường Tuấn không có tính toán đến việc này. Man Hoang Thành là thế giới hoang man lớn nhất tòa thành, cũng là trung tâm của thế giới hoang man. Hiển nhiên Triệu Thanh Sơn đã đem anh trở thành một người tu hành du lịch đến từ Man Hoang Thành. Đường Tuấn tự nhiên không ngu đến mức nói ra thông tin thật của chính mình, vừa lúc mượn việc này để thử mạo hiểm một lần xem. Về phần mua đồ vật, Đường Tuấn không có tính toán đến việc này. Hiện giờ trên người anh chỉ còn không hơn 200 khối nguyên thạch hạ phẩm, đây là giả tư nhiên cho anh khi anh rời khỏi thiên huyền tông. Còn khối nguyên thạch trung phẩm kia, trong hai ngày ở tại đây tu luyện đã dùng xong rồi. Với khả năng sử dụng nguyên thạch nhanh chóng như vậy bị tiết lộ ra ngoài, không biết sẽ làm bao nhiêu người hoảng hốt nhảy dựng phải biết rằng, một khối nguyên thạch trung phẩm có thể tu luyện trong một tháng đối với một người đã đạt cảnh giới Nguyên Anh, nhưng ở Đường Tuấn chỉ có hai ngày. Nhưng mà hiệu quả đạt được rất rõ ràng, Đường Tuấn tách ra một tia tâm trí nhìn phía trên của Nguyên Đan trong tử phủ, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhạt. Lúc này trên Nguyên Đan, hai nhỏ ba lớn dấu vết nhìn thấy rất rõ. Hai ngày nay, anh đã hiểu ra được hai loại thần thông mới từ trong 99 ký tự cổ xưa, cũng như đem hai loại thần thông ghi vào trên Nguyên Đan thành công hai loại thần thông đều đạt đến cấp tiểu thừa viên mãn. Tuy rằng cấp bậc giống nhau, nhưng ba cái thần thông khác đều là đường Tuấn tự nghĩ ra, còn hai cái thần thông mới hiểu ra từ 99 ký tự cổ xưa giống như vợ lẽ, không có chỗ đứng gì quan trọng, chỉ có thể lấy ba cái thần thông kia là trung tâm. Trong lúc vô tình, ba cái thần thông tự sáng tạo ra sức mạnh cũng tăng thêm 2 phần 10. Mỗi cái thần thông mới cũng được lợi tăng thêm một phần. Phát hiện ngoài mong đợi này, khiến cho phương hướng tu hành tiếp theo của đường Tuấn dần dần rõ ràng. Nếu luyện tập thần thông nhiều lần có thể gia tăng uy lực của thần thông tự sáng tạo ra, vậy thì nếu tôi không ngừng luyện tập thần thông mới, lưu lại ở trên nguyên đan, chẳng phải uy lực của thần thông tự sáng tạo sẽ luôn được nâng cao. Một cái thần thông sẽ được tăng một phần mười, mười cái thần thông sẽ được gấp đôi, vậy một trăm cái thần thông được tăng lên gấp mười lần. Cảnh giới ngang nhau nhưng thần thông của chính mình gấp mười lần người khác. Nghĩ đến điều này, trong lòng đường tuấn giấy lên một trận lửa nóng. Với năng lực chiến đấu này, đem so với nhóm cậu ấm cô chiêu của Trung ương thế giới ngân hà cũng không hề kém cạnh đi. Chợt, đường tuấn cười khổ trong lòng, cảm thấy ý tưởng đem thần thông tăng lên gấp 10 lần của chính mình có chút buồn cười. Chỉ có hai cái thần thông đã dùng hết một khối nguyên thạch trung phẩm, vậy luyện 100 thần thông mà nói, trừ khi sau lưng anh thật sự có một thế lực siêu việt chống đỡ, nếu không có thể sử dụng hết số lượng tài nguyên khổng lồ của toàn bộ một gia tộc chỉ để xuất hiện cảnh giới nguyên anh hơn nữa càng về sau luyện một cái thần thông yêu cầu càng nhiều nguyên khí số lượng gần như tăng thêm gấp đôi vẫn nên nghĩ cách nhanh chóng đột phá cảnh giới nguyên anh thôi đường tuấn vứt bỏ ý tưởng không thực tế trong lòng nhưng mà dù cho đã lưu lại thêm hai cái thần thông nguyên đan vẫn không có chút dấu hiệu vỡ ra điều này làm cho đường tuấn không biết nói gì Đôi khi nguyên đan quá cứng cũng không phải là chuyện tốt. Ngài Đường, hội đấu giá hôm nay là hội đấu giá lớn nhất trong vòng nửa năm trở lại đây. Ba gia tộc lớn cùng với các môn phái trẻ tuổi của Mãn Nguyên sẽ xuất hiện, trong số đó, cậu phải đặc biệt chú ý từ Linh Anh của nhà họ Từ, còn có Âm Thư Vũ của nhà họ Âm. Thực lực của em M Thư Vũ so với tôi không cách xa lắm, đã xong văn nguyên đan viên mãn. Trên mặt Triệu Thanh Sơn lộ ra vẻ nghiêm trọng hiếm thấy, thấp giọng nói, "Còn về Từ Linh Anh" được đánh giá là người trẻ tuổi mạnh nhất mãn nguyên, mấy năm trước đã thành công luyện thành ba văn thần thông nguyên đan, không biết cái thứ ba thần thông đã viên mãn hay chưa. Nhưng dù là vậy, cậu cũng không cần xem thường người này. Nghe đồn nhà họ từ có bối cảnh rất lớn, so sánh với thế lực bậc một cũng không kém cỏi. Chương 1729, sư muội cẩn thận. Sắc mặt Đường Tuấn thay đổi nhỏ, thế lực bậc một, đó chính là những tông môn hoặc những thế gia có người tu luyện đạt cảnh giới nguyên anh đỉnh cao. Ừ, bây giờ đường Tuấn chỉ suy nghĩ đến việc tu hành, luyện ra càng nhiều thần thông, phá đan kết anh càng sớm càng tốt. Chỉ cần từ Linh Anh không tới làm phiền anh, ai rảnh quan tâm nhà họ từ có bối cảnh như thế nào đâu. Nhưng mà nếu từ Linh Anh đến tìm anh gây sự, thì anh cũng không sợ. Trong lòng anh tràn đầy sự tự tin của một kẻ mạnh. Chỉ với nguyên đan nam văn viên mãn của anh hiện tại, một cái ba văn từ Linh Anh, đúng là không lọt được vào trong mắt. Chính là chỗ này. Ngô Tiểu Trinh dẫn theo Sư huynh Cổ Dương, đứng ở hành lang của nhà Hải Các, trước mặt là cửa của một cái ghế lô, sắc mặt có chút khẩn trương. "Sư muội." Bỗng nhiên Cổ Dương nắm lấy tay của Ngô Tiểu Trinh, lắc đầu. Vẻ mặt khẩn trương của Ngô Tiểu Trinh đột nhiên trở nên bình tĩnh, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, đẩy ra cửa phòng VIP ra. Một nam một nữ đang đứng bên trong ghế lô, người nam đưa lưng về phía Cổ Dương và Ngô Tiểu Trinh, người nữ đứng hơi nghiêng nhìn dáng vẻ có thể đoán là người hầu của người nam. Cổ Dương, Ngô Tiểu Trinh, hai vị học trò của Thanh Đan Tông, hai người đến tìm tôi có chuyện gì sao? Cửa phòng viết môn vừa đóng, một cái giọng nam nhàn nhạt cất lên. Từ Linh Anh, tôi muốn làm giao dịch với anh. Ngô Tiểu Trinh hít một hơi thật sâu rồi nói với người nam. Người nam đang đưa lưng về phía bọn họ vậy mà lại là Từ Linh Anh, người trẻ tuổi giỏi nhất của nhà họ Từ giao dịch với tôi hai người có đủ tư cách sao nếu như có thể chịu được một chiêu của vân tuấn thì hãy đến giao dịch với tôi từ linh anh không quay đầu qua nhìn mà trả lời lại trong lời nói ngữ điệu không có chút lên xuống tưởng chừng không có cái gì có thể tác động đến anh lời nói vừa dứt cô gái đứng ở một bên ra tay bất ngờ đem chỉ làm kiếm một sợi kiếm nuốt vào ở đầu ngón tay hơi thở trở nên sắc bén tưởng chừng như có thể chặt đứt cả gió phong sát cửu kích từ Linh Anh, đây là chiêu thức bí truyền của nhà họ Từ, vậy mà anh dám dạy cho một kẻ hầu." Ngô Tiểu Trinh nhận ra chiêu thức của Vân Tuấn, nhịn không được la lên. Phong sát cửu kích, chiêu thức độc quyền của nhà họ Từ, có tổng cộng 9 thức, nghe nói chỉ cần luyện đến cảnh giới cao nhất, bằng một ngón tay cũng có thể chém nứt ngọn gió ở 9 tầng mây. Tu vi Vân Tuấn chỉ có cảnh giới Nguyên đan trung kỳ, nhưng lúc này sử dụng Phong sát cửu kích này, đã gần như có uy thế của cảnh giới Nguyên đan viên mãn. Ngô Tiểu Trinh chỉ cảm thấy bản thân bị một ngón tay này đè bẹp, không có chỗ nào để trốn. Mạng sống của cô ta sẽ dễ dàng bị chặt đứt sống như ngọn gió kia. Có thể thấy, Vân Tuấn đã hiểu được tinh túy của một chiêu này. Sư muội cẩn thận, cổ dương kêu lên. Đồng thời, anh ta đột nhiên kéo Ngô Tiểu Trinh đến bên cạnh mình, bàn tay đánh một trưởng hướng về phía trước. Trường 1730, nếu cô có cây hư linh quả, thì còn đủ tiêu chuẩn. Sư huynh, trong lòng Ngô Tiểu Trinh đau lòng sư huynh, ngoài ra là sự sợ hãi đối với Từ Linh Anh. Một người hầu đã có thực lực mạnh như thế này, vậy thực lực của Từ Linh Anh đã đạt đến trình độ như thế nào? Tuy rằng vẫn còn hơi yếu, nhưng miễn cưỡng có đủ tư cách giao dịch với tôi rồi. Từ Linh Anh vẫy tay, lúc này Vân Tuấn thu ngón tay lại, mặt không cảm xúc mà đứng ở phía sau Từ Linh Anh. Từ Linh Anh chậm rãi xoay người. Gương mặt anh trông bình thường, thoạt nhìn không có bất cứ đặc điểm gì, là loại người nếu như ném vào trong đám đông sẽ không bao giờ có khả năng liếc một cái là nhận ra. Nhưng khí chất trên người anh ta lại lộ ra sự nghiêm túc và có cảm giác không bao giờ đầu hàng, tựa như chỉ cần là việc anh muốn làm thì chắc chắn có thể làm được. Đó là sự tự tin đến từ năng lực mạnh mẽ hơn người. Cả hai muốn giao dịch cái gì với tôi? Từ Linh Anh hỏi. Tuy Sư Huynh bị đả thương nhưng mà Ngô Tiểu Trinh lại chỉ có thể dần xuống sự tức giận trong lòng trong tay cô ta đột nhiên xuất hiện hai quả trái cây trong suốt như kim cương, cô ta chỉ vào hai quả đó nói, tôi muốn dùng hai quả hư linh này, để đổi một cái bí thuật tu luyện thành song văn thần thông cho sư huynh. Cổ dương là kim đan nhất phẩm, nên chỉ luyện được một cái thần thông. Nhưng đơn văn nguyên đan trở thành nguyên anh thì ở trong cảnh giới nguyên anh gần như là bộ phận nằm ở tầng chót nhất, tương lai càng không có khả năng tiến thêm một bước, giống như thầy đan dương tùng của cô ta. Trong mắt từ linh anh lộ ra một tia tò mò, Nói tự nhiên có thể được đến hai quả hư linh, xem ra hai người sư huynh muội cũng có một ít kỳ ngộ không tầm thường. Nói tới đây, Từ Linh anh lắc đầu, nói, nhà họ Từ đúng là có vài loại bí thuật luyện song văn, cũng không hề ngoại lệ, người ngoài có thể dùng bảo vật tới trao đổi. Hai quả hư linh này của cô tuy rằng quý giá, nhưng còn chưa đạt tới tiêu chuẩn trao đổi. Nếu cô có cây hư linh quả thì còn đủ tiêu chuẩn. Nghe đến đó, trong mắt Ngô Tiểu Trinh lộ ra một tia đắc ý. Nhìn Từ Linh Anh nói cây quả hư linh thì tôi không có trong tay, nhưng mà nếu tôi biết vị trí của một cây hư linh quả thì sao, hơn nữa còn đang ở trong Mãn Nguyên thành, như vậy cũng được chứ? Sắc mặt Từ Linh Anh hơi thay đổi, búng ngón tay, nói, "Nói nghe thử." Tiếp theo Mô Tiểu Trinh kể lại mọi chuyện đã xảy ra một lần. Nói chung là cô ta và sư huynh phát hiện cây hư linh quả, sau đó giết chết Kim Quang Mãng, đột nhiên Đường Tuấn xuất hiện, cướp đoạt cây hư linh quả. Sau khi nói xong, Ngô Tiểu Trinh vẻ mặt mong chờ mà nhìn từ Linh Anh. Cô muốn lợi dụng tôi để xử lý người gọi là Đường Tuấn phải không? Thuận tiện lấy được bí thuật tu luyện song văn của nhà họ từ chúng tôi. Từ Linh Anh cười nói. Audio điện tử võ tấn bền. chương 1731 sự sợ hãi trong mắt ngày càng sâu đậm. Ngô Tiểu Trinh ngạc nhiên, biết mưu kế của chính mình không thể gạt được đối phương, cười nói không sai cái tên đường tuấn này chứa trị hết thương tật của triệu thanh sơn đối với nhà họ triệu có ân chẳng lẽ cậu cả nhà họ từ lại kiêng kỵ nhà họ triệu nên không dám làm gì sao bộp một luồng sức mạnh vô hình đánh vào ngực ngô tiểu trinh đánh cô ta bay lên trên tường của ghế lô không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi không cần có ý đồ dùng phép khích tướng rẻ tiền này đối với tôi bằng không lần sau người chết chính là cô tôi giết cô đoán xem đan dương tùng có dám tìm tôi báo thù hay không giọng nói từ Linh Anh lạnh nhạt vang lên. Thân thể Ngô Tiểu Trinh hơi run một chút, sự sợ hãi trong mắt ngày càng sâu đậm. Nhưng mà một gốc cây hư linh quả thì đáng giá để tôi ra tay, trước hết hai người ở tại chỗ này đi, chờ khi tôi lấy được cây hư linh quả, sẽ cho cô một cái bí pháp tu luyện song văn. Từ Linh Anh ra lệnh cho người hầu Vân Tuấn, nói, nói từ chiêu ra tay trước, thử xem một chút thực lực của đối phương. Nếu quá yếu, thì bảo từ chiêu xử lý luôn, đem cây hư linh quả lấy ra đưa tôi. Nếu thực lực không tồi, tôi sẽ ra tay. Vân Tuấn khẽ gật đầu, rồi rời khỏi ghế lô. Tuy sắc mặt của Ngô Tiểu Trinh lúc này tái nhợt, nhưng cũng lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng. Tất nhiên là cô ta biết từ chiêu, đó là thiên tài thứ hai của nhà họ từ, hơn nữa còn là em trai cùng cha khác mẹ của từ Linh Anh, thực lực cực mạnh, đã luyện thành song văn, tính cách thì kiêu ngạo ương ngạnh, ở toàn bộ mãn nguyên thành gần như không ai là không biết anh ta. Đường Tuấn ngồi ở bên trong ghế lô, vừa nuôi dưỡng nguyên đan trong cơ thể, vừa nhìn hội đấu giá phía dưới. Hội đấu giá hội đã bắt đầu được một lúc rồi, đã xuất hiện một ít bảo vật khiến anh hứng thú. Triệu Thanh Sơn cho rằng anh đến từ một nơi lớn như Man Hoang Thành, chưa từng nghĩ đến việc Đường Tuấn đến từ trái đất, đối thế giới tu hành có rất nhiều chuyện cảm thấy vô cùng xa lạ nhờ hội đấu giá lần này đã tăng thêm sự hiểu biết của anh ở một phương diện khác kế tiếp vật muốn đấu giá chính là một thanh kiếm cấp bậc pháp khí khi người chủ trì của hội đấu giá nói chuyện một người phục vụ lập tức nâng một thanh kiếm đi lên sân khấu đi đến giữa sân khấu người phục vụ bỗng nhiên rút kiếm ra nhẹ nhàng đưa lên giống như một mảnh màn đêm xuất hiện giữa sân lúc này mọi người mới thấy rõ thân kiếm vậy mà có màu ngâm đen sáng đến độ có thể soi thấy người ở dưới ngọn đèn lấp lánh ánh sáng. Thanh kiếm này gọi là Giả Vị Ương, là một pháp khí do đại sư Âu Dũng của Man Hoang thành tiện tay chế tạo ra. Công năng rất đơn giản, dùng nguyên lực kích hoạt kiếm khí, có thể làm kẻ địch mất trí trong trong thời gian ngắn. Giá khởi điểm là 500 nguyên thạch hạ phẩm, mỗi lần báo giá tăng thêm 50, hiện tại bắt đầu. Người chủ trì giới thiệu. Thật là công năng vô dụng. Đường Tuấn nghe thấy lời giới thiệu của người chủ trì, không khỏi lắc đầu người tu hành chỉ cần đặt chân vào cảnh giới thần hải, đã có thể xuất hồn khỏi xác, dùng linh hồn cảm nhận sự vật bên ngoài, thậm chí nhìn còn chính xác hơn so với dùng mắt. Bởi vậy công dụng làm người mất trí này, nếu không phải vô dụng thì là cái gì? Vốn dĩ anh còn cho rằng loại pháp khí vô dụng này không có ai đấu giá. Không nghĩ đến sau khi người chủ trì báo giá xong, lập tức có người bắt đầu kêu giá, cuối cùng bị một cô gái trẻ mặc váy dài dùng 1.500 nguyên thạch hạ phẩm cướp được. Kết quả này khiến Đường Tuấn có chút dở khóc dở cười, nhưng mà nghĩ đến đến thân phận của cô gái này, trong lòng Đường Tuấn dễ chịu một chút. Cô gái này đến từ nhà họ Âm của Mãn Nguyên Thành, tên là Âm Thư Vũ, phải biết rằng nhà họ Âm là thế gia giàu có nhất Mãn Nguyên Thành. Hơn nữa nghe nói sở thích của Âm Thư Vũ là thu thập một ít đồ vật kỳ lạ. Cũng chỉ có cô ta mới có khả năng ném tiền qua cửa sổ dùng nhiều nguyên thạch như vậy chỉ để mua một cái giả vị ương vô dụng chương 1732 anh báo giá thêm lần nữa. Đường Tuấn chân chính cảm nhận được mấy chữ dầu nước đố đổ vách. Ở trái đất, nguồn lực tài chính của anh cũng có mấy chục tỷ, chưa từng vì tiền mà phải đắn đo, nhưng đi vào thế giới hoang man, anh lập tức biến trở thành tên khố rách áo ôm. Sau đó, một cái món đồ đấu giá tiếp theo khiến cho Đường Tuấn chú ý. Nguyên Dương Đan, dùng tinh huyết của yêu thú và nhiều loại thiên tài địa bảo mà luyện chế thành thuốc, có được nguyên lực khổng lồ, Giá khởi điểm là 50 khối nguyên thạch hạ phẩm, trong tay người chủ trì cầm một cái hộp nhỏ đang được mở ra, hộp trang trí kiểu cổ bên trong chứa một viên thuốc tròn có kích thước bằng một trái nhãn lồng. Một luồng sát khí như có như không từ trong thuốc xuất hiện. Thuốc có hỗn hợp tinh huyết của yêu thú, đúng thật là có gấp 10 lần nguyên lực trở lên so với thuốc bình thường. Nhưng tinh huyết của yêu thú trời sinh đã mang theo sát khí, nếu như đem hấp thu, đừng nói đến tu luyện, chỉ sợ tổ hỏa nhập ma cũng có khả năng nhà hải các đang nghĩ chúng tôi là một lũ ngu hay sao? Trong phòng đấu giá, không ít người tu hành nhíu mày nói. Sắc mặt người chủ trì lập tức trở nên khó coi. Không có người đấu giá, ngay cả người bị gọi ngầm là kẻ ngốc lắm tiền nhiều của như âm thư vũ đều không có một chút hứng thú nào. 60 khối nguyên thạch hạ phẩm. Trong lòng người chủ trì thở dài một tiếng, đang chuẩn bị thay đổi một món hàng đấu giá khác. Đúng lúc này, một thanh âm báo giá vang lên. Người chủ trì nhìn qua, phát hiện người đang đấu giá, vậy mà là đường tuấn người Triệu Thanh Sơn dặn dò phải chú ý nhiều hơn. Lúc này, gương mặt đường tuấn có chút hưng phấn. Anh có thể cảm nhận được bên trong nguyên dương đan này có ẩn chứa nguyên khí không kém hơn nguyên thạch trung phẩm là bao, hơn nữa sát khí của yêu thú đối người khác sẽ là chí mạng, nhưng mà với anh mà nói cũng không phải vấn đề gì to tát lắm. Đặc tính lớn nhất của hỗn độn nguyên đan chính là bao dung và chuyển hóa. Mặc kệ năng lượng tính chất gì, đều có thể hấp thu và chuyển hóa thành năng lượng mà bản thân yêu cầu. Bởi vậy anh không chút do dự báo giá. Mà lúc này, ở một phòng VIP khác bên trong nhà hải các, một thanh niên với vẻ ngoài mang theo chút biên cuồng và u ám liếm môi, người hầu của tứ linh anh Vân Tuấn đứng ở bên cạnh anh ta. Tên này thật thú vị, vậy mà chọn mua loại đồ vật vô dụng này. Nếu như vậy, từ chiều tôi sẽ chơi cùng anh, tôi thích nhất nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của người khác thanh niên hài hước nói. Nói xong, anh ta giơ tay, bên ngoài sàn đấu giá người chủ trì lập tức báo giá 70 khối nguyên thạch. Từ chiêu, cậu chủ lớn muốn cậu thử thực lực của đối phương, chứ không phải chơi đùa ở chỗ này. Giọng Vân Tuấn hạ thấp nhắc nhở. Tôi biết rồi, sẽ không làm chậm tiến độ của anh hai. Từ chiêu nói. Vân Tuấn nghe thế, cũng chỉ có thể lắc đầu, không nhiều lời thêm. Tuy rằng thực lực của từ chiêu không bằng từ Linh Anh, nhưng cũng là kẻ mạnh cấp bậc hai văn, không phải Vân Tuấn cô có thể đối phó. Nghe được có người báo giá, lông mày đường Tuấn nhíu lại, hiển nhiên anh cũng không nghĩ tới sẽ có người cùng cạnh tranh với mình. Nhưng mà nguyên khí bên trong nguyên dương đang có trợ giúp rất lớn đối với việc tu luyện của anh hiện tại, thậm chí có thể tu luyện thêm một cái thần thông. Nếu có thể, anh sẽ không dễ dàng từ bỏ. Anh báo giá thêm lần nữa. Nguyên thạch của anh chỉ có hơn 200, chương 1733, anh ta là ai? Sau khi anh báo giá không lâu, cái người ở phòng VIP trước đó cũng báo giá theo, không nhiều không ít, chỉ hơn anh 10 khối. Anh tiếp tục tăng thêm. Đối phương bắt trước theo. Không bao lâu, Đường Tuấn đã kêu báo tới 220 khối nguyên thạch, đây là giá chót mà anh có thể báo. 230 khối nguyên thạch hạ phẩm. Nhưng mà anh vừa kêu xong, ngay sau đó một giọng báo giá khác vang lên. Vẫn là cái phòng VIP trước đó. Sắc mặt Đường Tuấn tối sầm lại. Có chút khó coi. Báo giá đến mức độ này, anh đã không tiếp tục được nữa. Lúc này, cửa phòng VIP bị mở ra, một người phục vụ của nhà Hải các người đi vào. "Ngài Đường, người khách của phòng VIP kia nói nếu ngài không tiếp tục báo giá, Nguyên Dương đan sẽ thuộc về anh ta." Người phục vụ nói. Người phục vụ vừa nói xong, sắc mặt Đường Tuấn ngay lập tức trở nên âm trầm. "Ông chủ, chuyện này rõ ràng nhắm vào ngài." Thủy Thanh Lam đứng một bên tức giận nói sao đường Tuấn có thể không hiểu. Ngài đường, vị khách kia còn nhờ tôi chuyển đến ngài một câu. Anh nói, nếu ngài muốn nguyên dương đan, thì tới phòng viết tìm anh ta, anh ta đang đợi ngài. Trên mặt người phục vụ treo một nụ cười kỳ quái, nhìn đường Tuấn. Ở mãn nguyên thành này, mỗi ngày đều xảy ra việc con cháu thế ra nhắm vào những người tu hành. Mà hiển nhiên hôm nay vận xui này, đã nhắm đến người trước mặt này. Anh ta là ai? Đường Tuấn hỏi cậu hai nhà họ Từ, Từ Chiêu. Người phục vụ dường như đã đoán được Đường Tuấn sẽ hỏi vấn đề này. Cô ta hơi do dự, cuối cùng cũng nói thêm một câu, Từ Chiêu là em trai của Từ Linh Anh. Em trai Từ Linh Anh? Đường Tuấn khẽ cau mày, trong mắt hiện lên một tia sáng. Tuy rằng không biết tại sao Từ Chiêu lại nhắm vào anh, nhưng ngay cả Từ Linh Anh anh còn không sợ, làm sao có thể sợ một kẻ nhỏ nhoi như Từ Chiêu. Nói cho anh ta, tôi sẽ đi tìm anh ta." Đường Tuấn nhàn nhạt nói. Người phục vụ gật gật đầu, trong mắt toát ra một tia cười nhạo. Lời nói kiểu này cô ta đã nghe nhiều rồi, nhưng ở Mãn Nguyên thành, có được bao nhiêu người có thể đối đầu với nhà họ Từ, đối đầu với cậu hai kiêu ngạo hống hách của nhà họ Từ được chứ? Cho dù có, ít nhất cũng phải có trình độ cỡ M Thư Vũ và Triệu Thanh Sơn, dù sao chắc chắn không phải người trước mặt này. Ở bên trong phòng VIP, Từ Chiêu nghe người phục vụ nói xong, trên mặt lộ vẻ hơi châm biếm, trong tay cầm viên nguyên dương đan. Chỉ có 230 khối nguyên thạch hạ phẩm đã không chi nổi, tên này chỉ là một đồ nghèo khổ thôi. Anh cả bắt tôi đối phó với loại người như vậy làm gì? Tiện tay cất đi viên nguyên dương đan, Từ Chiêu lắc lắc đầu, lộ vẻ mặt không có hứng thú. Chương 1734, vậy tôi sẽ chặt đứt tay của anh. Anh trai tôi đâu?" Từ Chiêu đột nhiên hỏi Vân Tuấn. Vân Tuấn nói, gia chủ mới từ thập thành liên minh trở về, nên kêu cậu cả trở về. Từ Chiêu sừng sốt trong mắt hiện lên tia ghen ghét, nhưng rất nhanh đã bị anh ta che giấu. Hội đấu giá diễn ra hơn một tiếng thì kết thúc, vật đấu giá cuối cùng được đem ra là một lư hương to bằng bàn tay, lư hương làm bằng đồng thau vô cùng dày và nặng, mang đầy hơi thử mạnh mẽ, chắc hẳn là một món bảo khí mới hoàn thành được một nửa. Trong giới tu hành, binh khi được người tu hành sử dụng cũng được chia theo vài cấp bậc, phân biệt là phàm khí, pháp khí, bảo khí, linh khí, vương khí, vân vân, phàm khí là do người tu hành dưới cấp nguyên đan sử dụng. Mà pháp khí dành là cho cảnh giới nguyên đan, bảo khí thì dành cho cảnh giới nguyên anh. Một món bảo khí chỉ mới được hoàn thành một nửa này, đối với những người tu hành cảnh giới nguyên anh có trợ giúp rất lớn, ít nhất thực lực sẽ được tăng cường một nửa. Nếu là thực lực về cảnh giới nguyên đan của hai người không khác biệt nhiều, ai có được nửa bảo khí là có thể chiếm được ưu thế áp đảo. Cuối cùng, món nửa bảo khí này bị âm thư vũ lấy 10 khối trung phẩm nguyên thạch mua lấy. 10 khối trung phẩm nguyên thạch. Đối với sự giàu có của nhà họ âm, Đường Tuấn một lần nữa sâu sắc cảm nhận được. Tại buổi đấu giá, Đường Tuấn mang bất kỳ vật phẩm nào ra đấu giá. Anh chỉ hy vọng mua được viên nguyên dương đan mà cũng không thành, tại vì từ chiêu. Suối người một cái, Đường Tuấn đẩy cửa phòng VIP, đi về phía phòng VIP của từ chiêu. Cậu hai, buổi đấu giá đã kết thúc. Tên đó vẫn chưa đến. Trong phòng VIP Vân Tuấn nhắc nhở nói, tránh làm cho Từ Chiêu bỏ lỡ chuyện lớn của Từ Linh anh. Từ Chiêu nói, anh ta không tới thì phải làm sao? Tôi đã dặn dò các người canh ở nhà Hải Giác, chỉ cần người nọ vừa rời khỏi nhà Hải Giác lập tức báo lại cho tôi biết. Chỉ là một tên có tu vi thấp kém mà thôi, Từ Chiêu tôi ra tay, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bụp. Anh ta vừa nói xong, cửa phòng VIP đã chậm rãi bị đẩy ra bỗng có hai người xuất hiện trong tầm mắt của anh ta, một người trong đó đúng là Đường Tuấn. Từ chiêu sửng sốt, chợt hướng Vân Tuấn cười nói, anh xem, đây chẳng phải là đã tới rồi sao? Anh ta kẹp viên đan trong tay, nói, nhìn dáng vẻ này của anh, chắc là viên đan dược đối với anh rất quan trọng đúng chứ? Bản công tử tặng cho anh cũng không sao, dù sao tôi cũng không thiếu chút tiền này. Giọng nói tạm dừng lại, một lát sau mới nói tiếp, nhưng mà anh phải quỳ dưới chân tôi thì mới được nha. Khi nói chuyện, trên mặt Từ Chiêu mang theo vẻ cao cao tại thượng. Ha ha, xem ra anh đang không biết rõ về tình huống hiện tại lắm nhỉ. Tôi muốn đồ vật là có thể chính mình lấy, cần gì đợi người khác bố thí. Đường Tuấn bước lên trước một bước, lạnh lùng nói. Nhưng bây giờ viên nguyên đan đang ở trong tay tôi nha. Từ Chiêu cười khẩy nói. Vậy tôi sẽ chặt đứt tay của anh, chương 1735, đáng tiếc người này sẽ chết. Nói xong chữ cuối cùng, trong nháy mắt đường Tuấn lập tức xuất hiện ở trước mặt từ chiêu, nắm tay nắm chặt, ném một đấm tới. Thần thông băng thiên quyền Một trong những thần thông mới mà đường Tuấn sử dụng thành thạo, tuy rằng chiêu thức này không bằng thần thông đường Tuấn tự nghĩ ra. Nhưng cũng xuất phát từ 99 ký tự cổ xưa, nên cũng vượt mặt những chiêu thức thần thông bình thường. Từ chiếu sừng sốt một chút, vừa định đỡ đòn, nhưng mà chiêu thức của đường Tuấn còn nhanh hơn, lập tức đánh tới ngực của anh ta sức mạnh khủng bố như thủy triều đánh sâu vào ngực của Từ Chiêu, cả người mất khống chế bay thẳng ra ngoài. Dầm một tiếng, vách tường của phòng vip bị lủng một cái lỗ hình người. Vân Tuấn sửng sốt, sức mạnh này vô cùng khủng khiếp, ít nhất cũng phải đạt tới nhất văn thần thông viên mãn. Nhưng lần này dù sao cũng là Từ Chiêu ra tay thay cho Từ Linh Anh, cô cũng không thể khoanh tay mặc kệ. Thân hình chóng chớp mắt tiến lên, ngăn ở trước mặt Đường Tuấn, trầm giọng nói, "Đủ rồi." Từ chiếu là em trai của cậu chủ tôi, anh muốn trở thành kẻ thù của công tử nhà tôi sao? Từ linh anh sao? Vậy để anh ta tới tìm tôi đi. Vân Tuấn chỉ nghe được một câu như vậy, sau đó đường Tuấn phẩy tay áo một cái, cô ta lập tức bị bay ngược ra ngoài, bất tỉnh nhân sự. A, à, trong phòng đấu giá, nơi từ chiêu rơi xuống, toàn thân từ chiêu được bao phủ bởi một vầng ánh sáng nhàn nhạt, nhạt bao phủ, trên người anh ta, cho dù một vết thương nhỏ cũng không có trên mặt từ chiêu mang đầy sự tức giận. Lần này nếu không phải anh ta kịp thời năn nỉ ra tộc ban cho anh ta một tấm bùa hộ mệnh, đã ngăn được phần lớn sức mạnh từ chiêu thức kêu, nếu không bây giờ anh ta không chết thì thân cũng mang đầy thương tích. Anh dám đánh lén cậu chủ là tôi hả? Giọng nói mang đầy áp lực của từ chiêu từ trong phòng đấu giá vang lên. Thực ra sau khi sự kiện bán đấu giá kết thúc, mọi người lập tức lục tục rời đi, nhưng bỗng dưng nghe thấy bên này xảy ra tiếng động, đặc biệt nơi đó còn có từ chiêu, khiến tất cả mọi người không khỏi dừng bước chơi tốt lắm âm thư vũ nghỉ chân rất có hứng thú mà nhìn vòng sáng nhàn nhạt đảng tỏa ra xung quanh từ chiêu mỉm cười nói trong mãn nguyên thành vậy mà còn có kẻ dám đối đầu với từ chiêu không nói đến những việc khác chỉ nói đến sự dũng cảm này cũng đáng để nể phục đáng tiếc người này sẽ chết âm thư vũ bỗng nhiên thở dài dường như có chút tiếc nuối nói vòng sáng trên người từ chiếu chắc là từ bùa hộ mệnh do người đứng đầu nhà họ từ ban cho nhìn sức mạnh của vòng sáng, chỉ sợ có thể ngăn cản được cả sự tấn công của cấp bậc cảnh giới Nguyên Anh. Chỉ với cảnh giới Nguyên Đan cơ bản không thể phá được vòng sáng, trừ khi có được bảo khí. Sao sạc, một bóng người xuất hiện bên cạnh âm thư vũ, đó là Triệu Thanh Sơn. Triệu Thanh Sơn nhìn thấy đường Tuấn chậm rãi rời đi khỏi cửa phòng VIP, sắc mặt có chút thay đổi, tại sao lại là cậu ta? Audio điện tử võ tấn bền Chương 1736, Thần Thông Băng Thiên Quyền. Vẻ mặt Triệu Thanh Sơn đầy do dự. Đúng lúc này, Đường Tuấn đã bắt đầu ra tay. Bản thân anh ta vừa động đã lao về phía Từ Chiêu. Vẫn đánh một cú đấm như cũ, Thần Thông Băng Thiên Quyền. Dùng lại chiêu cũ, anh nghĩ rằng tôi không phải đối thủ của anh sao? Thấy điều này, Từ Chiêu đã chế nhạo anh. Thái độ anh ta rất hiên ngang, không lo lắng về sự an toàn của mình, có thể dùng toàn lực tấn công. Phong sát cửu kích, Từ Chiêu ngang nhiên ra tay, mũi kiếm như đao, kiếm khí từ đầu ngón tay đột nhiên bắn ra. Bất kể độ dài của khí kiếm hay độ sắc bén, từ chiêu đều mạnh hơn Vân Tuấn rất nhiều. Một người là hầu gái ở cảnh giới Nguyên Đan trung kỳ, người kia là truyền thừa Song Văn Nguyên Đan của nhà họ Từ, hoàn toàn không thể so sánh được. Xì xì, kiếm khí từ đầu ngón tay của Từ Chiêu đánh vào nắm đấm của Đường Tuấn, nhưng chỉ để lại một vết trắng. Từ Chiêu sừng sốt, nắm đấm của đường Tuấn đấm vào vòng sáng. Sau một cú va chạm, Từ Chiêu bị đập vào tường của nhà đấu giá. Mặc dù đã được vòng sáng bảo vệ, loại bỏ gần hết sức mạnh, nhưng mà Từ Chiêu vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng. Lần này Từ Chiêu không kịp phản ứng, lần nữa bị nắm đấm của đường Tuấn đập mạnh vào. Thần thông băng thiên quyền. Lại là thủ đoạn này, anh không có thần thông gì khác sao? Từ Chiêu buồn bực đến muốn ói ra máu, chiêu băng thiên quyền này không quá bí ẩn nhưng không hiểu sao nó lại có sức mạnh đáng kinh ngạc. Cả thân thể đang choáng váng, đường Tuấn lại tung ra vài cú đấm nữa. Khi nắm đấm của đường Tuấn liên tục hạ xuống, ánh sáng vàng dần dần mở đi. Suy cho cùng, ánh sáng vàng này là sức mạnh của lá bùa từ bên ngoài, không phải sức mạnh của chính từ chiêu. Ừ, sao cũng được. Âm thư vũ nhìn trận chiến trên sân, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Đều là cảnh giới nguyên đan viên mãn, không phải nên cạnh tranh áp lực và số lượng thần thông sao? Sao lại giống người bình thường đánh nhau như thế này, chỉ dựa vào thực lực thô bạo? Nhưng thực lực của anh ta quả thực rất kinh người, tuy chỉ có một loại thần thông, nhưng chỉ dựa vào loại sức mạnh kỳ lạ đó, e rằng ngay cả những người luyện pháp lực song văn thần thông cũng không phải là đối thủ của anh ta. M. Thư Vũ nhận xét. Triệu Thanh Sơn gật đầu đồng ý, vị trí trong lòng của Đường Tuấn đã nâng cao. Tuy nhiên, từ chiêu cũng chỉ là song văn thần thông bình thường, loại sức mạnh kỳ dị này, chú ý một chút cũng có thể tránh được. Quyết định thực lực của cảnh giới nguyên đan vẫn là thần thông. Một loại thần thông cấp thấp có thể đi được bao xa? Triệu Thanh Sơn bí mật hỏi. Từ đầu đến cuối đường Tuấn chỉ sử dụng sức mạnh của băng thiên quyền, bọn họ nghĩ anh chỉ có một chiêu duy nhất. Xoạt xoạt. Sau khi liên tiếp đánh 100 cú đấm, ánh sáng vàng phát ra một tiếng xoạt và trực tiếp tan vỡ chương 1737, đương nhiên là có thể. Nói đi, vì sao anh phải đối phó với tôi? Đường Tuấn bóp chặt cổ họng từ chiêu, hơi hơi thất lại. Răng rắc, từ chiêu có chút sửng sốt, cánh tay đau nhói. Hóa ra đường Tuấn đã bẻ gãy tay anh ta. Trên mặt từ chiêu lộ ra vẻ sợ hãi, anh ta luôn luôn kiêu ngạo và ngang ngược, không ngờ tên trước mặt mình còn điên cuồng và kiêu ngạo hơn anh ta. Là anh cả của tôi, từ chiêu nói, nếu không có sự bảo vệ của bùa hộ mệnh chỉ bằng vài cú đấm đường tuấn có thể khiến anh ta bị thương nặng rồi từ linh anh đường tuấn cau mày nói anh và từ linh anh hoàn toàn không biết nhau làm sao đối phương lại tìm tới anh anh cả tôi muốn cây hư linh quả của anh từ chiêu thẳng thắn nói ra để anh ta chiến đấu với anh cả đi từ chiêu không có ý định gây chuyện chỉ là anh ta không muốn vì từ linh anh mà mất đi mạng sống quý giá của mình cây hư linh quả là Ngô Tiểu Trinh phải không?" Đường Tuấn ngây người ra, đột nhiên trong đầu hiện lên ánh mắt phẫn hận của Ngô Tiểu Trinh. "Chỉ vì cây hư linh quả mà muốn giết tôi?" Ánh mắt Đường Tuấn đầy sự u ám. "Nếu hôm nay đổi thành người khác, anh sợ mình chết mất rồi." Có thể thấy nội tâm của Ngô Tiểu Trinh vô cùng xấu xa, độc ác. "Ngài Đường, tôi có thể đi chưa?" Từ Chiêu thận trọng hỏi. "Đương nhiên là có thể." Đường Tuấn tươi cười nói nhưng giao hết nguyên dương đan và nguyên thạch ra đây từ chiêu giật giật khóe miệng nhưng anh ta vẫn ngoan ngoãn giao ra nói với từ linh anh muốn cây hư linh quả thì có thể tự mình lấy đường tuấn ném từ chiêu ra ngoài trầm giọng nói bốp 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 ngài đường tu luyện tốt thật lúc này một chàng pháo tay vang lên đường tuấn nhìn qua thấy âm thư vũ và triệu thanh sơn người vỗ tay là âm thư vũ về phần triệu thanh sơn trong mắt chỉ hiện lên một chút kinh ngạc. Tôi nghe Triệu Thanh Sơn nói rằng ngài đường đến từ một thế giới man hoang. Loại phương pháp tấn công này chưa từng nghe qua, làm tôi mở rộng tầm mắt. Âm thư vũ cười và nói với một giọng điệu kỳ lạ. Âm thư vũ của tôi thường thích kết bạn vui vẻ. Nếu ngài đường có hứng thú, hãy đến nhà họ âm tìm tôi bất cứ lúc nào. Nếu từ Linh Anh làm phiền anh, thì nhà họ âm chúng tôi có thể giúp đỡ anh một chút trương 1738, đây là một nửa bản đồ. Sắc mặt của Đường Tuấn có chút thay đổi, rồi gật đầu. Anh thực sự không quan tâm đến lời đe dọa của Âm Thư Vũ, điều khiến anh quan tâm đến thân phận của Âm Thư Vũ. Nhà họ Âm, gia đình giàu có nhất ở Mãn Nguyên thành. Có lẽ việc thiếu nguyên thạch của anh có thể được giải quyết ở đây. Mãn Nguyên thành, biệt thự nhà họ Từ. Từ Linh anh ngồi cùng một người đàn ông trung niên chơi cờ ngũ quan của người đàn ông trung niên có phần giống với từ linh anh chính là từ nhẫn đương nhiệm gia chủ nhà họ từ đồng thời cũng là cha của từ linh anh linh an con có trách mẹ con vì chuyện đó không từ nhẫn đột nhiên hỏi ha ha con không trách bà ấy con chỉ hận bà ấy trên mặt của từ linh anh lộ ra vẻ giận dữ giữa hai lông mày của anh ta có chút ánh sáng giữa trông rất ảo diệu thể chất bán linh huyết từ nhẫn nhìn ánh sáng giữa hai lông mày từ Linh Anh và buồn bã nói, mẹ con có thể chất bán linh huyết, con cũng vậy. Nói cho con biết một điều, mẹ con bây giờ là của phó chủ Nguyệt Cốc, quyền lực trong cốc chỉ kém hơn cốc chủ thôi, có thể qua một khoảng thời gian nữa bà ấy đến mãn nguyên thành đón con, nên phải chuẩn bị kỹ càng. Mãn nguyên thành này quá nhỏ so với con rồi, từ nhẫn nói trầm giọng nói. Nguyệt Cốc là một thế lực hạng nhất được xếp hạng cực cao trong thế giới man hoang, được đồn đại là có nửa bước hóa thần tỏa chấn nói về thực lực nó mạnh hơn nhà họ từ gấp trăm lần từ linh anh có chút ngạc nhiên cũng không dừng chủ đề này lại mà hỏi thêm lần này sao gọi con về anh ta vốn là muốn chờ cây hư linh quả tới tay nhưng không ngờ bán đấu giá còn chưa bắt đầu đã bị cha gọi về từ những nghiêm nghị nói con đã từng nghe nói qua bảo tàng của đạo sĩ trung thanh chưa bảo tàng của đạo sĩ trung thanh từ linh anh nhướng mày sắc mặt hơi thay đổi, đó là tu sĩ thần bí dùng nửa bước hóa thần cảnh giới chiến đại năng sao. Từ nhẫn vật đầu, sau đó nói, lần này cha nhận được tin tức từ Liên minh Mười Thành. Theo tin tức, nơi mà đạo sĩ Trung Thanh hóa thành tiên đã xuất hiện. Trên tay ông ta xuất hiện một cuốn da dê cổ. Đây là một nửa bản đồ. Từ nhẫn nói, nếu tin tức kia là thật, lần này nhà họ từ thật sự sẽ quật khởi nghe ở nơi đạo sĩ trung thanh hóa thành tiên hình như giấu một cuốn bí thuật tu luyện trên ngũ văn thần thông đột nhiên từ nhẫn hạ giọng nói hơn nữa có lời đồn đại rằng đạo sĩ trung thanh có khả năng đến từ địa cầu vô cùng huyền bí đó chính là tu chân cổ tinh có người tu hành trên cấp hóa thần đại năng trong đó ẩn giấu rất nhiều bí mật về báu vật không ai biết đến nếu nhà họ từ của chúng ta là người đầu tiên biết đến vậy thì sẽ giành được nhiều lợi ích vô kể ý của cha là từ linh anh cũng bị cám dỗ theo hiện tại trình độ tu luyện của anh ta đã đến giai đoạn tắc nghẽn, bí thuật của nhà họ từ cũng không còn cách nào giúp anh tiếp tục nâng cao tu luyện của mình. Nếu có thể lấy được bí thuật của đạo sĩ Trung Thanh, sẽ có cơ hội ngưng tụ nguyên đan với nhiều nguyên đan văn hơn, cho dù không thể so sánh với những thiên tài trung ương ngân hà, nhưng cũng đủ để đánh cho thế hệ trẻ trong thế giới man hoang không cách nào chống trả. Theo nửa bản đồ này, cha đoán rằng bí tàng của đạo sĩ Trung Thanh chắc chắn là ở gần núi Thái Sơn. Lần này con ra mặt, Cha sẽ hợp tác với một vài trưởng lão gia tộc ở nơi tăm tối giúp đỡ. Chúng ta phải tìm ra bí tàng của đạo sĩ Trung Thanh." Từ Nhẫn nói, chương 1739 còn phá vỡ bùa hộ mệnh. "Có ai khác biết được chuyện này không?" Từ Linh Anh hỏi. Nghe nói Triệu Thanh Sơn và cô gái của Độc Tông đánh nhau vì tấm bản đồ này. Từ Nhẫn dùng ngón tay gõ lên bàn, nói, "Bí tàng của đạo sĩ Trung Thanh có liên quan quá nhiều, tuyệt đối không để mất." Từ Linh Anh chế nhạo nói, nếu như đối thủ là Triệu Thanh Sơn, một cái tát của con cũng có thể giết chết anh ta. Anh ta còn muốn tu luyện Tam văn để khiêu chiến con, mà không hề biết, cho dù anh ta có thành công hay không, con giết anh ta cũng chẳng khác nào giết một con gà." Từ Nhẫn nói, "Linh An, cha biết năng lực của con. Ở Mãn Huyên thành này, không có ai là đối thủ của con. Ngay cả trong toàn bộ liên minh 10 thành, con cũng thuộc nhóm người đứng đầu. Nhưng cha sợ các môn phái thế gia khác sẽ hợp lại nhắm đến con." cho dù nhà họ từ của chúng ta lúc nào có thể đối phó được, nhưng mà nhỡ đâu kẻ địch vẫn lợi dụng được khe hở nào đó. Cha nói đúng, chờ đến khi con lấy được bí tàng của đạo sĩ Trung Thanh. Thuần phục từng người một, cho dù là nhà họ Triệu, nhà họ M, Độc Tông, đều phải nhìn mặt nhà họ từ chúng ta mà làm việc. Từ nhẫn nói, con thông minh lắm. Anh cả, ngoặc kép. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng. Sau đó, nhìn thấy từ chiêu chạy vào, trên tay ôm lấy Vân Tuấn. Vết máu động trên khóe miệng từ chiêu, hơi thở của anh ta dao động không ngừng, dường như vừa mới xảy ra một trận chiến lớn. Vân Tuấn hôn mê, sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt từ linh anh u ám liếc nhìn và hét lớn, từ chiêu, chuyện gì xảy ra vậy? Thình thịch, sau trận chiến giữa từ chiêu và đường Tuấn, thể lực và tinh thần của anh ta đã đạt đến cực hạn, đột nhiên anh ta quỳ trên mặt đất sau như say rượu. Trong lòng Từ Chiêu vừa kinh ngạc vừa tức giận. Điều kinh ngạc là căn cơ tu luyện của Từ Linh Anh đã tiến bộ, điều tức giận là anh ta cũng là học trò của nhà họ Từ, Từ Linh Anh lại không biểu lộ gì trên mặt. Từ Chiêu nghiến răng kể lại những gì đã xảy ra trong cuộc đấu giá. Chỉ có một loại thần thông mà anh bị đánh thế này, còn phá vỡ bùa hộ mệnh. Nghe Từ Chiêu giải thích xong, Từ Linh Anh thay đổi sắc mặt nói, xem ra tôi chỉ có thể tự mình làm vì lợi ích của cây hư linh quả mà ra tay thật là vứt hết mặt mũi mà linh anh những điều này đều là chuyện nhỏ còn có thể đi làm trước chúng ta về nói sau từ nhẫn đột nhiên nhắc nhở từ linh anh sửng sốt lập tức gật đầu nếu so sánh với bí tàng của đạo sĩ trung thanh đừng nói là một đường tuấn và cây hư linh quả thậm chí cho dù là gấp 10 cũng không thể so sánh được một phần nghìn bí tàng của đạo sĩ trung thanh cử người theo dõi anh ta hơn nữa gửi xong tinh bí thuật của gia tộc cho cổ dương, để anh ta tu luyện càng sớm càng tốt. Vừa hay tôi cần một người để dò đường. Từ Linh Anh cười lạnh, nếu muốn dùng tay tôi để giết người, vậy thì các người cần giải trá một chút. Ngoặc kép, Mãn Nguyên Thành, nhà họ âm, chương 1740, Thần Thông, Trấn Sơn. Trong lúc âm thư vũ vừa uống trà vừa nghịch chiếc lư hương mua được từ cuộc đấu giá, đột nhiên có người nói rằng đường Tuấn đang đến thăm trên mặt âm thư vũ nở một nụ cười và nói tôi biết anh ta sẽ đến không ai dám không nghe lời âm thư vũ tôi hãy để anh ta vào âm thư vũ ra lệnh một lúc sau đường tuấn bước vào dưới sự dẫn dắt của đám thuộc hạ của nhà họ âm khi đường tuấn bước vào âm thư vũ đang cúi đầu uống trà làn xương mở ảo khiến khuôn mặt cô ta có chút mơ hồ thậm chí cô ta không ngẩng đầu lên nhìn cốc trà trong tay như thể nó có thể mang lại cho cô ta thêm niềm vui anh có biết tại sao tôi lại tìm anh không? Âm thư vũ hỏi. Đường Tuấn lắc đầu, âm thư vũ một cô chủ của thế gia như thế này, trong nhà còn có cường giả cảnh giới nguyên anh tọa chấn, sự giàu có của nhà họ em mơ là bậc nhất ở mãn nguyên thành. Muốn người có người, muốn tiền có tiền, anh không rõ âm thư vũ tìm anh làm cái gì. Bởi vì anh không có lai lịch, cho dù anh có chết cũng không ai truy cứu. Âm thư vũ thở ơ nói, giọng điệu hơi lạnh lùng, như không phải nói về một người, mà là một vật không đáng kể. Đường Tuấn giật mình, trong lòng không khỏi tức giận. "Tôi biết anh tức giận, nhưng mà thứ tình cảm vô dụng kia không có tác dụng gì với tôi đâu. Thực lực của anh quả thực rất tốt, nhưng ở trong mắt tôi và nhà họ Âm, thật sự là bình thường." "Hừ," Đường Tuấn cau mày, anh di chuyển cơ thể và ra tay nhanh như chớp. "Thần thông, Băng Thiên Quyền." Đường Tuấn còn muốn thử thực lực của phu nhân nhà họ Âm. "Quả nhiên chỉ mỗi thần thông này thôi." âm thư vũ hơi ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo chút châm chọc. Thần thông, chấn sơn. Trong lòng thấp giọng nói, cánh tay nhỏ bé của âm thư vũ gần như tăng gấp đôi sức mạnh, va và vào tay của đường tuấn. Lộc cộc, một cổ lực lượng cực lớn từ trong cánh tay của âm thư vũ chuyển ra, trong nháy mắt thân thể của đường tuấn lui về phía sau mấy bước. Những phiến đá xanh trên mặt đất bị sức mạnh dư lại đập nát. Sức mạnh của âm thư vũ thực sự mạnh hơn đường tuấn, Âm thư vũ thu lòng bàn tay lại, khuôn mặt vẫn mang vẻ thoải mái, nhưng cảm giác ngứa ran trên cánh tay khiến trong lòng cô ta cảm thấy chấn động. Sức mạnh của anh lớn hơn tôi tưởng rất nhiều. Nếu không phải tôi là song văn viên mãn của tôi, sợ rằng tôi đã phải chịu thiệt. Âm thư vũ nhìn đường Tuấn ngạo nghế cười, nhìn thấy chưa, đây chính là năng lượng và nội tình được thế gia truyền lại. Đó là thứ mà Tan Tu Anh không thể so sánh được. Đường Tuấn không quan tâm đến điều đó nhìn dáng vẻ dường như anh không hề bị âm thư vũ đánh trúng. Chỉ có bản thân anh mới biết băng thiên quyền vừa rồi chỉ sử dụng một phần người sức mạnh của anh. Audio điện tử võ tấn bền chương 1741, chẳng lẽ thật sự phải tiếp tục hội tụ thần văn sao? Sao sạc, lời nói của âm thư vũ vừa dứt không gian liền nổi lên gợn sóng như nước, sau đó dần dần xuất hiện một ông già với mái tóc hoa dâm, quần áo màu lục lam. Năm ngày sau, trong nhà thiên nhai, đường Tuấn đứng cạnh cửa sổ, quan sát phong cảnh bên ngoài. Nhà thiên nhai là một trong những kiến trúc cao nhất của mãn Nguyên Thành, từ trên cao nhìn xuống, vừa vặn có thể quan sát gần một nửa khung cảnh của thành phố. Người dân mãn Nguyên Thành gần như đều tu hành, nhưng mà người có thể đột phá cảnh giới nguyên đan, đa số là học trò của gia tộc danh môn và tông môn. Giống như người tên Trần Lộc đã gặp ở cửa thành, đó là người của phủ thành chủ. Mà thành chủ, đều có xuất thân là người của nhà họ Từ. Ở đây, sức mạnh đủ lớn thì có thể có được tất cả những gì mình muốn. Thủy Thanh Lam đi vào phòng, khom người nói, chủ nhân, người của nhà họ em mở đến rồi. Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, ưm, um, một tiếng, trạng thái tinh thần hơi chìm vào đan điền, trên vẻ mặt đường Tuấn không khỏi lộ ra một nét mỉm cười. Trong nguyên đan của anh, khắc họa 11 đạo thần thông có mức độ khác nhau. Dùng ba đạo thần thông của bản thân để làm việc chính, còn chín đạo thần thông khác để phụ trợ. Trong những ngày này, Đường Tuấn đã hấp thụ tất cả đan được và nguyên thạch, luyện ra 6 đạo thần thông, cơ bản đều là sức mạnh của cấp độ băng thiên quyền, toàn bộ đã đạt đến cấp bậc hoàn hảo của tiểu thừa viên mãn. Sức mạnh trong cơ thể của anh mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Lúc này nếu sử dụng lại băng thiên quyền, cho dù chỉ dùng một phần người công lực, cũng có thể làm cho cậu học trò gia tộc danh môn âm thư vũ này bị thương nặng. 11 văn nguyên đan, trong toàn bộ thế giới man hoang này, e rằng chỉ có một không hai. Những ngày qua, Đường Tuấn cũng biết một ít tin tức, trong man hoang thành hội tụ những tu sĩ thiên tài với bảy tám văn thần thông. Nhưng mà người sở hữu mười phần thì ít thấy, mỗi một người đều là những nhân vật độc nhất vô nhị được bồi dưỡng bởi thế lực siêu cấp. Về chín văn, trong man hoang thành đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện một nhân vật như vậy. Giãn gần cốt một chút, ánh mắt của đường Tuấn hơi nheo lại, trong lòng có chút tâm tư khác thường. Cho dù sau khi hội tụ 11 văn thần thông, nguyên đan vẫn không có dấu hiệu vỡ ra, mức độ cứng rắn vượt khỏi những gì anh tưởng tượng. Chẳng lẽ thật sự phải tiếp tục hội tụ thần văn sao? Trong lòng Đường Tuấn cảm thấy không biết làm sao, theo lý thuyết, 11 đạo thần văn trong cấp bậc hoàn hảo của tiểu thừa viên mãn, bất kể là nguyên đan gì thì cũng phải nứt rồi, nhưng mà nguyên đan của anh thậm chí không có chút thay đổi nào, việc này làm anh khá lo lắng. Hay là phải hội tụ thần văn ở mức độ cao hơn? trong lòng đường tuấn nhịn không được mà nhớ đến lời nói của Thủy Thanh Lam lúc trước. Trong một vài thiên kiêu của thế giới ngân hà này từng có người hội tụ được chín đạo thần văn trong cấp bậc đại thừa, sau đó mới phá bỏ đan thành trẻ sơ sinh, được gọi là đệ nhất nguyên đan ngàn văn năm qua. Thần thông phân ra ba cấp bậc là tiểu thừa, đại thừa và viên mãn. Thần văn của cấp bậc đại thừa, điều đó nghĩa là trước hết phải lĩnh hội được thần thông của cấp bậc đại thừa. Mà thần thông của cấp bậc này, ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới Nguyên Anh mới có thể tu luyện. Mặc dù Đường Tuấn có 99 ký tự cổ xưa, nhưng chưa đạt đến cảnh giới, thần thông mà anh hiểu được cũng chỉ quẩn quanh trong cấp bậc tiểu thừa. Trường 1742 đây là hai con đường khả thi trước mắt của Đường Tuấn. Anh từng bảo Thủy Thanh Lam sử dụng thần thông, bản thân thì bên cạnh quan sát, thử cảm nhận. Nhưng thần thông của Thủy Thanh Lam chỉ miễn cưỡng đạt đến mức độ sơ cấp của Đại Thừa, nền móng rất yếu, thậm chí còn không bằng ba đại thần thông mà anh tự nghĩ ra. Nhưng mà nhắc đến Thủy Thanh Lam này cũng đáng buồn. Sau khi đột phá Nguyên Anh không bao lâu thì rời khỏi ma tộc Hắc Ám, bắt đầu lưu lạc, vốn dĩ chẳng có thời gian học tập. Sau đó lại bị trấn áp trong mắt nguyên khí hai ngàn năm, càng không thể cảm thụ được thần thông. Đường Tuấn thì ngược lại, không gặp những chuyện ngoài ý muốn quá lớn. Thủy Thanh Lam vốn là hoàng tử của ma tộc Hắc Ám, dựa vào năm thần văn để đột phá cảnh giới Nguyên Anh coi như cũng là thiên tài. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, làm cho anh ta hoàn toàn không bắt kịp sự kiên cố và tiêu hóa trong cảnh giới nguyên anh. Cho nên mới bị người bác cả em mờ tinh linh kia đánh cho một trường bị thương. Hoặc là nắm giữ một cấp bậc thần văn rất cao, hoặc là hội tụ thần văn càng nhiều, càng dẫn đến biến đổi về chất. Đây là hai con đường khả thi trước mắt của đường Tuấn. Tạm thời nén những tâm tư này xuống, đường Tuấn thả lỏng cơ thể, dẫn theo Thủy Thanh Lam đi ra ngoài. Nguyên đan của một đạo thần văn, tuy rằng không thể so được với những thiên tài trong thế giới ngân hà, nhưng trong mãn nguyên thành nhỏ bé này, Đường Tuấn có thể xem là vô địch. Bên ngoài nhà Thiên Nhai, một thanh niên của nhà họ M đã đợi sẵn. Nhìn thấy Đường Tuấn đi ra, anh ta trầm giọng nói, "Tôi tên là Âm Hào, cô chủ bảo anh đi theo tôi, tất cả đều nghe theo phân phó của tôi." Anh ta liếc mắt nhìn Đường Tuấn rồi nói tiếp, "Muốn có được lợi ích từ nhà họ Âm tôi, vậy thì bỏ công bỏ sức một chút." nếu không phép tắc của nhà họ âm tôi sẽ không nể mặt anh đâu. Mãn huyên thành, nhà họ âm. Âm thư vũ đứng trong sân, mặc một bộ trang phục màu tím nhạt. So với những ngày trước, hơi thở của cô ta mạnh hơn rất nhiều. Thư vũ, cô thật không làm cho tôi thất vọng mà, hội tụ được đạo thần văn thứ ba. Bác cả của âm thư vũ đứng bên cạnh, nói một cách tán thưởng. Ba đạo thần văn của tiểu thừa viên mãn, ngoài từ linh anh ra, âm thư vũ cũng được xem là cao thủ đồng trang lứa thứ hai trong mãn nguyên thành. Âm thư vũ cũng gật gật đầu, đường như đã hài lòng với sức mạnh tu luyện của chính mình. Ba đạo thần văn, trong lịch sử của nhà họ âm, cũng chỉ có mấy người ít ỏi. Bác cả, cháu đến Thái Sơn trước, âm hào đã dẫn theo đường Tuấn đi rồi, âm thư vũ nói với bác cả bên cạnh. Sau khi sức mạnh tu luyện tăng cao, cô ta cho rằng dù phải đối mặt với sức mạnh kỳ quái của đường Tuấn cũng có thể thong dòng ứng phó. Chương 1743 chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Năm ngày ngắn ngủi, anh có thể hấp thụ bao nhiêu nguyên thạch chứ? Trong lòng Âm Thư Vũ khinh thường. Cơ thể Âm Thư Vũ vút qua, bay lên trời cao. Một con yêu thú cảnh giới nguyên anh đã đợi sẵn trên không trung, vừa hay cô ta đáp trên lưng yêu thú. Con yêu thú này chính là át chủ bài số 1 của nhà họ Âm, sức mạnh đã đạt đến cảnh giới nguyên anh viên mãn. Nhưng mà dựa vào thân hình của yêu thú chỉ có thể đối phó với cảnh giới nguyên anh bình thường thanh đan tông ngô tiểu trinh đứng bên ngoài một căn phòng bất an không yên hai bàn tay nhỏ bé xoắn lại với nhau miệng thì thào nhớ kỹ nhất định phải thành công nhất định phải thành công bùm bỗng nhiên trong phòng vang lên một âm thanh tối sầm trái tim của ngô tiểu trinh nhất thời muốn nhảy tới cuống họng hắt xì cửa phòng bị đẩy ra cổ dương từ trong phòng bước ra anh thế nào ngô tiểu trinh hỏi cổ dương xoa xoa đầu ngô tiểu trinh một cách cưng chiều cười nói cuối cùng đã hội tụ được thần văn thứ hai rồi qua một khoảng thời gian ngắn nữa chuẩn bị sơ qua một chút anh có thể đột phá cảnh giới nguyên anh ngô tiểu trinh nghe vậy lập tức nhào vào trong lòng cổ dương xúc động nói anh em biết anh làm được mà cổ dương khẽ nhíu mày nói ngày giao hẹn với từ linh anh cũng không còn xa nữa rồi Ngô Tiểu Trinh nói, từ Linh Anh chẳng qua nhờ vào sự giúp đỡ của anh mình để mở được thông đạo, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Hy vọng vậy, Cổ Dương nói. Ngô Tiểu Trinh hơi ngẩng mặt, nhìn góc mặt của Cổ Dương, càng hài lòng hơn với quyết định của mình, không có một mảy may hối hận. Cùng lúc đó, những người đồng trang lứa của nhà họ Từ và nhà họ Triệu cũng đồn đập rời khỏi mãn nguyên thành trong âm thầm, cùng với một mục tiêu kỳ lạ chung, đó là Thái Sơn. Này! nghe nói anh đánh cái tên từ chiêu kia đến hộp máu có thật không vậy? Trên đường đi đến Thái Sơn, Âm Hào hỏi Đường Tuấn với giọng điệu kỳ lạ. Đường Tuấn tùy ý gật đầu. Lúc này toàn bộ tinh thần của anh đều dồn vào để suy nghĩ cách để hội tụ thần văn cấp cao. nào có rảnh mà để ý đến vấn đề nhỏ này của Âm Hào. Âm Hào thấy thế, sâu trong ánh mắt lộ ra một chút lạnh lẽo. Xem ra tin tức không sai, sức mạnh của tên này quả thực khá tốt. Trả trách lại có thể lọt vào mắt xanh của cô chủ đáng tiếc đừng nên có ý với cô chủ. Xem ra, âm hào xem đường tuấn như đối tượng mà âm thư vũ theo đuổi. chương 1744 thêm tốt người của âm hào và đường tuấn. Man hoang thành sở đĩ gọi là man hoang, vì nguyên nhân là những vùng đất được khai phá chưa nhiều lắm. Mà những vùng đất này đa số đều là những nơi cực kỳ nguy hiểm, hoặc bị những yêu thú hung tợn chiếm đóng. Thậm chí còn có những yêu thú có sức mạnh không thua kém gì hóa thần đại năng lúc đám người Đường Tuấn đến bên ngoài Thái Sơn có hai tốp người đang rằng co xem có vẻ như có thể đánh nhau bất cứ lúc nào trong một tốp người còn có người mà anh quen biết một Tiểu Trinh và Cổ Dương tốp người còn lại quan sát những dấu hiệu trên đám người và quần áo chắc chắn là người của nhà họ triệu thêm tốp người của Âm Hào và Đường Tuấn người của ba đại gia tộc danh môn của Mãn Nguyên Thành đều đến đông đủ rồi Đường Tuấn khẽ nhíu mày thầm nghĩ trong lòng, có thể khiến cả ba đại gia tộc danh môn hành động, xem ra bảo vật trong Thái Sơn chắc chắn không hề bình thường. Vốn dĩ, trong cuộc hành trình đến Thái Sơn, anh chẳng qua chỉ muốn đến đây xem thử. Nhưng mà bây giờ, lại gợi cho anh một chút hứng thú. Có lẽ, nói không chừng trong đấy còn có thần thông cấp cao. Nhìn thấy đường Tuấn đứng trong đám người, một tiểu trinh hơi sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Sự gia nhập của đám người em mờ hào, khiến cho hai tốt người vốn đãĩ đang rằng co càng thêm căng thẳng. Ha ha ha! Không ngờ bảo tàng của đạo sĩ Trung Thanh lại khiến cho cả ba đại gia tộc danh môn của Mãn Nguyên thành tham gia vào, đúng là một vở kịch hay. Lúc này, một giọng nói từ xa truyền đến, một nguồn sáng xuất hiện từ xa đến gần, hóa thành một con người. Người này vẻ ngoài bình thường, dáng người thon dài, sau lưng vắt một cây giáo bằng đồng thau. Từ Linh Anh dựa vào nhà họ từ cậu mà chiếm đoạt được bảo tàng của đạo sĩ trung thanh sao nhà họ m tôi cũng chẳng hứng thú với bảo tàng của đạo sĩ trung thanh đâu hai âm thanh liên tiếp vang lên triệu thanh sơn và âm thư vũ cùng xuất hiện trên không trung cùng với từ linh anh hình thành một tình thế đối đầu hơi thở của cả ba đều vô cùng mạnh mẽ xuyên qua trời cao mỗi người chiếm đóng một hướng trong đó từ linh anh mạnh nhất nhưng mà triệu thanh sơn và âm thư vũ hợp tác đối kháng lại cũng chẳng kém là bao Phía dưới, tu sĩ của cả ba nhà đều nhao nhao ngẩng đầu xem bọn họ, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, đây chính là người trẻ tuổi mạnh nhất mãn Nguyên Thành. Từ Linh Anh phất tay bố trí phong ấn xung quanh ba người. Anh ta lúc này mới nói với Triệu Thanh Sơn và M. Thư Vũ, bảo tàng của đạo sĩ Trung Thanh, ba nhà chúng ta cùng nhau khai phá. Bảo vật trong đấy, nhà họ từ tôi muốn bốn phần, hai nhà các anh mỗi nhà ba phần. Triệu Thanh Sơn và âm Thư Vũ liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật gật đầu. Hiện tại ba nhà đều phát hiện ra bảo tàng của đạo sĩ Trung Thanh, không thể khai phá một mình, tạm thời liên minh là lựa chọn tốt nhất. Về phần phân chia sau này, chỉ là giao hẹn trước qua lời nói thôi, cuối cùng vẫn phải dựa vào sức mạnh và cơ duyên của mỗi người. Âm Thư Vũ, nghe nói nhà họ Âm cô đang giữ một tên tên là Đường Tuấn. Chờ sau khi khai phá bảo tàng của đạo sĩ Trung Thanh, cô phải giao anh ta cho tôi. Từ Linh Anh thản nhiên nói. Tất nhiên là được rồi, Âm Thư Vũ không chút do dự. Nói tôi đã thả vào cơ thể anh ta một con trùng cổ, anh ta chạy không thoát nổi đâu. Cô ta sẽ không vì đường tuấn mà đắc tội với Từ Linh anh đâu. Một người sức mạnh tu luyện yếu ớt, trong mắt gia tộc đánh một chẳng khác gì phế vật, cũng có thể tiến hành giao dịch rồi. Chương 1745, tới phiên chúng ta rồi. Vậy bắt đầu đi, kêu bọn họ bắt đầu quét sạch khí độc bên ngoài Thái Sơn đi. Từ Linh anh nói. Dựa vào thực lực của bọn họ, đương nhiên có thể loại bỏ khí độc nhưng tốn sức lực tốn thời gian như vậy bọn họ còn lâu mới chịu làm ba người bọn họ phân phó xuống ba tốp người phía dưới liền bắt tay vào làm đường tuấn đi theo âm hào luôn cảm thấy có một ánh mắt hung hăng dõi theo anh trên bầu trời nhưng lúc này anh không dám ra tay đùng đầu ngón chân cũng có thể biết được cường giả cảnh giới nguyên anh của ba nhà tất nhiên phải được giấu ở một nơi bí mật thế lực này với tình cảnh của anh hiện tại không thể địch lại được phất tay tung ra một đạo pháp lực chuẩn bị xua tan khí độc chung quanh. Nhưng thời điểm pháp lực của anh vừa chạm đến khí độc đó, cơ thể đường Tuấn cứng đờ, vẻ mặt không dám tin. Đây là nguyên khí. Anh vậy mà có thể cảm nhận được nguyên khí đổi đào trong khí độc. Tuy rằng tinh hoa không dày đặc bằng nguyên thạch trung phẩm mang lại, nhưng lại có thể so với nguyên thạch loại kém hơn, nhưng mà điều quan trọng nhất chính là số lượng lớn. Đường Tuấn nhìn về phía xa, chỉ thấy Thái Sơn cao ngất ẩn hiện trong mây bị khí độc bao phủ, không thể thấy được bờ bến ưng ừ, ực, ừ. đường Tuấn nuốt một ngụm nước miếng, như vậy lượng khí độc khổng lồ này có thể tương đương với bao nhiêu nguyên thạch vậy. Nếu hấp thụ toàn bộ, vậy không biết có thể tu luyện được bao nhiêu đạo thần thông. Thằng nhóc chưa trải đời kia, khí độc của Thái Sơn quả thực chứa đựng lượng nguyên khí dày đặc, nhưng hỗn hợp rất độc. Chỉ cần anh hấp thụ một chút ít, chất độc sẽ cuộn vào cơ thể, đi căn sâu vào trong, cho dù là người tu hành của cảnh giới nguyên anh cũng không đám nhiễm phải. Suy nghĩ nực cười này của anh, tôi khuyên nhi nên cất giữ lại thì tốt hơn em mờ hào nhìn thấy bộ dạng của đường tuấn lập tức đoán được suy nghĩ của anh không khỏi cười khẩy nói trước sự trào phúng của âm hào đường tuấn giống như không nghe thấy gì khí độc thôi mà đối với anh vốn dĩ không thành vấn đề thái sơn rộng lớn này đối với người khác là một nơi vô cùng độc nhưng đối với anh đây lại là một ngọn núi giá trị nhìn thấy bộ dạng thất thần của đường tuấn âm hào lười để ý tới anh khuyên ngăn cũng đã khuyên ngăn rồi, nếu tên này vẫn cố chấp như vậy, buộc hấp thu khí độc, vậy đến lúc đó bị độc chết cũng chẳng trách được anh. Điều chỉnh lại cảm xúc kích động, đường Tuấn lúc này mới tiếp tục đi theo sau đám người âm hào, vừa loại bỏ khí độc, vừa tiến vào Thái Sơn. Nhưng trong quá trình loại bỏ khí độc, đường Tuấn vận hành thần tàng quyết, hấp thụ nguyên khí trong khí độc từng chút một. Về phần khí độc, khi xâm nhập vào cơ thể anh trong nháy mắt, đã được nguyên đan chuyển hóa và hấp thu trong vô thức gần như mỗi một giây trôi qua nguyên khí mà đường tuấn hấp thu chuyển hóa tương đương với một khối nguyên thạch loại hạ phẩm điều này là đường tuấn cố ý kiểm soát sợ bị người khác phát hiện ra tình hình bất thường dựa vào lượng khí độc bị loại bỏ từng chút một một lối đi thông suốt đã đần đần hình thành sâu bên trong vì để ngăn khí độc từ bốn phía tràn vào để nhận thấy người của ba nhà này đã có chuẩn bị trước mới đến cầm một cây cờ được khắc hỏa ký hiệu cắm xuống đất một luồng ánh sáng được phóng thích từ lá cờ kia hình thành một lối đi an toàn tạm thời, ngăn cản khí độc bên ngoài. chương 1746, thì ra trước khi đến đã chuẩn bị trước rồi. Giọng nói của từ Linh Anh truyền vào trong đầu đường Tuấn. Hành động của từ Linh Anh cũng không giấu được đám người âm hào, lập tức tất cả mọi người đứng cách đường Tuấn rất xa. Vậy mà lại đắc tội với từ Linh Anh, tên này xong đời rồi. Từ Linh Anh sớm đã trở thành cao thủ ngưng tụ ba văn, cho dù có là Triệu Thanh Sơn hay âm thư vũ cũng không phải đối thủ, huống chi là cậu này. Từng ánh mắt pha trò đang hướng về đường Tuấn, giống như đang nhìn một người sắp chết vậy. Lúc này tất cả mọi người đều đừng lại, không dám bước vào chỗ sâu trong khí độc. Càng vào trong, đối mặt với khí độc kịch liệt hơn, và lại còn có yêu thú hung tợn, chỉ có sức mạnh to lớn của từ Linh Anh và Triệu Thanh Sơn, có những bảo vật bảo vệ cơ thể của gia tộc danh môn mới đám tiến vào. Mà đường Tuấn, lại trở thành đối tượng mà bọn họ diếu cợt trong lúc nghỉ ngơi nguyên khí của khí độc ở sâu bên trong càng đồi đào hơn ánh mắt đường tuấn lay động chuẩn bị tiếp tục tiến vào đúng lúc này có một bóng đáng ngăn cản anh lại sao cây hư linh quả ra cho tôi ngô tiểu trinh duỗi tay ra ngẩng đầu lên vênh váo tự đắc nói với đường tuấn em gái nhìn thấy hành động của ngô tiểu trinh cổ dương chạy nhanh đến giữ cô ấy lại Ngô Tiểu Trinh hất cánh tay của anh mình ra, cười lạnh nói, anh à, bây giờ anh ta còn gì đáng để chúng ta kiêng đè nữa chứ? Xét về thực lực, anh đã hội tụ được song văn, cũng chẳng kém hơn anh ta. Xét về hoàn cảnh, chúng ta có nhà họ từ làm chỗ dựa vững chắc. Mỗi một mặt đều không yếu kém hơn anh ta, bây giờ là lúc nên tìm lại vị trí cho thầy và anh rồi. Đường Tuấn nhìn thoáng qua cổ dương, khẽ cười nói, thì ra hai người đã đột phá song văn rồi, Xem ra là đã trao đổi bí thuật từ tay Từ Linh Anh, nhưng mà chẳng lẽ các người còn lợi hại hơn Từ Chiêu sao? Chuyện anh làm từ Chiêu bị thương nặng, mấy ngày nay đường như đã truyền khắp Mãn Nguyên thành, hai người cũng không thể không biết. Đến học trò của gia tộc danh môn Từ Chiêu đây sở hữu song văn viên Mãn cũng không phải là đối thủ của Đường Tuấn, ai cho Ngô Tiểu Trinh sự tự tin đến thế? Ngô Tiểu Trinh có chút châm biếm, nói: "Đánh bại Từ Chiêu." Nói ra không thấy ngại à? nếu như anh không đùng sức mạnh kỳ quái đánh lén, dựa vào anh mà cũng có thể đánh thắng cậu hai. Anh biết phân thứ hai mà anh tôi hội tụ được là loại thần thông gì không? Là gió táp, loại thần thông tốc độ, chuyên dùng để khắc chế sức mạnh kỳ lạ của anh. Chỉ cần anh đánh không lại anh tôi, sức mạnh kỳ lạ to lớn đó có gì hữu ích chứ? Đường Tuấn, ồ, lên một tiếng, nói thì ra trước khi đến đã chuẩn bị trước rồi loại thần thông tốc độ quả thực có thể khắc chế thần thông của loại sức mạnh băng thiên quyền này đáng tiếc thần thông mà anh nắm giữ không chỉ có một loại băng thiên quyền này mà có tận người một loại ngô tiểu trinh lạnh lùng nói tôi không có thời gian nói nhảm với anh giao cây hư linh quả ra đây quỳ xuống nhận lỗi với anh tôi chờ cậu cả từ đến nói không chừng tôi còn không thể cầu xin cho anh đường tuấn nghe vậy trong mắt hiện lên một tia sắc bén ngô tiểu trinh vậy mà tính kế để cho nhà họ từ ra tay với anh Vốn chỉ làm cho Đường Tuấn có chút tức giận, bây giờ lại đám nhảy vào đường chết. Bốp. Chương 1747 nếu như mình không tìm đến Từ Linh Anh. Hình như đã chú ý đến tia sắc bén sâu trong đáy mắt Đường Tuấn, Cổ Dương bỗng nhiên túm lấy Ngô Tiểu Trinh, nháy mắt đã cách xa trăm mét. Tốc độ này quả thực không tệ, chắc hẳn là thần thông thứ hai gió táp đáng tự hào của Ngô Tiểu Trinh. Anh bạn Đường, chuyện này cứ cho qua vậy đi." Cổ Dương đứng cách trăm mét, trầm giọng nói không biết vì sao anh ta cảm nhận được hơi thở nguy hiểm trên người đường tuấn cho dù anh ta hội tụ được song văn sức mạnh so với trước đây tăng lên rất nhiều nhưng vẫn không nhịn được mà run sợ anh dựa vào đâu mà bỏ qua chứ anh ta vốn dĩ không phải là đối thủ của anh ngô tiểu trinh ôm cánh tay của cổ dương dương bộ đảng không hề sợ hãi nhìn về phía đường tuấn nói anh không phải lợi hại lắm sao vậy tới bắt tôi đi ngu xuẩn một thanh âm vang lên bên tai của Ngô Tiểu Trinh. Cổ dương như lâm vào mối nguy, vội vàng tiến hành thần thông gió táp, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng anh ta vừa hành động, giọng nói của đường Tuấn lại vang lên quá chậm. Bùm! Âm thanh của không khí bị đè nén, sau đó những người khác có mặt ở đó đều nhìn thấy cổ dương ôm Ngô Tiểu Trinh bay ngược ra ngoài. Mặt đất hằn lên một dấu vết thật sâu. Khụ khụ khụ! Tiếng ho khan rất nhỏ vang lên. Giữa sân, Cổ Dương ngã xuống trên mặt đất, Ngô Tiểu Trinh được che chở chu toàn. Cổ Dương không ngừng ho khan, không thể kiềm chế mà nôn ra toàn máu tươi, nhỏ giọt trên gương mặt trắng nõn đẹp đẽ của Ngô Tiểu Trinh. Vị trí phía sau tim của anh ta, lõm vào một độ cong của nửa nắm tay. Vừa rồi anh ta chặn lại một quyền mà Đường Tuấn đánh Ngô Tiểu Trinh, nhưng anh ta dù sao cũng không phải từ chiêu, không có bùa bảo vệ cơ thể. Thân thể yếu ớt dễ bị tổn thương, không chịu nổi một đòn ngô tiểu trinh lờ mờ trên mặt đầy vẻ kinh hoàng toàn thân đều đang run rẩy cổ dương vươn tay muốn lau vết máu trên mặt thay cô nhưng anh ta càng nôn nhiều hơn hoàn toàn không lau sạch được em gái sau này đừng tùy hứng như vậy anh không thể bảo vệ em được nữa cổ dương cười khổ nói ánh mắt lộ ra vẻ bất khả kháng anh ngô tiểu trinh lẩm bẩm nói lúc này trong lòng cô cuối cùng cũng có sự hối hận nếu như mình không tùy hứng ra tay với con mãng xà hung tợn kia. Nếu như mình không tính toán chi ly với cây hư linh quả kia. Nếu như mình không tìm đến từ linh anh. Vậy, chuyện này có thể xảy ra sao? Sự sợ hãi cùng nỗi ân hận như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cô, làm cho cô đường như không thể thở nổi. Nước mắt lại không ngừng tuôn ra. mươi 1748, ngọn nguồn của những khí độc này là từ đâu? Đường Tuấn bấm vào đốt tay, một tia sáng len vào mi tâm của Ngô Tiểu Trinh. Ngô Tiểu Trinh ngã phù trên mặt đất, không thể thở nổi, ôm chặt lấy cổ Dương. Anh làm sao không biết Ngô Tiểu Trinh muốn chết, nhưng vậy thì sao? Chọc tới anh, phải trả giá lớn, hơn nữa những chuyện lộn xộn này làm anh cảm thấy rất phiền, ngày mà ma tộc hắc ám đến trái đất càng ngày càng đến gần hơn, anh không có thời gian dây dưa với những người này, một khi ngáng chân anh, phải giết chết tất cả ánh mắt đảo qua đám người âm hào, nhà họ từ và nhà họ triệu. Dưới ánh mắt quét qua của anh, đĩ nhiên không ai dám đối diện với anh. Đặc biệt là âm hào, toàn thân khẽ run lên. Xét về thực lực, anh còn không bằng cổ dương. Nghĩ đến sự châm chọc khiêu khích của anh đối với đường tuấn trước kia, trong lòng lại sợ hãi hơn. Tránh ra, các người chắn đường tôi rồi. Một câu nói của đường tuấn, ba tốc người lập tức nhường đường đường tuấn lười để ý chỉ một mình bước vào bên trong nơi khí độc chưa được khai phá đến về phần thủy thanh lam lại bị anh bỏ lại bên ngoài đợi cho đường tuấn rời đi mọi người nhìn về phía thân hình đần đần lạnh như băng của hai anh em nằm trên đất người này chắc chắn đã vượt hơn một văn thần thông phải mau chóng thông báo đến cô chủ cậu chủ ba nhóm người bỗng nhiên nhớ ra đồng thời lấy ra những vật báo tin nhưng lập tức phát hiện vốn dĩ không thể hồi âm Thái Sơn Đường như có thể ngăn chặn hết tất cả tin tức trao đổi bên ngoài. Làm sao bây giờ? Người của ba nhà liếc nhìn nhau, không biết phải làm sao. Vốn dĩ họ cũng chẳng coi sức mạnh của Đường Tuấn ra gì, nhưng bây giờ sức mạnh của Đường Tuấn đã được phơi bày, ít nhất cũng đạt song văn trở lên, thậm chí còn có thể đạt đến trình độ ba văn. Như thế đã có thể uy hiếp được đám người Triệu Thanh Sơn và âm thư vũ. Hay là cử người vào trong thông báo đi, có người nhìn vào hướng chỗ khí độc kia, khí độc bao phủ như sương mù, không thể nhìn rõ con đường phía trước. Em mờ hào nuốt nước miếng, nói tôi nghĩ, với sức mạnh của cô chủ nhà tôi chắc chắn có thể ứng phó với tất cả phiền toái này. Nếu tôi mà vào trong, nói không chừng sẽ cản trở thêm. Đại điện của nhà họ triệu cũng ngượng ngùng nói, anh em mờ nói rất đúng. Trong khí độc, một luồng ánh sáng xám trắng lóe lên, rồi chợt quay về tĩnh mịch. Đường Tuấn rút tay về, nhìn con rắn độc nằm trên đất khí độc ở sâu bên trong, nguyên khí ẩn chứa trong đó quả thật dày đặc hơn nhiều so với bên ngoài. Nhưng đồng thời những động vật độc hại ẩn trốn cũng nhiều hơn, trên đoạn đường đi, anh đã giết hơn mười mấy loại động vật có độc tấn công anh. Trong đó có con còn có cảnh giới nguyên đan. Lúc này không có ai bên cạnh, anh không cần phải kiêng đè nữa, đùng tất cả sức lực vận hành thần tàng quyết. Lượng nguyên khí đậm đặc được anh lọc để hấp thụ, sau đó đần đần chuyển hóa thành thần văn chương 1749, trưởng lão âm hạ thu của nhà họ âm tôi. Cái nơi quỷ quái này thực sự có bảo tàng của đạo sĩ Trung Thanh sao? May mắn là đồ yên nhi tôi không thể bị nhiễm độc, bằng không đi vào đây quả thực không tốt chút nào. Ê, vậy mà lại có người có thể đi vào trong khí độc. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một thanh âm phía trước đường Tuấn vang lên. Khí độc phía bên trái đường Tuấn, có một bóng người đần đần hiện ra. Chỉ sau vài nhịp thở, một cô gái tóc đen, trang phục đen, vẻ ngoài thanh tú, khoảng chừng 23, 24 tuổi xuất hiện trước mặt Đường Tuấn. Cô gái cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Tuấn, pháp lực mạnh mẽ đang hấp thụ không ngừng, anh là ai? Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Tu vi của cô gái này vậy mà cũng đạt đến cảnh giới Nguyên Đan viên mãn. Trong nghi tâm không ngừng lóe ra những tia sáng trên Nguyên Đan khắc họa rõ nét Ba Văn Lộ, rõ ràng đã hấp thụ được sức mạnh của Ba Văn rồi. Tôi tên là Đường Tuấn. Đường Tuấn tự giới thiệu, không phải người của ba nhà Mãn Nguyên thành, cô gái nhẹ nhàng thở ra, nói tôi tên Đồ Yên Nhi. Xem có vẻ anh đến đây cũng vì bảo tàng của đạo sĩ Trung Thanh, vậy đúng lúc chúng ta có thể lập thành một đội. Đồ Yên Nhi cười nói. Nụ cười của cô rực rỡ lại chân thành, không giống như đang làm bộ. Thực lực của cô, Đường Tuấn nói. Thực lực của Đồ Yên Nhi sở hữu Ba Văn Nguyên đan này không tồi, nhưng anh cũng đã 15 văn vốn dĩ không cùng một trình độ, thực sự không muốn thêm một mối cản trở. Hơn nữa anh cậy vào nguyên đan trong khí độc để tu luyện, cũng không muốn đồng hành với người khác, tránh để bị phát hiện. Ai ngờ Đồ Yên Nhi lại vỗ vỗ ngực, ngạo nghễ nói, yên tâm đi, tuy rằng thực lực của tôi mạnh hơn anh, nhưng tôi không ngại việc anh sẽ cản trở tôi đâu. Tôi có thể bảo vệ anh. Đường Tuấn ngẩn ra, nhìn thấy dáng vẻ của Đồ Yên Nhi, anh bỗng nhiên nhớ tới hoa tiểu nam. Ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại gật gật đầu, đồng ý với lời mời thành lập đội của Đồ Yên Nhi. Tính cách Đồ Yên Nhi hồn nhiên, không có những suy nghĩ chủ tính. Sau khi lập đội, lại lấy ra một tấm bản đồ để dùng chung, điều này khiến cho tốc độ thăm dò vào sâu bên trong của hai người nhanh hơn nhiều. Đường Tuấn cũng không đám hấp thụ khí độc một cách thoải mái nữa, nhưng cho dù như vậy, trong nguyên đan lại tăng thêm một đạo thần văn. Hiện tại ước chừng đã có được 16 đạo thần văn. Cùng lúc đó, Tại bên ngoài thông đạo Thái Sơn đã được người của ba nhà khai phá, đám người âm hào đang nghỉ ngơi. Vài luồng sáng với tốc độ khủng khiếp đang tiếp cận đến, luồng sáng tản ra, xuất hiện ba ông già. Đó là tộc lão của nhà họ triệu tôi triệu địch lâm. Trưởng lão âm hạ thu của nhà họ âm tôi. Còn tôi là phó gia chủ từ phong trung của nhà họ từ. Người của ba nhà ngay lập tức nhận ra thân phận của ba ông già này, nhất thời quỳ dạp trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng cung kính nếu đường tuấn có mặt ở đây có thể nhận ra được trong đó có một người là chính là bác cả của em m thư vũ người đã làm thương tu sĩ cảnh giới nguyên anh thủy thanh lam với một trường xem ra hai người còn lại từ phong trung và triệu địch lâm có khí thế cũng chẳng kém gì em m hạ thu ít nhất cũng đạt tới cảnh giới nguyên anh trung kỳ ba người đứng trong khung cảnh mờ ảo đo từ phong trung dẫn đầu từ phong trung nhìn lướt qua đám người phía dưới cuối cùng dừng lại ở nơi có hai thi thể của cổ dương và ngô tiểu trinh Ai giết, âm thanh của từ phong trung lạnh lẽo. chương 1750, cá sấu sơ kỳ cảnh giới Nguyên Anh. Ông ta tuy rằng luôn tu luyện cực khổ, nhưng cũng biết được rằng hai người học trò của Tông Đan Thanh làm việc dưới trướng của từ Linh Anh. Mà hiện tại hai người bị giết, đồng nghĩa với việc đánh vào thể điện của nhà họ từ. Thằng nhãi danh, vậy mà lại không coi uy nghiêm của nhà họ từ ra gì. Từ phong trung hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, hoa cỏ trong phạm vi mấy chục mét bị phân tán rơi rụng. Xoạt, mặt đất lại xuất hiện một vết nước đài hơn 10 mét, sâu hơn 1 mét. Cảnh giới Nguyên Anh, kinh khủng như thế. Anh ta đi đâu rồi? Từ phong trung hỏi. Đi vào sâu bên trong khí độc, đại điện của nhà họ từ trả lời chân thật. Được, không giết cậu ta, còn có ai đám gia nhập nhà họ từ tôi nữa? Từ phong trung trầm giọng nói xem ra tên kia ỷ bản thân có đầy tớ vị cảnh giới nguyên anh trung kỳ kia, cho nên khi hành động mới đám kiêu ngạo như thế. Âm hạ thu bỗng nhiên nói, có đầy tớ là cảnh giới nguyên anh trung kỳ, từ phong trung nhíu mày, hỏi lại thực lực như thế nào. Cũng là cảnh giới nguyên anh trung kỳ như nhau, thực lực lại khác xa. Từ phong trung yên lòng ngay, vuốt sâu nói, xem ra nhà họ từ tôi lâu lắm không hành động rồi, ngay cả cái tên sở hữu cấp bậc này mà cũng dám khiêu khích. Xét về thực lực, thực lực của Từ Phong Trung mạnh hơn nhiều so với âm hạ thu. Người mà ngay cả em mờ hạ thu cũng đều có thể thoải mái chém giết, sao có thể lọt vào mắt Từ Phong Trung được. Nói rồi, Từ Phong Trung dẫn đầu vào vị trí, một lần nữa lại hóa thành luồng sáng, bay nhanh về phía sâu trong khí độc. Âm hạ thu cùng triệu địch lâm theo sát ở phía sau. Dâm âm âm, tiếng đánh nhau kịch liệt từ phía trước trong khí độc truyền đến. Đường Tuấn và Đồ Yên Nhi sắc mặt căng thẳng, gia tăng tốc độ nhanh hơn. Rất nhanh, hai người đã có thể thấy được tiếng đánh nhau xuất phát từ đâu. Chỉ thấy từ Linh Anh, âm thư vũ cùng Triệu Thanh Sơn ba người họ đang cùng chiến đấu với một con cá sấu khổng lồ đài mười mấy mét cao bằng hai tầng lầu. Con cá sấu khổng lồ này toàn thân đen như mực, lớp ra bên ngoài tựa như áo giáp, hoàn toàn cứng rắn. Ba người cùng nhau hợp lực nhưng không thể đánh vỡ được phòng ngự của con cá sấu khổng lồ, chỉ có thể làm cho nó lùi lại vài bước mà lúc này tu vi của ba người cũng được thể hiện rõ. Trên nguyên đan của tứ Linh Anh có khắc họa khoảng chừng bốn đạo thần vãn, mà âm thư vũ cùng Triệu Thanh Sơn chỉ có ba đạo. Ca xấu sơ kỳ cảnh giới Nguyên Anh, sắc mặt của Đồ Yên Nhi nghiêm trọng nói. Ca xấu. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 1750.